Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 65. Nhị đồ đệ Vương Tông Nhân là người có tu vi kim đan trung kỳ này, người có thể bắt được nó cũng không đơn giản. Dương Bách Xuyên nghĩ đến Sơn Hải giới đầu tiên. Khi anh nhìn thấy chữ ký, đầu vang lên tiếng ầm ầm. Quả nhiên là người đến từ Sơn Hải giới. Chỉ thấy phía dưới viết là Thánh Tôn Môn Đại Tôn. Đại Tôn. Đầu Dương Bách Xuyên ong ong, ở Sơn Hải giới, năm đó tiến vào núi La Phù, phát hiện chồn nhỏ bị người của giản hóa phàm đuổi giết, sau đó chạy vào cái động đen kịt trong núi, sau đó núi nổ tung tạo ra một cái hố lớn. Cuối cùng anh bị đám người giản hóa phàm ép vào hố lớn, kết quả đi vào địa cung trong hố lớn, sau đó ở trong địa cung phát hiện đại trận cung điện ẩn giấu dưới bầu trời sao, phát hiện một cái quan tài đen kịt trong đó. Con rối đen trắng là thủ hộ của quan tài, cũng nhờ đó mà có được con rối đen trắng, cuối cùng để ra ngoài nên anh đã mở quan tài ra, mà người bên trong quan tài là ma đầu, tự xưng là đại tôn, muốn đoạt xá anh, kết quả bị sư phụ dọa sợ bỏ trốn. Anh nhớ lúc ấy sư phụ đã từng nói đại tôn là thần hồn đại thừa kỳ. Lúc ấy sau khi chạy trốn, anh còn bực bội vì không cảm nhận được sự tồn tại của đại tôn ở trong La Phù Động Thiên. Bây giờ mới hiểu lúc ấy thần hồn của đại tôn đã chạy ra ngoài. Bây giờ có chữ ký đại tôn Thánh Tôn Môn, bây giờ anh đã hiểu rõ. Thánh Tôn Môn xuất hiện, thật ra cũng là khoảng thời gian anh quay lại địa cầu, nói cách khác năm đó sau khi đại tôn chạy trốn, đã chạy từ Sơn Hải giới đến địa cầu. Lúc đại hôn, ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên đến, Dương Bách Xuyên mới biết cánh tay của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên và cậu đều do Thánh Tôn Môn hại. Anh vừa bảo Vương Tông Nhân và Thu Nhi đi diệt trừ Thánh Tôn Môn, kết quả lúc đi, Thánh Tôn của Thánh Tôn Môn thần bí và đại đệ tử Cung Huyễn đã biến mất. Mấy năm nay không có tin tức nào. Vương Tông Nhân dẫn theo tất cả đệ tử Vân Môn trên thế giới vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Thánh Tôn và đại đệ tử của lão là Cung Huyễn, bây giờ xem ra Vương Tông Nhân đã tra ra ở Châu U. Nhưng lại bị bắt. Nghĩ thế thì mọi thứ đều được giải đáp, đại tôn năm đó là Thánh Tôn thần bí mấy năm trước đã thành lập Thánh Tôn Môn ở Loan Châu. Lúc Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu đến Loan Châu, lão biến mất không thấy có lẽ là vì tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, biết không phải là đối thủ của Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu nên lập tức chạy trốn. Dù sao đại tôn cũng ở trạng thái thần hồn, muốn làm việc gì đương nhiên sẽ đoạt xá, mà đoạt xá chắc chắn tu vi sẽ không quá cao, phải từ từ khôi phục. Bây giờ gửi thư cho mình, ít nhất tu vi đã khôi phục tới đẳng cấp Nguyên Anh, nếu không cũng không bắt được Vương Tông Nhân. Dương Bách Xuyên không ngờ tai họa bỏ sót ở Sơn Hải giới năm đó nay lại xuất hiện ở địa cầu. Mục đích của Đại Tôn rất rõ ràng, lão muốn La Phù Động Thiên, hay có thể nói là Động Thiên bây giờ của Vân Môn. Năm đó lão ma đầu này bị trấn áp ở La Phù Động Thiên, bây giờ La Phù Động Thiên đã bị anh luyện hóa, đặt ở Vân Môn không chút kiêng dè, chỉ cần là người biết chuyện Sơn Hải giới bên kia thì chắc chắn biết sự tồn tại của anh. Đáng giận là bây giờ anh vẫn chưa khôi phục tu vi. Nhưng đồ đệ và Liễu Linh Linh thì nhất định phải cứu. Bây giờ tu vi của anh vẫn chưa khôi phục thì cứu thế nào đây? Đây là vấn đề lớn nhất. Lòng anh rối như tơ vò, đi vào Vân Môn Động Thiên. Bắt anh giao Vân Môn Động Thiên cho đại tôn thần bí kia thì không thể nào. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tự mình đi mà thôi. Trong không gian Bình Càn Khôn còn có chị Mai nửa người nửa yêu đã trải qua thăng cấp hóa hình của Bình Càn Khôn, bản thân có một ít thiên phú thần thông, hẳn là có thể miễn cưỡng đối đầu với đại tôn cấp Nguyên Anh. Mặt khác, ở châu U Anh còn có một con ma cà rồng là Ruth, nắm trong tay toàn bộ gia tộc ma cà rồng, tính sơ qua đã 12 năm chưa gặp lại ma cà rồng Ruth. Nhiều năm như thế, chắc là thực lực của cô ta rất tiến bộ rồi. Hơn 10 năm trước Ruth đạt kim đan bởi vì anh tặng tinh huyết và nước sinh mệnh, hơn nữa ma cà rồng có thiên phú rất cao, hẳn là có thể giúp đỡ được. Cho dù không được cũng không sao, nếu anh không đi chắc chắn đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh sẽ gặp nguy hiểm, năm đó đã từng đánh nhau với ma đầu đại tôn, anh không dám đánh cược, không chừng nếu anh không đi thì đại ma đầu sẽ giết đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh. Về chuyện thư từ anh cũng không nói với mấy cô gái vì sợ mấy cô lo lắng. Chỉ có Trần Thất Tiên đưa tới thư đến thấy vẻ mặt khó coi của Dương Bách Xuyên, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cầm bức thư trong tay, Dương Bách Xuyên đau đầu vô cùng,
đi loanh quanh không mục đích ở Vân Môn Động Thiên, anh bất chi bất giác đi đến viện truyền công, không khỏi dừng bước. Đây là nơi chị em nhà họ Lục bế quan, thoáng cái đã 6 năm, mấy cô vẫn chưa xuất quan. Nhìn viện truyền công, Dương Bách Xuyên thở dài nói thầm, nếu như chị em hai người ở đây thì tốt rồi, ít nhất có thể giúp đỡ mình ít nhiều, nhiều người đưa ra ý kiến vẫn tốt hơn. Ở toàn bộ Vân Môn, chị em nhà họ Lục vẫn luôn luôn có địa vị quan trọng, điều này là điều chắc chắn, ngoại trừ Ngô Mặc Thu ra thì hai người này có tu vi cao nhất, chỉ tiếc sau khi lấy được cái hộp La Phù Đạo Quân để lại, hai chị em đã bế quan đến bây giờ. Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, tu vi của anh không khôi phục, chỉ có thể dựa vào ngoại lực, tiếc là ngộ tính của mình vẫn là không đủ, phong ấn nguyên anh trong cơ thể vẫn mãi thiếu một chút, nhưng một bước này quá khó, vẫn mãi không đột phá được. Ngay khi Dương Bách Xuyên thở dài định bước đi, không ngờ có một giọng nói phát ra từ trong viện truyền công, tiên sinh, mời vào. Dứt lời, cửa lớn của viện truyền công cũng tự động mở ra. Trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, chuyện này, hiển nhiên chị em nhà họ Lục đã xuất quan. Dương Bách Xuyên bước chân đi vào viện truyền công, chị em nhà họ Lục xuất quan, dù cho thực lực có được hay không thì anh cũng có thể tìm được một người có thể thương lượng đối sách. Tốt xấu gì chị em nhà họ Lục cũng là người đi ra từ Sơn Hải giới. Lúc đi vào đại điện truyền công, Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bỗng cảm thấy bối rối. Anh thấy có hai người ngồi thiền trong đại điện, mà hai người này giống y đúc Lục Tuyết Hy. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Dương Bách Xuyên đã sáng tỏ, nhìn hai người đẹp như hoa như ngọc đang nhắm mắt, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi nhộn nhạo. Áo dài trắng giống nhau. Mái tóc dài bay bay, ngũ quan xinh xắn như nhau, đúng là song sinh. Đang lúc anh nhìn hai người, sau một khắc đôi song sinh đồng thời mở mắt ra. Trong ánh mắt người bên có vẻ sắc bén, không có biểu cảm gì. Ánh mắt người bên phải thì có vẻ mềm mại, sau khi mở mắt ra, trên mặt lại nở nụ cười. Lúc này Dương Bách Xuyên đã đoán được, ánh mắt sắc bén bên trái tất nhiên là chị gái Lục Tuyết Hy. Mà bên phải mỉm cười là em gái Lục Vũ Thư. Lúc trước khi tiếp xúc với chị em nhà họ Lục, hai chị em hai người có tính cách trái ngược nhau, Lục Tuyết Hy có vẻ lạnh lùng nhưng lực ra là miệng dao găm nhưng tim đậu hũ, Lục Vũ Thư có tính cách nhu nhược yếu đuối, đơn thuần giống như tờ giấy trắng, rất thiện lương. Hai tỷ muội vẫn là song hồn cộng sinh một thể, chính xác mà nói là thần hồn của chị gái Lục Tuyết Hy ký sinh trong cơ thể em gái Lục Vũ Thư. Nhưng bây giờ cho thấy chị em hai người đã tìm ra cách, song hồn tách ra, hơn nữa Lục Tuyết Hy còn tìm được một cơ thể thích hợp. Hiển nhiên có liên quan đến bảo bối thần bí mà La Phù Đạo Quân để lại. Cuối cùng chị em nhà họ Lục cũng giải quyết được vấn đề song hồn cộng sinh một thể đầy nan giải, cũng không cần cãi nhau nữa, như thế mỗi người bọn họ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn ban đầu rất nhiều. Nhưng mà khi Dương Bách Xuyên đang cảm nhận tu vi của hai người thì anh bỗng trợn to hai mắt. Miệng trở thành hình chữ O. Anh không ngờ sau khi được tiên tổ La Phù Đạo Quân để lại bảo bối, chị em nhà họ Lục không chỉ giải quyết vấn đề thần hồn cộng sinh một thể, mà tu vi lại một bước lên trời, hai bên cùng đạt nguyên anh. Kết quả như thế đúng là ngoài dự liệu. Nhưng nghĩ lại cũng khá vui, La Phù Đạo Quân là người làm mưa làm gió ở Sơn Hải giới mấy vạn năm trước, lại có được chí bảo như La Phù Động Thiên, tu vi cao cường. Đồ vật để lại cho hậu nhân của mình đương nhiên không phải là vật tầm thường. Có thể giúp tu vi của chị em nhà họ Lục đều đạt tới cảnh giới nguyên anh cũng không phải là việc khó. Bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên rất tò mò, rốt cuộc La Phù Đạo Quân đã để lại cho hai chị em thứ gì. Trong lòng đang nghĩ thế, một giọng nói lạnh như băng vang lên, nhìn đủ chưa? Là Lục Tuyết Hy nói. Dương Bách Xuyên trả lời theo bản năng, chưa đủ. Hi hi, 6 năm không gặp mà tiên sinh vẫn như thế. Lục Phú Thư cười nói. Nói xong anh mới lấy lại tinh thần, xấu hổ cười nói, vậy hai chị em đã xảy ra chuyện gì thế? Anh nhanh chóng chuyển đề tài. Hừ, Lục Tuyết Hy hừ lạnh, rất khó chịu vì Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm nơi nào đó của cô. Còn em gái Lục Phú Thư thì ngược lại, cười hi hi nói, tiên sinh, cuối cùng tôi và chị cũng tách ra rồi, chị ấy cũng có cơ thể của mình. Đều là công lao bí bảo tổ tiên tôi để lại. Nhưng dù thế nào tôi và chị vẫn phải cảm ơn tiên sinh. Nếu không có tiên sinh, chúng ta cũng không biết tổ tiên của chúng ta là La Phù Đạo Quân,
càng không có bí bảo mà tổ tiên để lại, đa tạ tiên sinh. Đây đều là tạo hóa của chị em các cô, dù sao cũng đã gặp, chúc mừng hai người. Dương Bách Xuyên cười cười nói. Chị em nhà họ Lục đã đạt cảnh giới Nguyên Anh, người vui nhất là anh, vì cuối cùng lần đi châu U này đã có trợ thủ tốt rồi. Lúc trước muốn tìm chị Mai và ma cả rồng rút là bởi vì bất đắc dĩ, cũng hết cách rồi, ai bảo tu vi của anh không khôi phục chứ. Không nói đến chị Mai, đã 10 năm không gặp ma cà rồng rút, không biết bây giờ cô ấy còn nhớ chủ nhân của mình hay không. Hơn nữa bây giờ anh không có tu vi, nếu tìm đến cửa thì anh cũng không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Bây giờ có hai chị em sinh đôi nhà họ Lục, hơn nữa cũng chính là hai cao thủ Nguyên Anh sơ kỳ ở đây, anh đã nắm chắc mọi thứ, cũng có lòng tin với chuyến đi châu U gặp đại ma đầu này. Tuy rằng lúc trước ma đầu đại tôn là thần hồn đại thừa kỳ, nhưng sau khi lão đoạt xá cũng chẳng khác nào tu luyện một lần nữa, cùng lắm cũng chỉ là cảnh giới Nguyên Anh. Có chị em nhà họ Lục ở bên cạnh, hai cao thủ Nguyên Anh, hẳn là đủ đối phó với lão đại tôn rồi. Sau đó Dương Bách Xuyên kể cho chị em nhà họ Lục biết chuyện năm đó anh gặp được ma đầu đại tôn và chuyện bức thư, và mấy điều vân môn đã thay đổi trong mấy năm nay. Khi hai chị em biết bà nội đã qua đời, cũng buồn bã rơi lệ. Khi bà nội còn sống cũng thật lòng yêu thương các cô, hai cô gái không có tình thương của người thân đã cảm nhận được tình yêu của bề trên ở bà nội. Đầu tiên hai người đi theo Dương Bách Xuyên tế bái bà nội. Thật ra hôm nay cũng là ngày hai chị em kết thúc tu luyện, nếu không phải Dương Bách Xuyên đi lang thang rồi đến trước viện truyền công thì có lẽ hai chị em sẽ tiếp tục bế quan tu luyện. Mà Dương Bách Xuyên cũng không hỏi chuyện Lục Tuyết Hy có được cơ thể độc lập như thế nào, đây là bí mật của người ta. Nếu chị em hai người không nói thì ắt có lý do. Dù sao trong mắt Dương Bách Xuyên, cơ thể Lục Tuyết Hy cũng không có điều gì khác với người bình thường. Tóm lại một đôi song sinh có cơ thể độc lập, có thể cùng lúc đạt được Nguyên Anh, đây là chuyện tốt đối với Dương Bách Xuyên đang muốn đi châu U cứu người. Sau khi bàn bạc, ba người quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Chị em nhà họ Lục vốn là hộ pháp của Vân Môn. Các cô xuất quan đương nhiên không thể không đi gặp mấy cô gái kia và một vài đệ tử Vân Môn. Sau khi các cô nhìn thấy hai đứa con của Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt lại lộ ra sự khác thường, điều này bị Triệu Nam thấy, mỉm cười kéo Lục Tuyết Hy ra ngoài nói chuyện. Mấy cô gái ríu rít, thỉnh thoảng cười cười, hơn nữa khi nhìn qua chị em nhà họ Lục cũng có lúc đỏ mặt, còn Dương Bách Xuyên thì ôm con trai con gái, chẳng thể hiểu nổi. Nhưng mà anh cũng không muốn nghe mấy cô gái nói chuyện. Bây giờ anh đang bận nghĩ tên cho hai đứa con, Đoàn Đoàn và Viên Viên là tên mụ mà bà nội đặt, còn tên chính thức thì chắc chắn phải có. Chuyện này cũng là chuyện mà Triệu Nam và Viên Kim Phượng giao lại cho anh. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Dương Bách Xuyên đặt tên cho con trai Đoàn Đoàn là Viên Hoa, đặt tên cho con gái Viên Viên là Dương Hạ, lấy hai chữ Trung Quốc để đặt tên, tương lai anh sẽ rời khỏi địa cầu đi đến Sơn Hải giới, thậm chí là tu chân giới xa xôi. Nhưng sẽ không quên nguồn gốc Trung Quốc ở địa cầu. Lúc rời đi đương nhiên sẽ dẫn theo con trai con gái theo, đây là muốn cho hai con không được quên nguồn cội của mình, vậy nên lấy hai chữ Trung Quốc đặt tên cho hai đứa. Mấy cô gái ríu rít nói chuyện với nhau, Dương Bách Xuyên đưa hai đứa con cho Khưu Vân, xoay người đi vào phòng, trong lòng khẽ động, tiến vào không gian bình càn khôn. Anh muốn đi đến châu U, phải thả cháu gái ra. Nhốt con bé trong bình càn khôn đã 2 năm, 2 năm nay con bé đã theo chị Mai có tính cách điềm đạm để tu luyện, bây giờ đã bồi dưỡng con bé thành thục nữ, khôn khéo vô cùng, 2 năm qua cũng chỉ đi ra ngoài 3 lần. 2 lần trước là lúc Lưu Tích Kỳ và Dương San San độ kim đan thiên kiếp, lần thứ 3 là lúc bà nội qua đời, bình thường sẽ bị Dương Bách Xuyên dẫn vào bình càn khôn tu luyện, bởi vì nó có ích rất lớn với Tiểu Mạn Mạn. 2 năm trôi qua con bé đã 5 tuổi. Tu Vi cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ độ kim đan thiên kiếp, vì để giúp con bé thuận lợi vượt qua kim đan thiên kiếp, 2 năm qua Dương Bách Xuyên cũng không để cho nhóc con kia đi ra ngoài. Sự thật chứng minh anh đã làm đúng, với Tu Vi và cấp bậc trong người Tiểu Mạn Mạn, cộng thêm khí tức cực kỳ cường đại, độ kim đan thiên kiếp hẳn là không thành vấn đề. Vừa mới tiến vào bình càn khôn, Dương Bách Xuyên đã nghe thấy tiếng sủa rung trời. Gâu! Quay đầu nhìn về phía núi Linh Đào. Là Vượng Tử à? Vẻ mặt Dương Bách Xuyên thay đổi, tính ra trong thời gian Vượng Tử ngủ say đã tiến hóa không ít,
từ năm đó được Phong Vân Thần khuyển thức Phong Vân Dạ Lang ban cho một giọt máu thì đã ngủ say đến giờ, khoảng chừng 13 năm rồi. Mỗi lần anh vào kiểm tra thì nó đều đang ngủ say, vì việc này mà Triệu Nam đã oán giận anh không ít lần. Nếu không phải nhìn thấy Vượng Tử hô hấp bình thường thì có lẽ đã cho rằng xảy ra chuyện gì lớn, không ngờ cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Dương Bách Xuyên đúng là nước mắt lưng tròng. Vội vàng đi về phía núi Linh Đào. Sau khi lên núi Linh Đào, nhìn thấy chị Mai cùng Tiểu Mạn Mạn đứng ở đỉnh núi, còn Vượng Tử quả nhiên đã tỉnh lại, lúc này trên người Vượng Tử có ánh kim lấp lánh, còn mọc ra một đôi cánh, xem ra đang từ từ lớn lên. Gâu gâu! Vượng Tử sủa từng tiếng, vô cùng đau cổ, trên lưng bỗng mọc ra một đôi cánh, đúng là phải trả giá đắt. Bộ lông toàn thân tỏa ra ánh kim mềm mại, hơn nữa ánh kim và cánh chim xuất hiện khiến cho Vượng Tử đúng là có chút bóng dáng của Phong Vân Thần khuyển năm đó. Khí thế cũng cường đại không gì sánh được, dường như có khí tức yêu thú tứ chuyển. Đây là thực lực có thể sánh với Nguyên Anh. Bác ạ! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiểu Mạn Mạn thấy Dương Bách Xuyên đến thì chào hỏi, Dương Bách Xuyên đi qua sờ sờ đầu cô bé, hỏi chị Mai, Vượng Tử đã tỉnh bao lâu rồi? Cũng chỉ một lát thôi, chị và Tiểu Mạn Mạn nghe thấy tiếng sủa nên tới đây, đã thấy Vượng Tử ở bên cạnh, tuyệt thật đấy. Chị Mai cảm thán nói. Ngủ say tiến hóa 13 năm, năm đó ở bí địa Trường Bạch, Vượng Tử được một giọt máu của Phong Vân Thần khuyển, bây giờ xem ra 13 năm ngủ say tiến hóa rất đáng giá. Dương Bách Xuyên nhìn Vượng Tử, nói. Ba người nhìn Vượng Tử trong sân, nhỏ giọng nói chuyện. Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng Vượng Tử cũng ngưng gầm gừ, mà cánh chim sau lưng nó cũng đã lớn xong, hai cánh mở ra khoảng 3 thước, ánh kim lóe lên trên người cũng biến mất. Gâu! Vượng Tử bỗng sủa một tiếng dài, nhưng trong tiếng sủa dài này lại tràn ngập vui sướng. Sau một khắc, chỉ thấy Vượng Tử đập cánh, bỗng biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở độ cao 100 thước. Gâu! Từng tiếng sủa dài vang vọng trong không gian bình càn khôn, mỗi lần Vượng Tử đập cánh thì đều biến mất, một giây sau lại xuất hiện cách đó khoảng vài 100 thước. Dương Bách Xuyên nhìn ra được tốc độ của Vượng Tử còn nhanh hơn anh dùng thiên nhai công thần thông nhiều. Cảnh tượng này khiến cho Dương Bách Xuyên mở to hai mắt, anh biết đây là thiên phú thần thông, đúng là khiến cho anh bất ngờ. Nhìn Vượng Tử bay lượn trên bầu trời. Trong lòng Dương Bách Xuyên tràn đầy vui mừng, chuyến đi châu U lần này lại có thêm trợ lực rất lớn. Không bao lâu Vượng Tử hạ xuống, bổ xô vào người Dương Bách Xuyên, lắc mình cái ánh kim lóe lên, đôi cánh sau lưng biến mất không thấy đâu, biến trở về bộ dáng ban đầu. Thân mật cọ tới cọ lui trên đùi Dương Bách Xuyên, trong miệng phát ra tiếng kêu ư ư. Nhưng Dương Bách Xuyên lại hiểu Vượng Tử đang thể hiện cảm ơn. Đáng tiếc là Vượng Tử không nói được. Dương Bách Xuyên cũng không hiểu chuyện này, theo lý thuyết thì yêu thú tứ chuyển có thể nói chuyện được, thế nhưng Vượng Tử lại chỉ biết kêu, dùng tinh thần để trò chuyện. Dương Bách Xuyên nghĩ ngày sau đi phố Sơn Cắp tìm anh em kết nghĩa Bạch Viên Bạch để hỏi, hẳn Vượng Tử là chó bình thường tiến hóa nên còn chưa quen. Vượng Tử, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, có biết chủ nhân sắp lo lắng đến mức giết tao rồi không, ha ha. Dương Bách Xuyên cười cười nói. Gâu gâu gâu. Vượng Tử nghe thấy hai chữ chủ nhân thì sủa liên hồi ý bảo Dương Bách Xuyên dẫn nó đi tìm Triệu Nam. Được được được, đi ngay đây. Dương Bách Xuyên lập tức gọi chị Mai, dẫn theo Vượng Tử và cháu gái ra khỏi không gian bình càn khôn. Ngày hôm sau, Dương Bách Xuyên và chị em họ Lục, Ngô Mặc Thu, còn cả Vượng Tử vừa mới xuất quan, tất cả mọi người ngồi chuyên cơ quốc tế Vân Kỳ bay thẳng từ Cố Đô tới châu Âu. Dương Bách Xuyên nghĩ. Đoàn đội lần này rất mạnh, chị em họ Lục có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, Vượng Tử ngủ say tiến hóa sau 13 năm, vừa thức giấc đã là yêu thú tứ chuyển, có thể so ngang với Nguyên Anh, mấu chốt nhất là Vượng Tử còn có tốc độ thần thông cực hạn, nói không chừng đến lúc đó sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Mặc dù mấy năm nay, tu vi của Ngô Mặc Thu chưa đột phá tới Nguyên Anh nhưng cũng đã đạt tới Kim Đan Đại Viên Mãn, hơn nữa còn là quỷ tu, thiên phú ẩn thân của cô là một lợi thế rất lớn. Cho tới nay cô vẫn như cái bóng của Dương Bách Xuyên, mang theo Ngô Mặc Thu chính là để bảo vệ cho sự an toàn của anh. Chuyện này cũng là do mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên quyết định. Độc Cô Vô Tình và Triệu Nam ở nhà, hẳn là cũng không có vấn đề gì, dù sao thì bọn họ cũng đã tiến vào Kim Đan,
chỉ cần lão biến thái Lữ Xuân Thu không xuất hiện ở trái đất thì bọn họ vẫn ứng phó được. Lữ Xuân Thu sớm đã đi vào thần mộ gì đó, sẽ không có trở ngại gì. Vượng Tử là trợ thủ mà Dương Bách Xuyên mượn của Triệu Nam rất hài lòng khi thấy Vượng Tử thức tỉnh và huyết mạch được tiến hóa, cô biết tất cả chuyện này đều nhờ công lao của Dương Bách Xuyên, Triệu Nam cũng vui vẻ vì Vượng Tử có thể thay cô đi trợ giúp cho anh. Chấm chấm chấm. 4 giờ chiều, bọn họ đã đặt chân tới Pháp, Dương Bách Xuyên phải đi tìm bọn đầu sỏ trước, mà đầu đại tôn gửi thư tới, mặc gì không để lại địa chỉ, nói là đến thẳng châu Âu, nhưng Liễu Linh Linh ở Pháp, dấu vết cuối cùng của Vương Tông Nhân và các đệ tử Vân Môn cũng biến mất ở Pháp, vậy nên khả năng ma đầu đại tôn đang ở Pháp là rất lớn. Mà thế lực đầu sỏ ở Pháp chính là gia tộc Dracula, năm đó quỷ hút máu Rút là người hầu của Dương Bách Xuyên, anh trợ giúp cô ta nắm gọn gia tộc quỷ hút máu, hiện tại Dương Bách Xuyên muốn tìm ma đầu đại tôn chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của Rút. Đi thẳng tới lâu đài của gia tộc Dracula, khi khoảng cách chỉ còn 100 mét, Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, sức mạnh khế ước giữa anh và Ruth vẫn còn tồn tại như cũ. Quả nhiên lúc anh đến trước tòa thành, một bóng dáng màu tím chạy như bay tới cửa chính. Quỷ hút máu Ruth đã lâu không gặp. Chủ nhân thân mến, Ruth rất nhớ ngài. Vừa nói chuyện, Ruth mặc áo ngủ màu tím nhào thẳng vào ngực Dương Bách Xuyên. Cơ thể mềm mại ập tới khiến cho miệng lưỡi Dương Bách Xuyên nhất thời khô nóng, trong lòng thầm nhủ càng ngày càng lớn rồi. Nếu như không phải chị em họ Lục đang bên cạnh, Dương Bách Xuyên chỉ muốn xử luôn quỷ hút máu gợi cảm Rút tại chỗ. Khụ khụ Rút, lâu rồi không gặp. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Lục Tuyết Hy, anh xấu hổ đẩy Rút đang nhiệt tình ra. Nhìn chiếc váy ngủ, rõ ràng là đang ngủ say, sau khi cảm nhận được hơi thở của anh thì không kịp thay quần áo đã chạy ra đây. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất vui mừng. Đã nhiều năm như vậy nhưng trong lòng cô vẫn còn có người chủ nhân như anh. Máu tươi năm đó đã giúp cô lên cấp bá tước, hơn 10 năm trôi qua, Rút lúc này đã trở thành đại công tước, hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Một người hầu ma cà rồng khiêu gợi, quyến rũ. Cơn gió thổi qua, một đôi chân thon gầy hiện ra, giây sau, người nào đó họ Dương nhìn thấy một tia thần bí, anh nhất thời cảm thấy miệng khô khốc. Hồ ly tinh lúc này. Lục Tuyết Hy hừ lạnh mắng một câu. Rút có cấp bậc đại công tước, hơi thở của cô giống như một cao thủ kim đan đại viên mãn. Xem như là mạnh, vậy mà lại bị Lục Tuyết Hy mắng không kiêng nể, điều này khiến Rút rất khó chịu. Nhìn thấy Lục Tuyết Hy, mắt Rút lập tức đỏ lên, nhe ra hai cái răng nanh nhọn thị uy. Cô tôn trọng Dương Bách Xuyên bởi vì anh là chủ nhân của cô, nhưng mấy năm nay được sống trong nhung lụa, Rút đã quen đứng trên người khác. Cô không cần thiết phải nể mặt Lục Tuyết Hy. Nhưng, lần này, Rút gặp phải đối thủ mạnh rồi. Hiện tại, cảnh giới của Lục Tuyết Hy đã đạt tới Nguyên Anh, nhìn thấy Rút ra oai, cô chỉ cười lạnh, ngay sau đó một luồng tinh thần lực cường đại xông tới. A! À, quỷ hút máu Rút kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm lấy đầu, vẻ mặt tái mét. Dừng tay Dương Bách Xuyên vội vàng bảo Lục Tuyết Hy dừng tay, anh biết. Cho dù là 10 Rút cộng lại thì cũng không phải là đối thủ của Lục Tuyết Hy. Hừ, lần sau còn dám trừng mắt, tôi sẽ giết chết cô, một con rơi thối cũng dám láo xược. Lục Tuyết Hy mắng chửi, trong lòng cô khó chịu vì cử chỉ của Rút với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười khổ, đều là người nhà mình, cần gì phải như vậy. Được rồi Rút, đưa chúng tôi đi nghỉ ngơi, đợi lát nữa rồi nói sau. Nói xong anh kéo tay Rút. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói, sau này cô đừng chọc tới bà cô kia, cô ấy là hộ pháp của Vân Môn, đến tôi cũng không dám trêu chọc, tu vi của cô ấy, có 10 cô cũng không đánh lại. Không cần tới Dương Bách Xuyên nhắc nhở, lúc này Rút cũng đã thành thật hơn nhiều, vừa rồi bị cỗ tinh thần lực cường đại của Lục Tuyết Hy đánh tới, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, cô biết đối phương vẫn còn nể tình. Hiện tại, nghe Dương Bách Xuyên nói cô ấy là hộ pháp của Vân Môn, Rút càng ngoan ngoãn hơn. Cô vội vàng gật đầu, chủ nhân, Rút sai rồi. Ha ha, biết sai có thể thay đổi là tốt rồi, không sao đâu, đi thôi, đợi lát nữa chủ nhân sẽ bàn bạc riêng với cô. Thật ra, vừa rồi Dương Bách Xuyên cũng cố ý không ngăn cản Lục Tuyết Hy ra tay với Rút, chính là để chứng minh cho cô biết, mặc dù hiện tại người chủ nhân như anh không có tu vi nhưng cũng đủ để chỉnh cô. Cũng may, anh cảm nhận được Rút không hề bất kính với người chủ nhân này.
Sau khi bọn họ đi tới phòng khách, rút rót rượu vang cho mọi người, đuổi tất cả người hầu ra ngoài, cô dùng ánh mắt trìu mến nói, chủ nhân, năm đó ngài đã nói trước khi đi sẽ đến thăm tôi, vậy mà vừa đi đã hơn 10 năm, ngày nào rút cũng hy vọng chủ nhân sẽ tới, nếu không phải ngài ra lệnh không được tới Trung Quốc thì tôi đã sớm đi tìm chủ nhân rồi. Quả thật, năm đó Dương Bách Xuyên đã từng nói không cho rút bước chân tới Trung Quốc, dù sao thì cô cũng là quỷ hút máu, cô tới Trung Quốc sẽ gây họa cho dân chúng, vẫn nên để cô ở lại châu Âu phá hoại thì hơn, và lại khi đó thần Long Đàm rất gai mắt với ngoại tộc, Dương Bách Xuyên không muốn rút bị thần Long Đàm đuổi giết, cuối cùng thì anh vẫn phải dọn dẹp chiến trường, vì thế nên mới hạ lệnh nghiêm cấm cô tới Trung Quốc. Hiện tại xem ra, quỷ hút máu xinh đẹp này khá nghe lời. Dương Bách Xuyên cười nói, không phải tôi tới thăm cô rồi đây sao, ha ha. Ôi, chủ nhân thân yêu, Ruth yêu ngài cách diễn đạt hoàn toàn khác với Phương Đông được thốt ra từ miệng Ruth. Lúc này, Lục Tuyết Hy không chịu nổi nữa, cô hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy, dẫn theo em gái Lục Vũ Thư, ra ngoài đi dạo đi, không khí trong phòng ảnh hưởng đến tinh thần của em. Lục Vũ Thư vĩnh viễn là một con cừu nhỏ trước mặt người chị mạnh mẽ của mình. Cô ngoan ngoãn đứng dậy đi theo chị gái ra khỏi phòng khách. Dương Bách Xuyên cười xấu hổ, Ruth thì căn bản không thèm quan tâm, cô cười khanh khách với Dương Bách Xuyên, đợi chị em họ Lục ra khỏi phòng khách, quỷ hút máu Ruth cầm hai ly rượu lên đầy khiêu gợi, cô đong đưa eo nhỏ, bộ đồ ngủ máu tím chuyển động, đôi chân trắng muốt thấp thoáng trong tầm mắt của Dương Bách Xuyên. Điều này khiến cho ai đó miệng lưỡi đắng khô. Chủ nhân yêu dấu, hơn 10 năm chúng ta không gặp, phải uống một ly mới được, có đúng không? Trong lúc nói chuyện, cô đưa một ly rượu cho Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, đúng là nên uống một ly. Dương Bách Xuyên đưa tay nhận lấy ly rượu, nhưng lại bị ma cà rồng gợi cảm rút quấn lấy, trực tiếp ngồi ở trên đùi anh. Bộ ngực đầy đặn mềm mại dán chặt vào cơ thể, Dương Bách Xuyên kìm nén ngọn lửa dục vọng trong lòng, anh ngửa đầu uống cạn ly rượu, đưa tay tới trước ngực rút. A! À. Rên rỉ một tiếng. Đôi mắt màu xanh của Ruth tràn đầy mê hoặc, chủ nhân yêu dấu, Ruth bằng lòng dâng hiến tất cả cho ngài. Câu này đối với Dương Bách Xuyên mà nói không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, suýt chút nữa anh đã buột miệng nói, tôi muốn. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang chuẩn bị tiến thêm một bước, anh cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào phòng khách khiến anh lạnh toát cả người, gương mặt lập tức đỏ bừng, ngưng luôn hành động to gan của mình. Chị em nhà họ Lục đã đi ra ngoài. Nhưng vẫn còn một Ngô Mặc Thu đang ẩn thân, trận gió vừa rồi rõ ràng là do cô làm, quan trọng là Vượng Tử cũng ở đây, hiện tại Vượng Tử đã là yêu thú, hơn nữa còn là yêu thú tứ chuyển, có trí thông minh, chủ yếu Vượng Tử chính là tai mắt của vợ cả Triệu Nam. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên giật cả mình, anh đẩy Ruth ra khỏi ngực mình, nghiêm túc nói với cô, Ruth thân mến, cô không thể như vậy, trong lòng chủ nhân chỉ có chủ mẫu, chúng ta bàn chuyện chính thôi. Dưới sự giám sát của Ngô Mặc Thu và Vượng Tử, Dương Bách Xuyên vô sỉ phải nói với Ruth những lời trái với lương tâm của mình. Ruth vốn đang mừng rỡ, cuối cùng cũng đong đưa được với chủ nhân, ai ngờ giây sau chủ nhân mình lại nói một câu như vậy, trong lòng lập tức lạnh như băng, đôi mắt xanh biếc u oán nhìn về phía Dương Bách Xuyên, điều này khiến anh chột dạ không thôi, Dương Bách Xuyên không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Ruth. Ruth nhìn thấy động tác của Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra điều gì đó, cô không phải kẻ ngốc. Đương nhiên có thể cảm nhận được cơn gió lạnh và ánh mắt không thân thiện của con chó bên cạnh, lúc này cô mới nhớ tới, chủ nhân có rất nhiều chủ mẫu, hành động của cô là đang trắng trợn quyến rũ chủ nhân, chẳng may bị mấy vị chủ mẫu kia biết được, chắc chắn cô sẽ không có kết quả tốt đẹp. Xấu hổ cười một tiếng, cô ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, Ruth cũng có chuyện muốn nói với chủ nhân. Dương Bách Xuyên cười đáp, cô nói trước đi, xem chúng ta có giống nhau không. Ruth nghiêm mặt nói, 10 ngày trước, Linh Linh đã biến mất rồi. Dương Bách Xuyên thở dài, anh biết Ruth và Liễu Linh Linh là bạn bè, ở châu Âu, Ruth quan tâm lo lắng cho Liễu Linh Linh cũng là chuyện bình thường, không quan tâm mới là lạ, hơn nữa Ruth cũng biết quan hệ của người chủ nhân này với Liễu Linh Linh, đương nhiên sẽ chú ý đặc biệt tới cô ấy trên địa bàn của mình. Yên lặng một lúc, Dương Bách Xuyên nhìn Ruth rồi nói tình huống mà cô biết đi. Kể từ khi Linh Linh theo chủ nhân về Trung Quốc, sau khi trở về đây cô ấy trở thành người phụ trách quốc tế Vân Kỳ trụ sở châu Âu, nhưng tính cách cũng thay đổi rất lớn, trở nên lạnh nhạt, tôi có tới thăm vài lần cô ấy cũng đối xử với tôi bằng thái độ thờ ơ.
Sau này tôi cũng rất ít đi tìm Linh Linh, nhưng vẫn luôn cho người chú ý tới cô ấy. Mãi tới 10 ngày trước, hai người mà tôi phái đến bí mật bảo vệ Linh Linh đã bị giết chết. Lúc này tôi mới biết đã xảy ra chuyện. Sau đó tôi điều tra được đồ đệ của chủ nhân cũng đã tới châu Âu nên mới cho rằng chủ nhân đang tìm kiếm Linh Linh. Tôi đang định tiếp xúc với đồ đệ của chủ nhân thì phát hiện anh ta cũng biến mất, vì vậy mới cho người thông báo cho chủ nhân, không biết chủ nhân có gặp được người mà tôi phái tới không? Rút hỏi. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, trước khi tới châu Âu, tôi nhận được một bức thư thần bí mới biết được Linh Linh và đồ đệ bị bắt, hiện tại xem ra cô cũng đang trong tầm ngắm của đối phương. Người mà cô phái đi có lẽ đã bị giết chết rồi, đã điều tra được manh mối gì chưa? Ruth hơi xấu hổ, lắc đầu nói, trước mắt vẫn chưa có manh mối gì, xin chủ nhân thứ tội. Dương Bách Xuyên khoát tay nói, đối phương chính là một đại ma đầu, tu vi cao thâm, cô không điều tra ra được cũng là chuyện bình thường, mấy ngày này cứ đợi tin tức, tôi đoán rất nhanh sẽ có người liên hệ với chúng ta. Chủ nhân biết được đối phương là ai sao? Ruth ngạc nhiên hỏi. Ừ, biết, Dương Bách Xuyên kể lại chuyện mình và Đại Tôn ở Sơn Hải giới cho Ruth nghe. Sau khi nghe xong, đôi mắt xanh lam sáng lên nói, theo như chủ nhân nói, sau này ngài sẽ còn trở lại Sơn Hải giới. Có thể mang theo Ruth được không? Ruth mãi mãi hầu hạ chủ nhân. Dương Bách Xuyên cười đáp, cô không cần nói tôi cũng sẽ mang cô tới Sơn Hải giới, cấp bậc hiện tại của cô là Đại Công Tước, có thể so sánh với Kim Đan Đại Viên Mãn. Ở lại trái đất, muốn thăng cấp là điều rất khó. Có lẽ tới Sơn Hải giới thì huyết mạch của cô mới có thể tiến hóa. Cảm ơn chủ nhân, Ruth vĩnh viễn là người hầu trung thành nhất. Hai mắt Ruth như phát sáng. Dương Bách Xuyên cười ha ha đáp, cô đã sớm biết tới sự tồn tại của Sơn Hải giới đúng không? Ánh mắt Ruth khẽ lóe lên, cô gật đầu nói, tôi cũng không biết có phải cùng một thế giới hay không, nhưng trong kinh thánh có ghi chép. Ngoài trái đất ra thì có một thế giới gọi là thiên đường, có lẽ là Sơn Hải giới mà chủ nhân đang nhắc tới. Trên thực tế, một số thế lực cổ đại ở châu Âu và phương Tây đều biết bí mật này, nhưng tiếc là không ai biết làm thế nào để đến đó. Có tin đồn, nơi đó có cả thiên sứ, chúng ta cũng sẽ đạt được sức mạnh cường đại hơn. Dương Bách Xuyên cười cười, cái gì mà thiên đường, hơi đó hẳn là Sơn Hải giới, khu vực bên ngoài của địa hạt. Thật ra anh đã đọc được một đoạn ghi chép trong điển tịch Điện La Phù, nói rằng ở một nơi nào đó bên ngoài Sơn Hải giới có người chim, có lẽ đây là thiên đường và thiên sứ mà Ruth nhắc tới. Theo như ghi chép bên trong điển tịch, lãnh thổ bên ngoài Sơn Hải giới là nơi mà người phương Đông rất ít đặt chân tới, ở đây có hải yêu cường đại, môi trường rất khắc nghiệt, muốn tới được đây cũng rất khó. Có điều, nghe Ruth nói xong, ở phương Tây hẳn là vẫn tồn tại một số thế lực cổ đại. Anh híp mắt hỏi, gần đây thế lực phía Tây có gì khác thường không? Các thế lực ở quốc gia phương Tây thế nào? Ruth nghĩ ngợi rồi đáp, có bốn thế lực tương đối lớn là, đoàn thánh kỵ sĩ, miếu Pharaoh, giáo phái Hồng Y và tộc người sói, những thế lực khác thì không đáng ngại, cả bốn thế lực này đều đã tồn tại từ rất lâu đời. Trong đoàn thánh kỵ sĩ có một kỵ sĩ Hoàng Kim, miếu Pharaoh có một Pharaoh Quang Minh, giáo hoàng của giáo phái Hồng Y, vua của bộ tộc người sói. Tất cả bọn họ đều có thể so ngang với tôi, gần đây bốn thế lực này hình như có dấu hiệu hoạt động, tôi tra được bọn họ đều đi tới núi Thánh, chủ nhân, ý của ngài là. Ma đầu Đại Tôn đã thống nhất thế lực ở nước ngoài, hiện tại chạy đến châu Âu để thống nhất những thế lực này cũng không có gì lạ, nếu như tất cả bọn họ đã tới núi Thánh, vậy thì khả năng ma đầu Đại Tôn ẩn núp ở trong núi Thánh là rất cao, ngày mai cũng là đi xem thử là biết. Dương Bách Xuyên híp mắt nói. Hai người bàn bạc xong, quyết định ngày mai đi núi Thánh. Năm đó khi giải cứu Liễu Linh Linh anh đã đi qua nơi này để tiêu diệt ma nữ Hồng Phất, đáng tiếc lại để ả ta chạy trốn. Bây giờ ma đầu Đại Tôn lại chạy tới núi Thánh, vậy thì nơi đó thật sự không phải đất lành. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong, Ruth đáp chủ nhân, ngài nói như vậy, quả đúng là ma đầu Đại Tôn rất có khả năng ẩn núp bên trong núi Thánh, tôi chưa bao giờ tới đó. Cũng không một ai dám đi, hơn nữa những năm gần đây, thường xuyên có du khách mất tích ở khu rừng lân cận núi Thánh, nghe nói là có dã thú, về sau rất ít người đi qua đó, bây giờ xem ra núi Thánh quả thật là có vấn đề. Ngày mai chuẩn bị một chút, cô theo tôi đi tới núi Thánh xem thử là biết. Hai người nói chuyện xong,
Ruth sắp xếp để Dương Bách Xuyên và chị em nhà họ Lục đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, bọn họ cùng nhau đi núi Thánh. Nói là núi nhưng thật ra, diện tích của núi Thánh rất lớn, đây là một dãy núi nối liền, tuyết phủ trắng quanh năm, nơi đây còn có rừng rậm sơ khai và những con sông cổ xưa khó tìm. Bọn họ lựa chọn con đường mà năm đó đi vào cấm địa của gia tộc Ruth, sau khi đến nơi giao thông không thuận tiện, mọi người đều xuống xe đi bộ. Sau khu vực cấm địa của gia tộc Ruth, không có gì được tìm thấy, khu vực cấm cũng đã sụp đổ trong cuộc đại chiến. Đối mặt với ngọn núi mênh mông, đám người Dương Bách Xuyên có chút bối rối, Lục Tuyết Hy thả linh thức cường đại đi xem thử, trong vòng 100 năm không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng cô lại tìm thấy hơi thở của yêu thú. Dương Bách Xuyên quyết định đi xem thử, phải biết nơi này có linh khí mỏng manh trên trái đất, yêu thú làm sao lại xuất hiện ở đây được. Yêu thú có linh trí phải sống mấy chục mấy trăm năm, loại thú vật bình thường sao có thể sống lâu như vậy được. Hấp thụ tinh hoa của đất trời tiến hóa thành yêu thú mới có thể mở linh trí. Chuyện này rất lạ. Lục Tuyết Hy phát hiện ra hơi thở của yêu thú cách núi Thánh trăm dặm về phía nam. Khi bọn họ chạy tới cũng không tìm thấy dấu vết của yêu thú, có điều hơi thở vẫn tồn tại như cũ, cả đoàn người tiếp tục lần theo dấu vết đi xuống dưới. Sau khi trời tối, bọn họ bước vào cánh rừng nguyên sinh. Theo như lời Lục Tuyết Hy nói, hơi thở của yêu thú đã xâm nhập vào sâu trong khu rừng nguyên sinh. Nhìn sắc trời, Dương Bách Xuyên quyết định cắm trại ở đây một đêm, đợi trời sáng rồi mới vào rừng. Bọn họ ngồi quanh đống lửa, lúc nửa đêm, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ. Vượng tử nằm ghé bên Dương Bách Xuyên bỗng nhiên đứng dậy, bộ lông toàn thân của nó dựng ngược lên, giây sau đã chạy vọt vào trong rừng sâu. Dương Bách Xuyên giật mình, nhưng cũng không hề lo lắng cho vượng tử, anh biết sau khi ngủ say 13 năm để tiến hóa, trong cơ thể của vượng tử đã kế thừa huyết mạch cường đại của phong vân thần khuyển, thực lực có thể so ngang với yêu thú tứ chuyển, trên trái đất này rất khó để tìm được đối thủ của vượng tử. Đi, chúng ta đi xem thử, vượng tử có huyết mạch của phong vân thần khuyển, chắc là sẽ có manh mối. Dặn dò mọi người xong, Dương Bách Xuyên dẫn đầu đuổi theo vượng tử. Mặc dù hiện tại Dương Bách Xuyên không có tu vi, nhưng anh vẫn còn kim cương nhục thể, xuyên qua rừng rậm tốc độ cũng không hề chậm chút nào. Chạy như điên hơn 10 phút, sau khi tiến vào sâu hơn 10 dặm, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng gầm rú kéo dài. Đây là tiếng của vượng tử và tiếng thét rung trời của yêu thú. Mấy người lao ra khỏi rừng rậm đi tới một khe núi, Dương Bách Xuyên nhìn thấy vượng tử đang gầm lên trước một gò đất cao chừng mấy chục mét. Trên đỉnh núi có một con gấu bắc cực trắng như tuyết đang đứng thẳng ngửa mặt lên trời thét dài, dưới màn đêm, ánh trăng tinh túy chiếu rọi lên chú gấu trắng cao hơn 3 thước. Rõ ràng con gấu trắng này đang hấp thụ tinh hoa của ánh trăng để tu luyện, hơi thở yêu thú mà Lục Tuyết Hy truy tìm chính là con gấu trắng này. Nhưng điều kỳ lạ là ngay từ giây phút đầu tiên, anh lại cảm nhận được con gấu trắng này rất quen thuộc. Đánh giá từ hơi thở, con gấu trắng này lại có sức mạnh kim đan đại viên mãn. Hơn nữa quỷ dị nhất là, con gấu trắng đang đứng trên gò đất kia mang lại cho Dương Bách Xuyên một cảm giác thân quen. Giống. Một tiếng thét vang trời phát ra từ trong miệng gấu trắng, giây sau gấu trắng dường như nhìn thấy sự xuất hiện của đám người Dương Bách Xuyên. Trong bóng đêm, con ngươi to bằng nắm tay của gấu trắng đột nhiên nhìn xuống, trực giác mách bảo, Dương Bách Xuyên phát hiện con gấu trắng đang giận dữ nhìn chằm chằm vào anh. Là một tu chân giả, cảm giác của anh rất chuẩn xác. Còn yêu thú này đang gầm thét với mình. Giây sau, toàn thân vượng tử sáng lên, sau lưng mọc ra một đôi cánh, nó gầm lên về phía gấu trắng rồi xông thẳng tới gò đất. Giống có lẽ là cảm nhận được sự nguy hiểm của vượng tử, gấu trắng đang gào thét thì nhảy xuống, xoay người chạy mất, trông cơ thể của nó to thế thôi nhưng chạy trốn thì không chậm chạp tí nào. Thấy gấu trắng chạy thẳng vào trong khe núi, vượng tử cũng đuổi theo. Đuổi theo Dương Bách Xuyên nói với Lục Tuyết Hy bên cạnh, bảo cô đi theo xem thử, mặc dù thực lực của vượng tử hiện tại có thể so ngang với Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không yên tâm, có cao thủ Nguyên Anh như Lục Tuyết Hy đi cùng thì sẽ an toàn hơn. Ai mà biết bên trong sơn cốc đó có cái gì, liệu có còn một con gấu trắng khác hay không? Trong nháy mắt, thân hình Lục Tuyết Hy đã lóe lên dẫn đầu, Ruth,
Lục Phú Thư còn cả Ngô Mặc Thu đang ẩn thân đi sau lưng Dương Bách Xuyên, nhiệm vụ quan trọng nhất của ba người họ lúc này là bảo vệ cho Dương Bách Xuyên. Dù sao thì người nào đó họ Dương hiện tại cũng không có tu vi. Khi ba người Dương Bách Xuyên và Lục Phú Thư vòng quanh gò đất đi vào thung lũng sâu, bọn họ nhìn thấy Lục Tuyết Hy đang đứng cách đó không xa, mà trước mặt Lục Tuyết Hy là Vượng Tử đang dùng móng vuốt oai phong của mình để dẫm lên người gấu trắng máu chảy đầm đìa. Một con chó đánh thắng một con gấu. Đương nhiên cả hai đều không phải loại bình thường, nhưng cảnh này trông vẫn rất buồn cười. Vượng Vượng. Vượng Tử nhìn thấy Dương Bách Xuyên đi vào sơn cốc thì kêu lên hai tiếng tranh công. Mà yêu thú gấu trắng chỉ có thể nằm trên đất kêu rên, mặc cho Vượng Tử hành hạ. Rất rõ ràng, thực lực của bọn chúng không cùng một đẳng cấp, hơi thở của Vượng Tử là yêu thú tứ chuyển có thể so ngang với Nguyên Anh sơ kỳ, còn gấu trắng là yêu thú tam chuyển đỉnh phong bằng với Kim Đan đại viên mãn. Vượng Tử đánh thắng gấu yêu cũng là chuyện bình thường, chẳng trách Lục Tuyết Hy lại đứng một bên xem kịch. Dương Bách Xuyên cười khen ngợi Vượng Tử, khá lắm. Về nhà sẽ khen thưởng cho mày, ha ha. Có một linh thú thực lực mạnh mẽ như vậy ở bên cạnh, lại thêm chị em song sinh tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, rút ngang cơ Kim Đan đại viên mãn, còn cả Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên cảm thấy đội hình của mình tương đối khá. Anh tin rằng, cho dù là ma đầu đại tôn thì cũng phải kiêng dè. Sau khi khen ngợi Vượng Tử, Dương Bách Xuyên nhìn về phía yêu thú gấu trắng, ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về phía anh giống như nhìn một kẻ thù, tràn đầy căm hận. Điều này khiến Dương Bách Xuyên có chút mông lung, ngay từ đầu anh đã cảm nhận được trên người con gấu trắng này có một loại cảm giác quen thuộc, giống như bọn họ đã từng quen biết, lúc này trông thấy ánh mắt căm hận của gấu trắng đang nhìn về phía mình, Dương Bách Xuyên nghi ngờ, chẳng lẽ mình có thù oán gì với gấu yêu này sao? Nhưng nghĩ lại cũng không phải, anh chưa từng đắc tội với tộc gấu gì đó. Trong lúc Dương Bách Xuyên nghĩ như vậy, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ nghe thấy người bị Vương Tử dẫm dưới chân, à không đúng, là gấu trắng bị móng vuốt của Vương Tử dẫm lên, gấu yêu đột nhiên hét lớn bằng tiếng người, Thánh Tôn, cứu tôi với. Đây là giọng của phụ nữ. Cả người Dương Bách Xuyên run rẩy, giọng nói này quá quen thuộc, ấn tượng cũng rất sâu sắc. Chỉ một câu Thánh Tôn cứu tôi đã tiết lộ lượng tin tức lớn. Ma nữ Hồng Phất, Dương Bách Xuyên giật mình hô lên một tiếng. Chủ nhân của giọng nói này nghe có vẻ là ma nữ Hồng Phất, năm đó thần hồn của ả ta đã chạy trốn khỏi ngôi mộ dưới lòng đất kia, ả ta không ít lần gây phiền toái cho anh, bắt cóc Ngô Mặc Thu, thậm chí còn chạy tới châu Âu để bắt cóc Liễu Linh Linh để uy hiếp anh. Có điều vài lần đều bị anh hóa giải được, lần cuối cùng ở cấm địa của gia tộc Rút, anh đã hủy được thân thể của ả ta nhưng thần hồn lại chạy mất, cứ nghĩ thần hồn của ma nữ Hồng Phất năm đó quá yếu, cho dù có chạy thoát cũng không sống nổi. Hiện tại xem ra, tạo hóa đúng là trêu ngươi, năm đó sau khi thần hồn chạy thoát, ả ta đoạt xác một con gấu, hơn 10 năm rồi, chỉ cần một bước nữa thôi là đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, lúc đó ả ta có thể hóa hình. Câu, Thánh Tôn cứu tôi, của ả đã cho Dương Bách Xuyên thêm một thông tin, con gấu yêu này hiển nhiên là ở cùng một chỗ với ma đầu đại tôn, hơn nữa còn ở trong sơn cốc này. Nghĩ như vậy, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Dường như đối phương đang đợi bọn họ tới đây, nhất định là có âm mưu. Ngay lúc này, một giọng cười vang vọng khắp sơn cốc. Ha ha ha, nhóc con Dương Bách Xuyên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Dứt lời, cách đó trăm thước có bốn bóng người xuất hiện. Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn, sắc mặt anh trầm xuống, quả nhiên là đại tôn thoát ra từ trong quan tài đen kịt ở núi La Phù Sơn Hải Giới, không đoạt được xác của anh liền chạy mất, có điều lúc này. Rõ ràng là đại tôn đã đoạt xác một gã thanh niên, nhưng gương mặt lại không hề khác với năm đó, hơi thở cũng giống nhau. Vẻ ngoài của tu chân giả có thể thay đổi nhưng hơi thở thì không. Anh chắc chắn đây là ma đầu đại tôn. Thật đúng là oan gia tề tụ. Mà lúc này, bên cạnh ma đầu đại tôn còn có một gã trung niên mắt một mí, có lẽ gã ta chính là đại đệ tử của ma đầu đại tôn Cung Hoan, là người đã đánh gãy cánh tay của ông ngoại Đoan Mộc Hành Thiên. Gã ta còn là hung thủ giết chết cậu. Người này có tu vi Kim Đan sơ kỳ, có vẻ như đã vượt qua Kim Đan thiên kiếp. Trong lòng Dương Bách Xuyên, Cung Hoan nhất định phải chết. Hai người kia không phải ai khác, chính là nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh với mái tóc trắng, trên người bọn họ vết thương chồng chất,
tu vi đang trong trạng thái bị phong ấn. Sư phụ Vương Tông Nhân xấu hổ, giống như lần thứ hai bị người ta bắt nên thấy hổ thẹn, ở thành Yêu Quang Sơn Hải Giới, anh bị bắt một lần suýt chút nữa đã trở thành yêu nô, lần này ở trái đất mà vẫn bị người ta bắt, Vương Tông Nhân cảm thấy không có mặt mũi nào gặp sư phụ mình. Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên bốn mắt nhìn nhau, cơ thể run lên, mấp máy khóe môi nhưng lại không nói ra được lời nào. Nhìn thấy Liễu Linh Linh run rẩy, Dương Bách Xuyên không nhìn được sát ý, vết thương của Vương Tông Nhân cũng không vội, cho dù bị phong ấn tu vi nhưng vẫn còn có cơ thể kim đan trung kỳ, nhưng tu vi của Liễu Linh Linh mới chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng vì mấy năm nay không ở Vân Môn, nếu không thì ít nhất cũng phải đột phá lên kim đan rồi. Toàn thân cô chẳng chịt những vết sẹo, chắc chắn là đau đớn hơn Vương Tông Nhân nhiều. Có tôi ở đây, hai người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Dương Bách Xuyên miễn cưỡng nặn ra nụ cười an ủi bọn họ. Sau đó anh nhìn về phía Đại Tôn nói, lão ma đầu, ân oán giữa tôi và ông cần gì phải tổn thương tới tiểu bối, đúng không? Ông cũng không sợ trở thành trò cười cho mọi người à? Thả hai người họ ra. Ha ha, ma đầu Đại Tôn cười điên cuồng, vẻ mặt của lão ta âm trầm nói, nhóc con, cậu nghĩ, cậu có tư cách gì để ra điều kiện với ta? Bảo con chó của cậu thả gấu trắng ra, nếu không lão phu sẽ giết đồ đệ của cậu trước, sau đó sẽ giết luôn người phụ nữ này. Dứt lời, cây đao lớn sắc bén trong tay gã đồ đệ cung hoan bên cạnh đã kề trước cổ Vương Tông Nhân. Lão ma đầu, có ngon thì ông giết tôi đi. Vương Tông Nhân đỏ mắt chửi mắng, anh cảm thấy rất xấu hổ, cũng không có mặt mũi để gặp sư phụ, dẫn theo 12 đệ tử tinh anh rời khỏi Vân Môn để tu luyện. Anh trơ mắt nhìn lão ma đầu này luyện bọn họ thành tà công, hiện tại nghe lão ma đầu dùng bản thân để uy hiếp sư phụ, Vương Tông Nhân thật sự muốn chết cho xong. Nhóc con khá lắm, nhưng mà đừng vội, sớm muộn gì thì tôi cũng giết cậu, bản tôn sẽ để sư phụ làm bạn trên đường xuống suối vàng với cậu, cậu sẽ không cô đơn đâu, ha ha ha. Ma đầu Đại Tôn cười một cách điên cuồng. Dương Bách Xuyên rất muốn giết chết tên đại ma đầu này. Nhưng anh biết tu vi đại ma đầu này là nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa đồ đệ Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh còn đang trong tay của đối phương, anh không dám để chị em họ Lục ra tay, bây giờ phải chờ đợi thời cơ để cứu người. Nhanh lên, thả gấu trắng ra, bản tôn không có thời gian kỳ kèo với cậu. Ma đầu Đại Tôn mở miệng uy hiếp. Dương Bách Xuyên hận tới nghiến răng nghiến lợi, anh phất tay bảo Vượng Tử thả gấu trắng, đối mặt với đại ma đầu, anh không dám không nghe. Anh chỉ sợ lão ta sẽ giết chết Vương Tông Nhân và Liễu Linh Linh. Một bên, anh ra hiệu cho chị em nhà họ Lục và Ngô Mặc Thu, tìm cơ hội ra tay bất cứ lúc nào. Sau khi Vượng Tử thả gấu trắng ra, gấu trắng giống lên một tiếng rồi đứng dậy đi về phía Đại Tôn, nó nhìn Dương Bách Xuyên bằng ánh mắt đầy căm hận, Dương Bách Xuyên, lần này bà đây sẽ khiến mày xuống địa ngục. Đối mặt với sự uy hiếp của gấu trắng, lúc này Dương Bách Xuyên cũng khẳng định, gấu yêu này chính là ma nữ Hồng Phất Đoạt Xác. Đợi gấu trắng đi tới cạnh người, đại ma đầu cười gian trá nói, nhóc con, giao La Phù Động Thiên ra đây. Nghe ma đầu Đại Tôn đòi trực tiếp như vậy, Dương Bách Xuyên thở dài, quả nhiên là vì La Phù Động Thiên mà tới. Nói đúng ra, toàn bộ Sơn Hải Giới không một ai có ai hiểu rõ về tác dụng thần kỳ của La Phù Động hơn đại ma đầu trước mắt này. Năm đó, lão ta bị trấn áp bên trong La Phù Động Thiên. Theo như ma đầu Đại Tôn nói, lão ta bị trấn áp bên trong Bổ Thiên Cung, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ, hẳn là có cả người của La Phù. Nếu không thì vì sao ma đầu Đại Tôn lại bị phong ấn bên trong La Phù Động Thiên? Nói cách khác, mấy vạn năm trước, phái La Phù bị cướp bóc diệt vong, La Phù có người chạy trốn tiến vào Bổ Thiên Cung, chuyện này cũng không phải là không thể. Có điều, hiện tại nói những điều này không liên quan gì tới Dương Bách Xuyên. Quan trọng là ma đầu Đại Tôn đang đòi anh một thứ đã biến thành Vân Môn Động Thiên, La Phù Động Thiên là tài sản của bốn người bọn họ. Lần này, Dương Bách Xuyên nhất định sẽ không giao cho ma đầu Đại Tôn. Anh cười lạnh nói, thả người trước rồi tôi sẽ giao La Phù Động Thiên. Ha ha, nhóc con, cậu nghĩ bản tôn ngu lắm à? Mau giao La Phù Động Thiên ra, nếu không bản tôn sẽ giết chết bọn họ. Ma đầu Đại Tôn uy hiếp nói. Dương Bách Xuyên nổi đóa, vậy đi, tôi lấy La Phù Động Thiên ra, ông thả một người trước. Dù sao thì anh cũng sẽ không dễ dàng giao ra như vậy. Ma đầu Đại Tôn híp mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên rồi nói, được, nhóc con,
tốt nhất là cậu đừng có mà giở trò, nếu không bản tôn sẽ khiến cậu hối hận cả đời. Dứt lời, lão ta ra hiệu cho Cung Hoan thả Vương Tông Nhân. Thả phụ nữ trước, Vương Tông Nhân tức giận, anh không đi, muốn để đại ma đầu thả Liễu Linh Linh, còn anh thì ở lại. Bớt nói nhảm, Cung Hoan trực tiếp đá bay Vương Tông Nhân. Cơ thể Lục Tuyết Hy khẽ động, cô đỡ lấy Vương Tông Nhân, tiện tay giải trừ phong ấn trên người anh. Giao La phủ động thiên gia, đừng thử thách sự nhẫn nại của bản tôn. Lúc này, ma đầu đại tôn âm trầm nói. Dương Bách Xuyên biết mình không thể kéo dài thời gian được nữa, anh đau xót đưa tay ra, ánh sáng lóe lên, một dãy núi lớn chừng bàn tay xuất hiện, đây là khuôn mẫu của La phủ động thiên. Có điều không phải là La phủ động thiên chân chính, hàng thật trước khi đi Dương Bách Xuyên đã đóng chặt cửa, nó vẫn luôn đặt trên đỉnh núi phía sau thôn Vân. Cái trước mặt chỉ là một mô hình được Lục Tuyết Hy tăng thêm cấm chế, đối phương sẽ không nhận biết được đây là thật hay giả, nhìn qua thì đây quả thật là La phủ động thiên. Sau khi bàn bạc, Dương Bách Xuyên và Lục Tuyết Hy đã đưa ra biện pháp đối phó này, dù sao thì bọn họ sẽ không giao ra La phủ động thiên thật. Sau khi ma đầu đại tôn nhìn thấy Dương Bách Xuyên lấy La phủ động thiên ra, hai mắt lão ta đột nhiên sáng lên, vội vàng nói cầm qua đây. Ông thả người trước. Dương Bách Xuyên vẫn đang nỗ lực mặc cả. Mày muốn chết, ma đầu đại tôn tức giận, giơ tay định đánh về phía Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên giật mình, dừng tay. Ma đầu đại tôn dừng tay lại, nghi ngờ nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nếu không phải tu vi của lão ta vẫn chưa lấy lại được thời kỳ đỉnh phong, cần dùng tới La phủ động thiên để khôi phục tu vi thì lúc này lão ta đã một chưởng đập chết Dương Bách Xuyên rồi. Tôi mang La phủ động thiên qua. Ông có thể tùy chí khống chế tôi, nhưng điều kiện là phải thả cô ấy ra. Dương Bách Xuyên chỉ tay về phía Liễu Linh Linh. Thằng nhóc như cậu cũng có tình nghĩa đấy chứ, ma đầu đại tôn hừ lạnh, ánh mắt nhìn Dương Bách Xuyên không rời. Trong mắt của lão ta Dương Bách Xuyên không khác gì một phế vật không có tu vi. Lão ta đường đường là thần hồn đại thừa kỳ, đương nhiên có thể nhìn thấu, có điều lão ta cũng nghi ngờ, lẽ nào thằng danh này lại trọng tình nghĩa như vậy sao? Bằng lòng mạo hiểm vì một người phụ nữ. Nói thế nào thì ma đầu đại tôn cũng không tin. Nhưng lão ta cũng đang nghĩ, nếu như thật sự thu phục được Dương Bách Xuyên, sau đó hạ cấm chú cho cậu ta, vậy thì cả thế lực Vân Môn sẽ vì lão ta mà dốc sức, sau đó tìm kiếm báu vật trên trái đất, thần mộ bí mật trong truyền thuyết. Ma đầu đại tôn biết được chuyện này sau khi lão ta trốn thoát được từ trong tay Vân Thiên Tà. Đây cũng là nguyên nhân chính mà lão chạy thẳng tới trái đất, lập nên Thánh Tôn Môn, thu nạp một số thế lực cổ xưa để tìm kiếm thần mộ viên. Lúc này, bỗng nhiên Liễu Linh Linh nói, đừng quan tâm tới em, ai cần anh cứu, anh mau đi đi. Liễu Linh Linh đột nhiên hét vào mặt Dương Bách Xuyên. Mà chị em họ Lục và Ruth cũng thở ra một hơi, ba người họ nghe được Dương Bách Xuyên muốn lấy mình đổi lấy Liễu Linh Linh, trái tim như bị treo lên, trong lòng họ, Dương Bách Xuyên vô cùng tôn quý, sao có thể dùng tính mạng của anh để đổi Liễu Linh Linh được. Hơn nữa, tu vi của Dương Bách Xuyên vẫn chưa khôi phục. Ngoại trừ có cơ thể khỏe mạnh hơn thì anh không có điểm gì khác với người bình thường cả. Nếu Dương Bách Xuyên rơi vào tay ma đầu đại tôn thì phải làm sao bây giờ? Nhất là khi Lục Tuyết Hy nghe Dương Bách Xuyên nói muốn dùng anh để đổi Liễu Linh Linh, trong lòng cô thầm mắng ngu xuẩn 100 lần. Đây đâu phải là kết quả mà bọn họ đã thương lượng. Dương Bách Xuyên thấy Liễu Linh Linh mắng mình, vậy mà anh lại cười, nhiều năm như vậy, sao anh lại không hiểu rõ Liễu Linh Linh đây? Ma đầu đại tôn là loại người như thế nào, sau khi quan sát biểu cảm của bọn họ, lão cười gian trá rồi nói, được, cậu qua đây, tôi sẽ thả người phụ nữ này. Ma đầu đại tôn nhìn ra, Dương Bách Xuyên quả thật là có tình có nghĩa, mà người phụ nữ đang bị giam cầm Liễu Linh Linh, hiện tại cũng vì suy nghĩ cho Dương Bách Xuyên nên mới mắng cậu ta, xem ra, thật đúng là có thể khiến Dương Bách Xuyên qua đây, khống chế cậu ta triệt để. Được, hy vọng ông nói được làm được. Dương Bách Xuyên ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng lại không hề tin tưởng, lão già này sẽ thả Liễu Linh Linh, bằng không thì ông ta đâu có cái danh ma đầu. Sở dĩ anh làm như vậy là vì tiếp cận Liễu Linh Linh ở phạm vi gần, sau đó anh sẽ liên lạc với chị Mai ở bên trong không gian càn khôn, để chị ấy ra tay cứu người, còn về bản thân anh, chỉ cần anh không giao ra La phủ động thiên, ma đầu đại tôn không có được hàng thật, anh tin là lão ta sẽ không giết chết anh, đợi Liễu Linh Linh được giải cứu. Tất cả mọi người sẽ cùng hợp lực để tấn công ma đầu đại tôn,
cho dù ông ta là thần hồn đại thừa kỳ, hiện tại chiếm thân thể của người khác, lực lực cũng sẽ suy giảm. Dương Bách Xuyên không tin, hai cao thủ Nguyên Anh như chị em nhà họ Lục cộng thêm Vượng Tử lại không làm gì được ma đầu đại tôn một Nguyên Anh sơ kỳ. Dương Bách Xuyên tự động bỏ qua đệ tử cung hoan của ma đầu đại tôn và gấu yêu trắng, hay nói đúng hơn là ma nữ Hồng Phất, dù sao thì vẫn còn quỷ hút máu Rút và Ngô Mặc Thu đang ẩn thân, cộng thêm chị Mai có thiên phú thần thông, bọn họ có thể giải quyết được. Nghĩ thầm như vậy, anh đưa mắt ra hiệu cho chị em họ Lục, sau khi nắm chắc, Dương Bách Xuyên bước từng bước về phía ma đầu đại tôn. Liễu Linh Linh thấy gương mặt của Dương Bách Xuyên mang theo ý cười bước về phía này, khuôn mặt cô thay đổi khó lường, trong lòng lo lắng, đôi mắt đỏ hoe nói, khốn kiếp, anh đi đi, ai bảo anh cứu em. Em có chết cũng không cần anh quan tâm, anh mau đi đi. Thấy Liễu Linh Linh chửi mắng một cách mất kiểm soát, những giọt nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ hoe của cô, Dương Bách Xuyên vẫn đi về phía trước, anh nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi nói, tốt nghiệp năm đó, có một người con gái tỏ tình với một nam sinh, nhưng khi ấy, anh ta không có gì cả, nhân phẩm thấp kém từ trong xương, anh ta luôn cho rằng mình không xứng với xuất thân gia thế hiển hách của cô gái, đối mặt với lời tỏ tình của cô gái, anh ta chỉ có thể làm như không hiểu. Sau này, người con gái ấy ra nước ngoài du học, vừa đi đã rất nhiều năm, sau khi xuất ngoại, hai người cũng chưa từng liên lạc với nhau, nhưng anh ta biết, cô gái ấy vẫn luôn chú ý tới mình thông qua bạn bè. Mãi tới một ngày, cô gái ấy gặp nạn ở nơi đất khách quê người, nam sinh đó tới cứu cô ấy, sau khi về nước, anh ta chuẩn bị tỏ tình với cô gái, nhưng là trời lại không theo ý người, gia đình của cô ấy xảy ra biến cố lớn, mái tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, tính tình cũng thay đổi. Thờ ơ với tất cả mọi người, anh ta vẫn chưa nói với cô ấy những lời từ sâu trong trái tim mình. Bây giờ nghĩ lại, cậu bé đó quá nhát gan, không biết trân trọng, bọn họ là bạn học cùng trường, đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Lẽ ra họ nên ở bên nhau mới đúng. Lần này, anh sẽ không buông tay em, người mà anh yêu. Dương Bách Xuyên bước từng bước về phía cô, cuối cùng thì anh cũng nói với Liễu Linh Linh những lời mà trước kia không dám nói. Lúc này anh cũng đã đi tới cách Liễu Linh Linh 3 mét. Liễu Linh Linh mái tóc bạc trắng, sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói như vậy, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Ánh mắt Dương Bách Xuyên vẫn luôn quan sát tình hình bên phía ma đầu đại tôn, lão ta giống như nghe thấy lời anh nói, trong mắt lộ ra một tia suy tư. Điều này khiến Dương Bách Xuyên rất vui vẻ, đột nhiên anh bước nhanh hơn, trong lòng hét lớn, chị Mai cứu người, Thu Nhi ra tay. Ngay lúc này, thanh kiếm đồ long cũng xuất hiện trong tay anh, đâm thẳng về phía cung hoan bên cạnh Liễu Linh Linh. Muốn chết ma đầu đại tôn bừng tỉnh, lão ta gầm lên đầy giận dữ. Trong lúc Dương Bách Xuyên bày tỏ với Liễu Linh Linh, anh cũng đã tập trung liên hệ với chị Mai trong không gian càn khôn để cứu người. Đương nhiên, người cần đối phó nhất chính là ma đầu đại tôn, trong lòng Dương Bách Xuyên, lão ma đầu này là đối tượng phải cảnh giác nhất. Đừng nhìn tu vi hiện tại của lão ta chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thần hồn của lão lại là một đại thừa kỳ, cho dù sau khi đoạt xác, thực lực sẽ giảm đi nhiều nhưng một lão quái vật sống qua bao nhiêu năm tháng như lão ta, không thể không phòng ngự. Còn chị Mai đã lấy cơ thể của cá rồng để tiến hóa thành bán thân bán yêu bên trong không gian càn khôn, chị ấy có được linh hồn của một con người và cơ thể của yêu thú, quan trọng nhất là huyết mạch của rồng chân chính. Mặc dù anh cũng không biết thực lực của chị Mai rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng từ năng lực tàng hình mà lần trước chị Mai đi ra từ không gian bình càn khôn, Dương Bách Xuyên biết năng lực này sẽ không tệ. Năng lực ẩn thân của chị Mai và Ngô Mặc Thu không giống nhau, Ngô Mặc Thu là khả năng đặc biệt của quỷ tu, đối phó với tu sĩ bình thường còn được, nhưng nếu đối mặt với hạng người có thần hồn cường đại thì sẽ bị người ta phát hiện được. Nhưng năng lực ẩn thân của chị Mai là thiên phú thần thông của huyết mạch. Dương Bách Xuyên hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào. Ngoại trừ bản lĩnh ẩn thân ra, sau khi tiến hóa huyết mạch thành cơ thể bán yêu, Dương Bách Xuyên tin chắc là chị Mai sẽ còn con át chủ bài khác, đủ ứng phó với ma đầu đại tôn để cứu Liễu Linh Linh ra. Quả nhiên, trong lúc đại tôn đang nổi giận, tình cảnh đã xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên là đệ tử cung hoan đang bắt giữ Liễu Linh Linh, một kiếm của Dương Bách Xuyên vung tới. Gã ta đặt toàn bộ lực chú ý trên người Dương Bách Xuyên, nhưng mục đích thực sự của nhát chém này là để tạo cơ hội cho Ngô Mặc Thu đang ẩn thân trong tối. Trong nháy mắt, Dương Bách Xuyên cảm nhận được bình càn khôn,
Đại Tôn vốn đang giận dữ chuẩn bị ra tay với Dương Bách Xuyên, bỗng nhiên toàn thân lão ta run rẩy, lão kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể bay ngược ra ngoài. Không cần nghĩ Dương Bách Xuyên cũng biết, nhất định là chị Mai đã ra tay. Mà ngay lúc này, Ngô Mặc Thu tung chiêu. Giữa Ngô Mặc Thu và Dương Bách Xuyên có sự cộng hưởng về thần hồn, đương nhiên anh có thể cảm nhận được rõ ràng, Ngô Mặc Thu hung hăng đánh một chưởng về phía Cung Hoan đang bắt giữ Liễu Linh Linh. A phụt! Cung Hoan là một kim đan sơ kỳ, cho dù thế nào thì gã cũng không phải đối thủ của một kim đan đại viên mãn như Ngô Mặc Thu, càng đừng nói đến việc bị đánh lén. Một chưởng của cô khiến gã ta thét lên đầy thảm thiết, miệng phun ra máu, sau đó bay ra ngoài hơn 10 mét, rơi xuống đất cũng không thể đứng dậy được, nhìn gã là đủ hiểu Ngô Mặc Thu đã ra tay mạnh như thế nào, không chết thì cũng tàn phế. Chỉ tấn công trong nháy mắt, tình thế giữa hai bên đã đảo ngược. Tất cả là nhờ có Bình Càn Khôn, chị Mai và Ngô Mặc Thu, có rất nhiều yếu tố quyết định. Thật ra, Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ ma đầu Đại Tôn có lòng tham muốn chiếm được La Phù Động Thiên, nếu không thì tất cả sẽ công cốc. Nếu không phải ma đầu Đại Tôn nóng lòng muốn có được La Phù Động Thiên thì lão sẽ không đáp ứng với điều kiện của anh, để anh đến gần Liễu Linh Linh như một cuộc trao đổi con tin. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên còn dùng vẻ mặt thâm tình bày tỏ với Liễu Linh Linh, nói ra những lời mà anh đã muốn nói 10 năm nay, chuyện tình cảm này ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới ma đầu Đại Tôn. Xét từ góc độ này, thật ra ma đầu Đại Tôn vẫn còn tính người, hoặc nói lão ta cũng từng yêu một ai đó. Nếu không thì vì sao trong ánh mắt của lão ta lại lộ ra vẻ hoang mang, nhờ đó mà Dương Bách Xuyên mới có thể tới gần Liễu Linh Linh để chị Mai và Ngô Mặc Thu ra tay. Ma đầu cũng có tình cảm. Những lời bày tỏ của Dương Bách Xuyên giống như gợi lên những cảm xúc từ sâu thẳm trong trái tim của ma đầu Đại Tôn, khiến cho lão ta buông lỏng cảnh giác. Đây chính là nguyên nhân chính giúp bọn họ đảo ngược tình thế. Đợi khi ma đầu Đại Tôn bừng tỉnh thì đã muộn rồi, chị Mai đang ẩn thân nhanh chóng ra tay, Ngô Mặc Thu cũng đánh một chưởng về phía Cung Hoan. Mọi thứ dường như rất thuận lợi. Có điều, vào lúc này, chỉ trong tích tắc bi kịch đã xảy ra. Cẩn thận! Trong lúc nhất thời, phía sau vang lên tiếng chị em nhà họ Lục đang lao tới. Dương Bách Xuyên quên mất còn có một con gấu yêu, hay nói chính xác hơn là ma nữ Hồng Phất. Khi nghe thấy tiếng kêu lớn, ánh mắt Dương Bách Xuyên cũng híp lại. Nghiệp chướng, mày dám! Dương Bách Xuyên hoảng sợ gầm lên, hai mắt đỏ bừng. Chỉ thấy gấu yêu trắng ma nữ Hồng Phất xuất hiện bên cạnh Liễu Linh Linh, đôi mắt đỏ sẫm đầy quỷ dị, khiêu khích nhìn về phía Dương Bách Xuyên, nó giơ móng vuốt lên chộp về phía Liễu Linh Linh. Liễu Linh Linh thét lên một tiếng rồi bay ngược ra ngoài, cơ thể của cô bị một chưởng của gấu yêu Hồng Phất đánh bay vào không trung. Máu cũng chảy xuống. Cạc cạc, Dương Bách Xuyên, năm đó mày hại bà đây phải đi đoạt xác gấu, hại ta người không ra người yêu không ra yêu, hôm nay bà đây phải khiến cho mày đau khổ. Ha ha ha, gấu yêu Hồng Phất cười điên dại, bốn chân đạp đất chạy nhanh về phía xa. Gào gào gào, bản tôn muốn tất cả các ngươi phải chết, Ngay lúc này, bên tai Dương Bách Xuyên vang lên một tiếng gầm giận dữ, sau khi ma đầu Đại Tôn bị chị Mai tấn công, lão ta giống giận điên cuồng, tiếng động xông thẳng về phía chân trời. Ánh mắt của Dương Bách Xuyên tràn đầy tơ máu, anh chạy như điên về phía Liễu Linh Linh đang bay ra xa, mặc dù Liễu Linh Linh bị một chưởng của gấu yêu Hồng Phất đánh tới hấp hối, nhưng chỉ cần cô còn một hơi thở, anh có thể dùng nước sinh mệnh để kéo Liễu Linh Linh từ quỷ môn quan trở về. Liễu Linh Linh ở giữa không trung nhìn về phía Dương Bách Xuyên, cô mỉm cười với anh, khóe miệng hộc ra máu khẽ mấp máy, nhìn khẩu hình miệng cô, Dương Bách Xuyên đọc được ba chữ em yêu anh. Trái tim Dương Bách Xuyên như bị đau cắt, anh liều mạng đuổi theo Liễu Linh Linh còn chưa rơi xuống đất, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của anh thay đổi, nháy mắt trở nên trắng bệch. Lúc này, Dương Bách Xuyên mới phát hiện, hướng Liễu Linh Linh bay ra vừa vặn là chỗ của ma đầu Đại Tôn. Mà ma đầu Đại Tôn sau khi bị chị Mai đánh lén, lão ta giống như chịu nhục nhã, trong tiếng thét dài, khí tức toàn thân bùng nổ, quần áo thân trên nứt toác. Ngay sau đó, một hơi thở vô cùng cường đại vụt lên từ trên người ma đầu Đại Tôn, chỉ thấy cơ thể lão ta xuất hiện mạch máu, lan từ thân tới cả khuôn mặt, giống như mạch máu nổ tung. Khí tức của ma đầu Đại Tôn từ Nguyên Anh sơ kỳ bỗng nhảy vọt lên Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ rồi tới Đại Viên Mãn.
Dù cho đã tăng một lúc ba cảnh giới nhỏ nhưng khí thế của ma đầu đại tôn vẫn chưa chịu dừng lại. Ầm. Một tiếng nổ vang phát ra từ cơ thể của ma đầu đại tôn. Giây sau, đại ma đầu cưỡng ép nâng cao tu vi của lão lên thẳng cảnh giới xuất khiếu. Từ đầu đến giờ, cuộc đối đầu giữa hai bên đã diễn ra giữa những pha chớp nhoáng và nảy lửa. Cho dù là Dương Bách Xuyên triệu hoán chị Mai xuất thủ hay là gấu yêu đột nhiên ra tay với Liễu Linh Linh, hiện tại là ma đầu đại tôn cưỡng chế tăng tu vi. Tất cả đều diễn ra một cách nhanh chóng, nhanh đến mức không ai phản ứng kịp. Dương Bách Xuyên biết, ma đầu đại tôn đã giải phóng được sức mạnh của thần hồn đại thừa kỳ, làm như vậy, thân thể hiện tại của lão ta sẽ bị hủy, thậm chí thần hồn đại thừa kỳ của lão cũng sẽ tổn thất nặng nề, nhưng đây cũng là thủ đoạn hiệu quả nhất để giết địch. Rõ ràng, đại ma đầu đã bị một đòn đánh lén của chị Mai chọc giận, thế nên lão ta mới không màng tất cả như vậy, thà hủy đi thể xác cũng phải cưỡng ép tăng tu vi, trong nháy mắt, Nguyên Anh sơ kỳ đạt tới cảnh giới xuất khiếu. Có điều mà Dương Bách Xuyên sợ nhất lúc này không phải là tu vi của ma đầu đại tôn tăng lên, mà là... Ánh mắt anh híp lại, toàn thân căng cứng, trơ mắt nhìn Liễu Linh Linh đang bay về phía đại ma đầu. Chết! Giây sau, ma đầu đại tôn đánh về phía Liễu Linh Linh. Không, Dương Bách Xuyên điên cuồng hét lên, máu và nước mắt lăn dài từ đôi mắt anh. À cũng ngay lúc này, ma đầu đại tôn vung tay về phía Liễu Linh Linh, ngay sau đó thân thể của Liễu Linh Linh biến thành một màn xương máu, chị Mai hét lên một tiếng, cơ thể vừa hiện ra đã bị ma đầu đại tôn đánh cho trọng thương nặng. Thực lực của đại ma đầu vô cùng khủng bố. Chị Mai muốn đi ngăn cản nhưng dù sao thì hiện tại chị cũng không phải là đối thủ của ma đầu đại tôn nữa. Nối tiếp đó là ba tiếng kêu thảm thiết của Lục Tuyết Hy, Lục Phú Thư và Quỷ Hút Máu Rút, bọn họ chạy tới giải cứu khi nhìn thấy Liễu Linh Linh bay về phía ma đầu đại tôn, nhưng cả ba hợp lại cũng không phải là đối thủ của lão ta, tất cả đều kêu thảm rồi bay ngược ra ngoài. Cường giả cảnh giới xuất khiếu hoàn toàn có khả năng đè bẹp cấp bậc Nguyên Anh, chị Mai có thực lực Nguyên Anh trung kỳ cao nhất trong số họ cũng không phải là đối thủ của cảnh giới xuất khiếu. Huống hồ đại ma đầu còn là một thần hồn đại thừa kỳ đoạt xác, lúc này lão ta không màng tất cả mà phóng ra sức mạnh thần hồn của mình, có thể xưng là vô địch. Trừ khi đám người Dương Bách Xuyên có được sức mạnh của cảnh giới xuất khiếu, nếu không thì tất cả bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Liễu Linh Linh hóa thành xương máu bay đầy trời, trong đầu anh chỉ toàn là hình anh cô mỉm cười nói với anh ba chữ em yêu anh. Nghĩ tới cảnh đó, trái tim Dương Bách Xuyên như bị nghìn dao đâm thấu, anh đau đến mức thét dài trong máu và nước mắt. Ầm ầm ầm. Sau một tiếng thét dài, mái tóc đen của Dương Bách Xuyên liền hóa thành tuyết trắng. Từng tiếng nổ vang lên từ trong cơ thể Dương Bách Xuyên, toàn thân anh toát ra một loại khí thế cường đại. Giờ phút này, Nguyên Anh bị phong ấn 12 năm đã được giải trừ. Nguyên Anh của Dương Bách Xuyên phong ấn là bởi vì lúc trước đối phó với Ân Tĩnh An ở thành Yêu Quang Sơn Hải Giới, một hơi cắn nuốt 8 yêu hồn cổ xưa, để lại tai họa ngầm, cũng không phải là bệnh nan y không chữa được. Nói trắng ra là không tiêu hóa được sức mạnh cường đại của yêu hồn cổ kia nên bị sư phụ Vân Thiên Tà tạm thời phong ấn lại mà thôi. Nếu không thì Dương Bách Xuyên sẽ bị lực lượng của yêu hồn cổ cắn trả. Từ Sơn Hải Giới trở về trái đất đã 12 năm. Mấy năm trước anh đã uống 3 chén rượu của Lữ Xuân Thu, tìm được phương hướng cảm ngộ, anh được trải qua cuộc sống của một người bình thường, thành ra lập nghiệp, tận hiếu với bà nội, thời gian sau bởi vì tuổi tác của nội, nhiều năm gian khổ, có vui sướng có đau thương, bây giờ lại thêm Liễu Linh Linh, từ khi là bạn học tới người yêu dấu ở trong lòng, anh lại trơ mắt nhìn cô bị ma đầu đại tôn hóa thành xương máu. Đến thời điểm hiện tại, anh cũng xem như vui buồn đủ cả, hơn 10 năm cảm ngộ là đủ rồi. Lực lượng Nguyên Anh bị phong ấn trong cơ thể đột phá tới cực hạn, hoàn toàn bùng nổ, phong ấn Nguyên Anh được giải trừ toàn bộ, sức mạnh 8 yêu hồn cổ dung hợp bị Nguyên Anh hấp thu, tu vi của Dương Bách Xuyên lập tức phục hồi, thậm chí còn đột phá. Ngay từ khi bắt đầu, tu chân giả chính là thiên đạo, cũng là đạo của bản thân mình, giờ phút này Dương Bách Xuyên cũng tìm được đạo lý đúng đắn thuộc về chính mình, thứ mà anh tìm kiếm chính là tình cảm của bạn bè người thân. Thế nên khoảnh khắc mà Liễu Linh Linh bị ma đầu đại tôn giết chết, anh vì yêu mà nổi giận, thế gian này có thất tình lục dục, đây cũng là lý do anh đột phá lực lượng phong ấn cuối cùng, rất khó nhưng nó sẽ đến một cách tự nhiên, cái anh thiếu chính là cơ hội.
Liễu Linh Linh chính là bước ngoặt của Dương Bách Xuyên. Giờ phút này, tu vi của Dương Bách Xuyên bạo phát, lực lượng tám yêu hồn cổ vô cùng cường đại, trước kia anh có thể giết chết được Ân Tĩnh An cảnh giới xuất khiếu, lúc này hoàn toàn hấp thu dung hợp, điều này có lợi rất lớn cho Dương Bách Xuyên. Tu vi Nguyên Anh sơ kỳ bắt đầu tăng lên giống như ma đầu đại tôn. Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, tăng vào tới tận xuất khiếu sơ kỳ mới dừng lại. Thay đổi trên người Dương Bách Xuyên khiến đám người Lục Tuyết Hy vui mừng, nhưng lại làm cho ma đầu đại tôn sợ hãi. Lão ta phải trả một cái giá đắt, vứt bỏ thân thể mà khó khăn lắm mới luyện nên cường đại, buộc phải giải phóng sức mạnh ban đầu của bản thân, không tiếc cảnh giới tụt giảm mới cưỡng ép tu vi tăng lên xuất khiếu sơ kỳ, cơ thể này có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ban đầu, ma đầu đại tôn cho rằng, giết chết đám người Dương Bách Xuyên là chuyện đơn giản, nhưng ai mà biết được, mới chớp mắt mà tu vi của thằng danh này cũng tăng lên cảnh giới xuất khiếu. Có thể cảm nhận được, tu vi của Dương Bách Xuyên là một loại khổ luyện, thành quả khi đạt tới chín muồi, còn tu vi của ma đầu đại tôn lại có rất nhiều thiếu sót. Trước tiên là đoạt xác, vốn dĩ cơ thể này không phải của lão ta, đương nhiên sẽ không quá ăn ý, bây giờ lại thêm cưỡng chế tăng thực lực, thân thể tràn đầy vết nứt sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Mặt khác, cái giá phải trả khi đoạt xác và cưỡng chế tăng tu vi là thần hồn sẽ bị hao tổn, sẽ tồn tại đủ loại di chứng sau này, không giống như sức mạnh tự thân như Dương Bách Xuyên. Giờ khắc này, trong lòng ma đầu đại tôn trầm xuống. Giữa hai người, ai mạnh ai yếu, ma đầu đại tôn vô cùng rõ ràng. Ngay lúc này, Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn giải trừ phong ấn, ánh mắt sắc bén mang theo máu và nước mắt, mái tóc trắng tung bay giống như một con thú dữ thời tiền sử, anh nhìn chằm chằm về phía đại ma đầu, gằn từng chữ, chết. Dứt lời, Dương Bách Xuyên biến mất ngay tại chỗ. Giây sau, ánh mắt ma đầu đại tôn híp lại, hai lòng bàn tay phát ra ánh sáng đánh thẳng về phía trước, lão ta có thể cảm nhận được thực lực của Dương Bách Xuyên lúc này đã vượt xa lão, nhìn thấy Dương Bách Xuyên biến mất ngay tại chỗ liền biết không xong rồi, lão lập tức đánh trả. Song trưởng của đại tôn đánh ra, giây tiếp theo lão ta đã bay ngược ra ngoài. Mà Dương Bách Xuyên mái tóc bạc trắng bay trong gió đang đứng ở vị trí của lão ta, máu chảy từng dòng xuôi theo bàn tay, Dương Bách Xuyên đang nắm chặt một quả tim đẫm máu trong. Dương Bách Xuyên đánh một chưởng về phía ma đầu đại tôn mà không hề có lớp phòng ngự, hai chân lão để lại trên mặt đất hai đường sâu bằng ngón tay, lùi lại sau hơn 10 mét mới dừng lại, cúi đầu nhìn thấy trước ngực xuất hiện một lỗ máu, mới phát hiện trái tim của mình đã bị Dương Bách Xuyên móc mất. Sau một tiếng vang dội, Dương Bách Xuyên bóp nát quả tim của ma đầu đại tôn, ánh mắt anh không chút cảm xúc, Dương Bách Xuyên bước lên vào tới chỗ ma đầu. Ma đầu đại tôn không thể tin nổi, theo cảm nhận của lão ta, khí tức của Dương Bách Xuyên chỉ mạnh hơn lão một chút, ai ngờ lại mạnh tới nỗi lão không thể nào phản ứng kịp. Cùng là cảnh giới xuất khiếu như nhau, lão ta đường đường là một thần hồn của đại thừa kỳ, vậy mà lại sợ hãi trước một đòn tấn công của Dương Bách Xuyên. Nhưng điều mà lão không biết là, Dương Bách Xuyên đã cắn nuốt tám yêu hồn cổ, thần hồn của anh không hề thua kém lão ta, huống hồ, cơ thể của Dương Bách Xuyên là của chính mình, tu vi cũng là hàng thật giá thật, còn lão là chỉ là một thần hồn mượn xác. Đối mặt với đòn tấn công tiếp theo của Dương Bách Xuyên, lão ta cảm nhận được khí tức ngút trời, mà đầu đại tôn trầm giọng nói, âm thần tái thiên, giết chết cho ta. Trong tiếng giống giận, cơ thể đại tôn phát ra ánh sáng chói lóa màu bạc. Giống như là tia sáng của những vì sao, phía sau lưng lão ta đột nhiên xuất hiện một hư ảnh cao chừng 3 trượng, đây chính là bản phóng đại của ma đầu đại tôn, cũng là thiên phú tu luyện của tu sĩ cảnh giới xuất khiếu âm thần xuất khiếu. Đột nhiên, âm thần của đại tôn giống lên, gào. Đại tôn giơ bàn tay khổng lồ chộp về phía Dương Bách Xuyên. Một trưởng này mang theo sức mạnh vô song của thần hồn và khí thế của đất trời. Âm thần xuất khiếu hội tụ thần hồn để dẫn độ sức mạnh của đất trời, lực lượng mạnh mẽ mà ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể so sánh được. Toàn bộ đất trời đều tối sầm lại. Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng giống như mắt thỏ nhưng lần này anh lại không hề mất đi lý trí, cũng không đọa ma, chỉ vì Liễu Linh Linh bị ma đầu đại tôn giết nên đau lòng muốn chết, ánh mắt ngập tràn tơ máu. Đối mặt với hư ảnh phía sau ma đầu đại tôn, anh đương nhiên biết đây là thiên phú tu luyện thần thông của tu vi cảnh giới xuất khiếu. Loại thiên phú tu luyện này giống như là bẩm sinh,
chỉ cần tu luyện đạt tới cảnh giới xuất khiếu thì nguyên thần đương nhiên cũng có thể xuất khiếu. Năm đó ở Sơn Hải giới, anh và Diệp Vô Tâm nướng thịt đêm khuya đã thu hút một trích tiên chuyển kiếp, giống như bé gái Đường Đường ở Bổ Thiên Cung cũng có thể xuất nguyên thần phiêu du trên bầu trời. Sau khi đạt được tới cảnh giới xuất khiếu sẽ sinh ra âm thần và dương thần, đó là âm dương nhị thần. Dương thần có thể xuất ra vào ban ngày, ngao du đất trời, hấp thu tất cả các sức mạnh thuần dương để nuôi dưỡng dương thần và lực lượng của bản thân. Mà âm thần lại du ngoạn vào ban đêm, hấp thu tinh hoa và toàn bộ lực lượng thuần âm. Âm dương nhị thần xuất khiếu đều có thể mang lại cho cơ thể lực lượng của đất trời để tăng cao cảnh giới tu vi. Nhưng có một điểm bất đồng đó là, âm dương xung khắc, âm dương nhị thần xuất khiếu không thể xuất hiện cùng một lúc, nếu không hậu quả sẽ như nước với lửa. Dương thần xuất khiếu ban ngày, âm thần xuất khiếu ban đêm, đây chính là quy luật của đất trời mà mọi tu chân giả đều biết. Mà lúc này, âm thần của ma đầu đại tôn xuất khiếu chính là một loại thiên phú, không chỉ vận dụng được lực lượng của thần hồn mà còn có thể điều động chân nguyên bản thân và uy lực của đất trời để chiến đấu với kẻ địch. Vào giờ phút này, giữa đêm sao sáng rực rỡ, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, sau khi ma đầu đại tôn cảm nhận được sức mạnh cường đại của Dương Bách Xuyên, lão không do dự mà xuất khiếu âm thần. Dương Bách Xuyên đương nhiên hiểu rõ những thứ này, anh cười lạnh nói âm dương xuất khiếu. Câu mà Dương Bách Xuyên hô lên chính là âm dương xuất khiếu, đại tôn nghe xong thì cười nhạo, lão thầm nghĩ, thằng danh này đang tìm chết hay sao? Ai chẳng biết âm dương nhị thần xuất hiện cùng lúc sẽ gây ra hậu quả như nước với lửa, nhẹ thì tổn thương nguyên thần, nặng thì nguyên thần sẽ bị hủy diệt, cuộc chơi đến đây là kết thúc. Lão chỉ xem Dương Bách Xuyên như một thằng ngốc không hiểu tu luyện, chờ đợi nguyên thần của Dương Bách Xuyên bị hủy diệt. Nhưng điều mà ma đầu đại tôn không biết là, những năm qua Dương Bách Xuyên đã đọc xong tất cả sách cổ La Phù, cộng thêm bí điển mà sư phụ để lại, sao lại không biết tới âm dương nhị thần của cảnh giới xuất khiếu. Những kiến thức mà Dương Bách Xuyên hiểu biết về tu luyện, có lẽ 10 đại ma đầu cộng lại cũng không bằng. Một giây sau, ma đầu đại tôn trợn tròn mắt, lão ta không hề thấy nguyên thần của Dương Bách Xuyên hủy diệt như trong tưởng tượng, thay vào đó là phía sau lưng Dương Bách Xuyên lập tức xuất hiện hai hư ảnh cao tới 9 trượng, một màu trắng, một màu đen kịt, đây chính là âm dương xuất khiếu. Không hề phát sinh cảnh tượng xung khắc, ngược lại giữa hai hư ảnh âm dương nhị thần này lại xuất ra một cách ăn ý. Quay người đi đến trước mặt lão ta. A ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, âm thần mà ma đầu đại tôn xuất ra đã bị âm dương nhị thần của Dương Bách Xuyên đập nát, tan thành mây khói. Ngay sau đó, cơ thể đã bị moi tim của ma đầu đại tôn nổ tung thành một đống thịt vụn. Một tia ánh sáng màu đỏ phóng thẳng về phía chân trời, tiếng gào thét của ma đầu đại tôn gầm lên trong đêm tối, Dương Bách Xuyên, danh con mày sẽ phải hối hận, a a a. Mày cứ đợi đó, bản tôn sẽ khiến mày phải xuống địa ngục. Nguyên thần của ma đầu đã chạy mất. Dương Bách Xuyên híp mắt nhìn không gian xuất hiện phía cuối chân trời, anh biết đây là không gian đại tôn tạo ra để bỏ chạy. Anh nhíu mày nhìn về phía chân trời, giọng nói lạnh như băng, từ nay về sau, dù là chân trời góc bể ta nhất định sẽ hủy diệt thần hồn của ông. Dù sao thì thần hồn của ma đầu cũng là đại thừa kỳ. Lão ta bị thương nặng tới đâu thì cũng có sức mạnh thần hồn cường đại chống đỡ, muốn chạy thoát cũng không thành vấn đề, Dương Bách Xuyên biết không đuổi kịp, hơn nữa, không biết đối phương dùng thủ đoạn gì xé rách không gian để bỏ chạy, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có điều, Dương Bách Xuyên xin thề, cho dù là chân trời góc bể thì anh cũng sẽ hủy diệt thần hồn của đại ma đầu, báo thù cho Liễu Linh Linh. Nói cho cùng. Dương Bách Xuyên có thể đấu được với ma đầu đại tôn là bởi vì lợi dụng sơ hở lão ta đoạt xác, nếu như phải đối mặt với đại ma đầu thời đỉnh cao, Dương Bách Xuyên sẽ không có cơ hội chạy thoát. Bịch. Lúc này, chị em nhà họ Lục đi tới, bọn họ cũng bắt gấu yêu Hồng Phất vừa bỏ chạy ném lên mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề. Chủ nhân, xử lý con gấu yêu này thế nào? Lục Phú Thư nhỏ tiếng hỏi, lần này chị em họ gần như không giúp được gì. Trơ mắt nhìn Liễu Linh Linh bị giết, trong lòng Lục Phú Thư rất bứt rứt. Thật ra, chuyện hôm nay không thể trách bất kỳ ai, mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, không ai có thể ngờ gấu yêu trắng Hồng Phất lại đột nhiên ra tay với Liễu Linh Linh, càng không ngờ tu vi của ma đầu đại tôn lại tăng vọt trong nháy mắt. Lục Tuyết Hy không nói gì, chỉ lo lắng nhìn về phía Dương Bách Xuyên, cô phát hiện từ khoảnh khắc mà Liễu Linh Linh bị giết chết, ánh mắt của Dương Bách Xuyên đã không còn vẻ dịu dàng như trước.
mà thay vào đó là đôi mắt lạnh như băng, vô cảm. A à, một tiếng hét đau đớn cũng là lúc mà Ngô Mặc Thu hiện thân, cô ném cung hoan chưa chết hẳn qua, chờ Dương Bách Xuyên xử lý. Tất cả mọi người đều vì cái chết của Liễu Linh Linh mà nặng nề. Lúc này Dương Bách Xuyên lạnh lùng nhìn về phía gấu yêu Hồng Phất, ánh mắt anh lóe lên một tia đau khổ rồi biến mất, anh đánh một chưởng tới chỗ gấu yêu Hồng Phất và cung hoan. Cả hai đều đáng chết một vạn lần. A à, Dương Bách Xuyên hét dài một tiếng, tiếng thét tràn ngập đau khổ, giống như muốn phát tiết, anh nâng bàn tay tập hợp chân khí. Sau khi đánh ra, gấu yêu Hồng Phất và cung hoan cũng không còn phát ra tiếng kêu thảm thiết nữa, bọn họ bị một chưởng này của Dương Bách Xuyên đánh thành hai đống thịt vụn. Cả thể xác và thần hồn đều bị hủy diệt. Phụt, sau khi tiêu diệt gấu yêu Hồng Phất và cung hoan, Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu, đây là những uất ức của anh, nôn ra có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Tiên sinh, chủ nhân, Ngô Mặc Thu, Lục Phú Thư và quỷ hút máu rút đều rất lo lắng, bọn họ định chạy tới đỡ Dương Bách Xuyên nhưng lại bị anh giơ tay ngăn cản, Dương Bách Xuyên đứng dậy đi về màn xương máu nơi Liễu Linh Linh rơi xuống. Trên mặt đất có một lớp thịt nát trộn lẫn với bùn đất, đây là thứ duy nhất mà Liễu Linh Linh để lại. Dương Bách Xuyên phất tay lấy trong bình càn khôn một bộ áo cưới màu tím chuẩn bị cho Liễu Linh Linh, sau đó nhẹ nhàng trải phẳng trên mặt đất, hai tay run run, anh bốc một ít đất rồi ôm lấy nó trên chiếc váy cưới màu tím. Xương máu rơi xuống một mảng đất lớn, Dương Bách Xuyên đưa tay bới bùn đất trộn với máu, anh vừa khóc vừa lẩm bẩm, vì sao lại không cho anh cơ hội, vì sao em lại không trở về, đều tại anh suy nghĩ quá nhiều nhưng lại chẳng đi tìm em, nếu như anh đón em về. Em sẽ không có ngày hôm nay. Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó em đang ở quán bar. Thật ra lúc ấy anh chỉ giả vờ dũng cảm để cứu em có nhớ những gì chúng ta đã nói trên sân trường không? Em nói, sau này em sẽ yêu một người giống như lời thoại của Tử Hà Tiên Tử trong Đại Thoại Tây Du. Người mà em thích nhất định là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất. Sẽ có một ngày anh ấy đạp trên đám mây đầy hạnh phúc tới để cưới em. Lúc ấy, anh đã tự nói với bản thân mình, anh chính là anh hùng trong lòng em, chỉ là năm đó lại không dám nói ra. Dương Bách Xuyên vừa lẩm bẩm vừa khóc, anh biết năm đó, trong lòng Liễu Linh Linh chỉ có một mình anh mà thôi, mà những năm nay anh vẫn luôn nỗ lực, nhưng cũng bỏ lỡ hết lần này tới lần khác. Đám người Lục Phú Thư thấy Dương Bách Xuyên đẫm nước mắt, ngồi xổm nhặt từng chút bùn đất lẫn máu tươi của Liễu Linh Linh. Trên tay anh cũng không biết là máu do cọ sát hay là máu trong bùn đất của Liễu Linh Linh, nhìn đôi tay đẫm máu của Dương Bách Xuyên, lại thêm những lời độc thoại trong miệng của anh, bọn họ lần lượt rơi nước mắt. Vương Tông Nhân siết chặt tay, trong lòng cực kỳ tự trách, anh hận tu vi của bản thân không thể bảo vệ được Liễu sư mẫu, khiến cho sư phụ anh đau lòng như vậy. Vượng Tử cũng kêu lên, giống như cảm nhận được nỗi đau của Dương Bách Xuyên, nó phát ra tiếng chu thảm thiết. Ngô Mặc Thu không đành lòng, cô và hai chị em Lục Phú Thư muốn đi tới giúp Dương Bách Xuyên nhặt bùn đất lẫn xương máu của Liễu Linh Linh nhưng lại bị anh ngăn cản. Chị Mai nhìn mái tóc trắng của Dương Bách Xuyên, vành mắt đỏ lên, cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì. Trên mặt đầy vẻ tự trách, cô cho rằng mình không giúp đỡ được gì. Dù sao thì Liễu Linh Linh cũng bị giết chết trước mặt mọi người. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không thể trách bọn họ. Có trách chỉ trách tu vi của họ không đủ. Một lúc sau, Lục Tuyết Hy bước lên phía trước, cô đứng sau lưng Dương Bách Xuyên nói, thật ra, ngài cũng đừng quá đau lòng, tu vi của cô Liễu là trúc cơ, chưa có thành tựu kim đan nên cũng không tính là thần hồn bị hủy diệt. Lúc trước ở Sơn Hải giới tôi đã từng xem qua một cuốn sách cổ, trên sách có ghi chép lại chỉ cần thần hồn chưa tiến vào kim đan thì linh hồn có thể nhập vào cõi luân hồi. Nếu sau này ngài chứng đạo thì có thể tiến vào luân hồi để tìm cô Liễu trở về. Lục Tuyết Hy sợ Dương Bách Xuyên hoàn toàn gục ngã nên mới nói ra những lời này, bản thân cô cũng không biết trên thế giới này có thật sự tồn tại luân hồi hay không, hoặc là người chưa có thành tựu kim đan liệu có được tiến vào cõi luân hồi. Nhưng mà mọi tu chân giả đều biết, một khi tu vi đạt tới kim đan thì thần hồn cũng sẽ tiến vào kim đan, như vậy thì khi họ chết, thần hồn cũng sẽ biến mất khỏi thế gian. Hoàn toàn tiêu tán, mà Liễu Linh Linh thì chưa đạt tới kim đan. Dương Bách Xuyên nghe vậy, cơ thể anh run lên, ánh mắt lóe lên một tia sáng, thật ra nhắc tới luân hồi, anh cũng có biết qua, sư phụ từng nói trên thế gian này con đường luân hồi là thần bí nhất, có tới lục đạo luân hồi.
Lúc trước, khi hàng phục ba quỷ tu, chị em Ngô Mặc Thu và Kiều Phúc, lão đầu đã nói tới chuyện có U Minh giới, đây là nơi thần bí nhất trong thế giới của người tu đạo, tiến vào U Minh giới là có thể vào được luân hồi. Anh biết Lục Tuyết Hy nói có lý, nhưng dù vậy, chính xác thì làm thế nào để tới luân hồi? U Minh giới là nơi nào, không một ai biết. Cho dù thật sự tồn tại U Minh luân hồi thì tu vi phải đạt tới cảnh giới nào mới có thể đi. Coi như có tu vi, biết tới U Minh luân hồi, ai có thể chắc chắn đến khi đó anh còn có thể tìm được Liễu Linh Linh. Dù nghĩ như vậy nhưng trong lòng Dương Bách Xuyên cũng xem như có hy vọng, tâm trạng tốt hơn một chút. Anh thầm thề với bản thân, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, đạt tới đỉnh cao của con đường tu đạo, phải tìm được U Minh luân hồi thần bí kia, nếu như thật sự tồn tại. Cho dù có xuống địa ngục thì anh cũng sẽ tìm Liễu Linh Linh trở về. Anh biết chuyện hôm nay là do tu vi của bản thân không đủ, giá như anh vẫn còn tu vi, nếu tu vi của anh vượt xa ma đầu đại tôn thì sao Liễu Linh Linh có thể ngã xuống được. Lục Tuyết Hy nói rất đúng, chỉ khi anh đạt tới đỉnh cao chứng đạo thì mới có thể mang Liễu Linh Linh trở về được, lúc đó anh sẽ có năng lực bảo vệ người nhà, bạn bè tốt hơn. Anh mất ba mẹ từ nhỏ, bây giờ bà nội cũng mất rồi. Hiện tại thêm cả Liễu Linh Linh, điều này khiến anh rất sợ hãi. Chỉ khi có năng lực mới bảo đảm được sự an toàn của người thân. Anh không muốn mất thêm bất kỳ ai nữa. Dương Bách Xuyên không đáp lại Lục Tuyết Hy mà tiếp tục vùi đầu dọn dẹp máu của Liễu Linh Linh trên mặt đất, cho tới khi nắm bùn đất cuối cùng được xử lý sạch sẽ. Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng dùng chiếc váy cưới màu tím bọc lấy máu trộn bùn đất, ôm thật chặt vào lòng. Anh ngẩng đầu lên bầu trời. Gần từng chữ, hôm nay, Dương Bách Xuyên này xin thề với trời, ngày nào chưa tu luyện tới chứng đạo thì tóc trắng sẽ không đen lại. Dứt lời, trên bầu trời vang lên một trận sấm sét. Cảnh này khiến cho đám người Lục Tuyết Hy rất ngạc nhiên. Thiên đạo đang đáp lại lời thề của Dương Bách Xuyên. Tất cả bọn họ đều biết, tóc bạc trở về tóc đen đối với Dương Bách Xuyên mà nói thì rất đơn giản, nhưng dùng mái tóc đen của mình để đưa ra lời thề. Lời thề này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Tu luyện đỉnh phong chứng đạo, nào ai biết cấp bậc bao nhiêu mới là cao nhất? Là đỉnh phong của tu chân sao? Chẳng may trên tu chân đỉnh phong còn có cấp bậc tu luyện cao hơn thì sao? Chỉ cần không ngừng tu luyện, lời thề tưởng chừng như đơn giản của Dương Bách Xuyên thật ra lại là một lời thề lớn. Sau khi dứt lời, anh vung tay về phía đám người giữa sân. Thu tất cả bọn họ và vượng tử vào trong không gian bình càn khôn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên cúi đầu nói với đống bùn đất của Liễu Linh Linh trong ngực, Linh Linh, chúng ta về nhà, đêm nay anh sẽ đạp mây lành muôn màu để tới cưới em. Dứt lời, Dương Bách Xuyên tung người bay thẳng vào không trung, chân khí cuồn cuộn chiếu lấp lánh, trong bóng đêm có đủ mọi màu sắc, giống như một đám mây muôn màu. Giây sau, linh thức cường đại của Dương Bách Xuyên đã tản ra nghìn dặm. Bóng người biến mất không một dấu vết. Vượt nghìn dặm xa xôi từ châu Âu trở về Trung Quốc, lúc đi thì dùng chuyên cơ của Vân Kỳ, Dương Bách Xuyên chỉ tốn vài phút để về. Sau khi giải trừ phong ấn Nguyên Anh, dung hợp với sức mạnh của yêu hồn cổ, tu vi của anh đã tăng như tên lửa, từ một Nguyên Anh sơ kỳ tới cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, vượt qua cả một cảnh giới lớn, phải nói rằng đây là một chuyện vô cùng chấn động. Có điều, nghĩ lại cũng đúng. Thời gian đã trôi qua 12 năm rồi, cho dù là từng bước tu luyện, với tốc độ của Dương Bách Xuyên hẳn là sẽ đạt được tới cấp bậc xuất khiếu. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới xuất khiếu, sức mạnh của linh thức sẽ vươn xa tới nghìn dặm, có thể nói đây là sự vượt bậc khủng khiếp. Vì thế nên anh chỉ cần nghĩ tới một nơi cách đó nghìn dặm, một giây sau đã có thể xuất hiện ở nơi đó, chẳng bao lâu đã từ châu Âu về đến Vân Môn. Với tính cách của Dương Bách Xuyên, thực lực tăng lên, anh sẽ kéo đám Lưu Tích Kỳ đi uống một trận. Sức mạnh linh thức đạt tới nghìn dặm, thần hồn cường đại của Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra, sau khi dung hợp yêu hồn cổ, đã lâu không đụng tới của anh lại đạt tới tầng thứ 9, chạy thẳng tới cấp bậc cao nhất, đây có thể nói là một kỳ tích, anh cũng chưa từng tận lực tu luyện. Có lẽ tất là đều là công lao của yêu hồn cổ. Dựa theo ghi chép của, tổng cộng có 9 cảnh giới. Sau khi tu luyện qua mỗi một tầng kinh nguyên thần thì sẽ xuất hiện một bản lĩnh nguyên thần, nhưng hiện tại Dương Bách Xuyên cũng không có tâm trạng để kiểm chứng những thần thông mà mang lại. Nhưng mà, có một điều anh rất rõ ràng, lần này đối phó với ma đầu đại tôn, anh có thể xuất ra âm dương nhị thần cùng lúc,
bản lĩnh thần thông của nguyên thần xuất khiếu, chắc chắn là nhờ có kinh nguyên thần đạt tới đỉnh phong. Mặt khác, Dương Bách Xuyên cũng biết được nhờ vào căn cơ kim đan vô cùng hoàn mỹ của mình, có được kim đan lĩnh vực hoàn mỹ, nguyên anh đột phá tới xuất khiếu, hơn nữa từ này về sau, từng bước đi của anh cũng sẽ rất chắc chắn. Lần này anh có thể xuất ra âm dương thần cũng một lúc, căn cơ của anh cũng đóng một vai trò rất lớn. Mà lúc này, sau khi phong ấn bên trong đan điền được giải trừ, nguyên anh đã khôi phục lại như bình thường, còn lớn hơn trước kia một vòng, anh có thể nhìn thấy rõ ràng các đường nét thông qua bản thu nhỏ của mình. Hai bên nguyên anh có bóng dáng của hai nguyên thần, một là xuất khiếu dương thần, hai là xuất khiếu âm thần, đây là dấu hiệu tu vi đã đạt tới cảnh giới xuất khiếu. Mỗi một tu sĩ xuất khiếu đều sẽ sinh ra âm dương nhị thần, vì vậy nguyên thần xuất khiếu ngao du chân trời, khác biệt chính là sự phân chia mạnh yếu. Nguyên thần càng mạnh hay nói đúng hơn là thần hồn càng lớn thì âm dương nhị thần sinh ra càng cường đại. Tăng dần theo từng cảnh giới nhỏ xuất khiếu, hình dáng của âm dương nhị thần cũng sẽ trở nên rõ ràng hơn, đến khi tu luyện tới xuất khiếu đại viên mãn, âm dương nhị thần sẽ giống như nguyên anh, tất cả các đường nét sẽ được nhìn thấy rõ. Còn về âm dương nhị thần của cảnh giới xuất khiếu, căn cơ càng vững chắc hoặc là nói thần hồn càng mạnh mẽ, thành tựu kim đan càng cao thì hư ảnh âm dương nhị thần xuất khiếu sẽ càng to lớn. Giống với hư ảnh âm thần xuất khiếu cao 3 trượng của ma đầu đại tôn, cùng một cảnh giới xuất khiếu, Dương Bách Xuyên không chỉ xuất âm dương nhị thần cùng một lúc, phá vỡ quy luật của thiên đạo, hư ảnh âm dương nhị thần của anh vừa xuất hiện đã cao tới 9 trượng. Đây mới chỉ là anh vừa đạt tới cảnh giới xuất khiếu sơ kỳ, nếu như sau này tu vi còn tăng cao, đạt tới xuất khiếu trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, thì âm dương nhị thần xuất khiếu của anh sẽ càng cao hơn, mạnh hơn. Sau khi nguyên thần cảnh giới xuất khiếu được phóng ra, theo lý mà nói, cho dù là hư ảnh của âm thần hay là dương thần đều sẽ bắt đầu từ kích thước của một người bình thường, chỉ hạng người có thiên phú thần hồn mạnh mẽ thì hư ảnh sau khi xuất khiếu mới cao to vượt mức như vậy. Không nói tới ma đầu đại tôn, lão ta là một lão ma đầu đại thừa kỳ đoạt xác, cưỡng ép tu vi tăng vọt tới cảnh giới xuất khiếu, âm thần vừa xuất ra đã cao tới 3 trượng. Nhưng Dương Bách Xuyên còn kinh khủng hơn, âm dương nhị thần xuất khiếu lại vọt thẳng tới 9 trượng, khiến ma đầu đại tôn suýt chút nữa bị dọa tới ngu người. Cuối cùng thì Dương Bách Xuyên được lợi từ mọi mặt. Sức mạnh tăng vọt, nhưng vì cái chết của Liễu Linh Linh mà anh không hề vui vẻ chút nào. Sau khi liếc mắt thấy bên trong cơ thể vẫn bình thường thì không ngó tới nữa. Về tới Vân Môn, anh vung tay thả chị em nhà họ Lục, quỷ hút máu rút, nhị đồ đệ Vương Tông Nhân, Ngô Mặc Thu và Vượng Tử từ không gian bình càn khôn ra ngoài, chỉ có chị Mai là không dễ dàng xuất hiện, vẫn ở lại bên trong không gian bình càn khôn. Mọi người nghỉ ngơi đi sau khi căn dặn một câu, Dương Bách Xuyên vẫn ôm bùn đất trộn lẫn máu của Liễu Linh Linh, đi thẳng tới ngọn núi phía sau Vân Môn. Chị em nhà họ Lục liếc nhìn nhau, bọn họ hơi lo lắng cho Dương Bách Xuyên nhưng cũng càng ngày càng tò mò, trong số họ ngoại trừ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu, đây là lần đầu tiên bọn họ biết được trên người Dương Bách Xuyên còn có một không gian bình càn khôn cao cấp thần bí tới như vậy. Trong lòng chị em họ Lục nghĩ, có lẽ bình càn khôn giống với La Phù Động Thiên, sự khác biệt giữa chúng như biệt thự sang trọng và nhà đất. Điều này khiến nội tâm bọn họ vô cùng chấn động. Nhất là quỷ hút máu rút. Lần đầu nhìn thấy người chủ nhân Dương Bách Xuyên này thần bí như thế, cô nghe Lục Vũ Thư nói ở Vân Môn còn có một động thiên, nhìn bóng lưng cô đơn rời đi của Dương Bách Xuyên, trong ánh mắt của quỷ hút máu rút tràn đầy si mê. Bọn họ xuất hiện ở trước cửa nhà cũ, gây chú ý tới đám người Triệu Nam và Độc Cô Vô Tình, vừa ra ngoài đã nhìn thấy mấy người chị em nhà họ Lục, còn thêm một người phụ nữ nước ngoài mắt xanh tóc vàng, thân hình bốc lửa, khiến cho tất cả phụ nữ đều ghen tị. Trong giây phút đầu tiên, bọn họ nghĩ đây có thể là oan gia nào đó mà Dương Bách Xuyên lại trêu chọc tới, Triệu Nam thân là vợ cả, trong bụng cô mắng thầm Dương Bách Xuyên rồi nhìn về phía Lục Tuyết Hy, cuối cùng ánh mắt rơi trên người quỷ hút máu rút, vẻ mặt không thân thiện lắm, Lục hộ pháp, tên lừa đảo kia đi đâu rồi? Vừa trở về đã liếm ngay một em nước ngoài, đúng là có tiền đồ. Giọng nói mang theo vị chua không tả nổi. Đúng, lá gan của nhóc Xuyên càng ngày càng lớn, các chị em. Tối tay chúng ta cùng bế quan đi. Ninh Kha nóng nảy hung hăng nói. Vẻ mặt của những người phụ nữ kia cũng rất tức giận, có vẻ như muốn hợp lực để chỉnh đốn Dương Bách Xuyên. Lúc này,
Ruth đã được Lục Vũ Thư căn dặn bên trong bình càn khôn, cô biết những người trước mặt mình lúc này đều là phụ nữ của chủ nhân. Ruth bước về phía bọn họ hành lễ nói, Ruth bái kiến các vị chủ mẫu. Một câu của Ruth đã nói rõ lên thân phận của mình, giống như đang muốn nói, cô là người hầu của chủ nhân, các chủ mẫu không nên ghen tuông. Lúc này đám Triệu Nam lại có chút ngượng ngùng. Bọn họ muốn tìm bóng dáng của Dương Bách Xuyên, cô hỏi chị em nhà họ Lục, Dương Bách Xuyên đi đâu rồi? Lúc này, bọn Triệu Nam vẫn chưa biết chuyện của Liễu Linh Linh, nếu không thì họ sẽ chẳng nói ra những lời ghen tuông, hay muốn trừng phạt Dương Bách Xuyên như vậy. Thật ra, bọn họ đều biết tới sự tồn tại của Liễu Linh Linh, cũng biết cô là bạn học cùng lớp đại học của Dương Bách Xuyên, là trợ thủ đắc lực cho Dương Bách Xuyên ở Cố Đô năm đó, chẳng qua khi nói, nếu như Quốc tế Vân Kỳ không có sự trợ giúp của Liễu Linh Linh thì sẽ không có được ngày hôm nay. Thậm chí, Triệu Nam còn biết, nếu Dương Bách Xuyên chấp nhận lời tỏ tình của Liễu Linh Linh, thì vị trí vợ cả bây giờ chẳng tới lượt cô. Trong lòng Lâm Hoan rất rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì. Năm đó, sau khi tốt nghiệp, Liễu Linh Linh ra nước ngoài, Liễu Linh Linh lại là bạn thân của cô, sau này cô lại tới với Dương Bách Xuyên, nhiều năm như vậy, trong lòng Lâm Hoan vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Liễu Linh Linh. Lúc này, Lục Tuyết Hy nghe mấy người Triệu Nam hỏi tới Dương Bách Xuyên, cô không nói chỉ, nhìn về bóng dáng đã đi về phía sau núi của Dương Bách Xuyên. Đám người Triệu Nam nhìn theo tầm mắt của Lục Tuyết Hy, từ phía xa, bọn họ nhìn thấy một bóng hình đầu đầy tóc trắng. Nhìn kỹ lại thì mọi người đều run lên, người có mái tóc trắng kia, bóng lưng đầy cô đơn tịch mịch, không phải Dương Bách Xuyên thì còn ai vào đây nữa. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện ra có gì đó không đúng, từ đầu đến giờ chị em nhà họ Lục dường như không có nét vui mừng nào trên gương mặt. Triệu Nam hỏi Lục Tuyết Hy, Lục Hộ Pháp, có chuyện gì xảy ra vậy? Tóc của nhóc Xuyên sao lại chuyển thành màu trắng rồi? Làm sao vậy? Lục Tuyết Hy thở dài một hơi, cô quay sang nói với Vương Tông Nhân, A Nhân, cậu nói đi. Là một người phụ nữ, Lục Tuyết Hy cũng không biết làm thế nào để mở lời nói với bọn họ. Vành mắt Vương Tông Nhân đỏ lên, cậu nói với Triệu Nam, các vị chủ mẫu, Liễu Linh Linh bị giết chết, tóc sư phụ bạc trắng chỉ trong một đêm, sư phụ đi tới sau núi để an táng rồi. Dứt lời, mấy người Triệu Nam đều giật mình, Lâm Hoan là bạn thân của Liễu Linh Linh. Cô khóc nấc thành tiếng, Linh Linh. Cô vừa khóc vừa chạy tới phía Dương Bách Xuyên. Không chỉ vậy, vào lúc này, hàng trăm hàng triệu cường giả trong vũ trụ đều quỳ xuống. Vạn giới nghe thấy âm thanh, cả vạn giới quỳ gối. Dương Bách Xuyên an táng Liễu Linh Linh ở ngọn núi phía sau Vân Môn, lập mộ chôn quần áo và di vật, bên trên viết thê tử Liễu Linh Linh. Bộ váy cưới màu tím cuối cùng vẫn để lại cho Liễu Linh Linh. Mấy người khóc đau lòng nhất chính là Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên không rơi một giọt nước mắt. Tất cả mọi người phát hiện Dương Bách Xuyên đã trở nên trầm lặng đi rất nhiều, trên mặt cũng không còn nụ cười, chỉ có lúc ở bên hai đứa trẻ mới ôm bọn chúng cười cười. Hơi thở tỏa ra từ trên người anh khiến tất cả mọi người ở Vân Môn đều cảm thấy sợ hãi. Ngày thứ bảy Dương Bách Xuyên trở về đã xảy ra một chuyện lớn, điều anh lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Giới võ cổ truyền tới tin tức có võ cổ giả rất mạnh xuất hiện, sau đó đầu tiên đi lên Côn Luân đánh rất nhiều cao thủ của Côn Luân. Ngay sau đó rất nhiều tông môn trong giới võ cổ đều không hẹn mà cùng bị một đám cường giả đột ngột xuất hiện đàn áp chế phục. Sau đó bắt đầu có tin tức người bình thường bị hại. Bây giờ trên danh nghĩa giới võ cổ đã thần phục Vân Môn, lấy Vân Môn dẫn đầu, xảy ra sự kiện bị người khác cưỡng ép nô dịch. Những thế lực này bèn tới Vân Môn tìm Dương Bách Xuyên xin chú ý. Lúc người của mấy đại tông môn đến tìm Dương Bách Xuyên, kỳ thật đã là ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện. Đại sảnh khu nhà cũ Vân Môn, người của mấy tông môn lớn trong giới võ cổ và người của các thế gia tụ họp, có người trên mặt treo đầy lo lắng, có người trong mắt lóe sáng, không biết đang nghĩ gì. Từ khi trở về hầu hết thời gian Dương Bách Xuyên đều ở phía sau núi, tính tọa bên cạnh mộ chôn quần áo và di vật của Liễu Linh Linh. Khưu Vân tới tìm anh, tiên sinh, hôm nay thủ lĩnh của tất cả thế lực trong giới võ cổ đều tới, chờ tiên sinh qua quyết định. Dương Bách Xuyên đang tính tọa mở mắt ra, trong hai mắt có tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, anh bình tĩnh nói, kêu bọn họ chờ. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong thì lại nhắm hai mắt. Trước sự bình tĩnh của Dương Bách Xuyên,
Khưu Vân há miệng muốn nói gì đó nhưng không dám mở miệng. Từ khi tiên sinh từ châu U trở về thì ít nói hơn rất nhiều, nhưng khắp người anh đều có sự uy nghiêm vô hình, khiến cho bọn họ đều sợ hãi. Sau khi Khưu Vân đáp một tiếng thì lập tức rời khỏi. Kỳ thật cô rất muốn nói một câu, mấy người kia có vài người hình như tâm tư không trong sáng, đã có lòng riêng, nhưng ngẫm lại thì tiên sinh là một nhân vật cỡ nào, làm sao có thể không biết chuyện xảy ra trong mấy ngày nay chứ. Thôi được rồi, chỉ mong mấy người trong giới võ cổ đó thức thời một chút. Chờ Khưu Vân đi rồi, Dương Bách Xuyên mở mắt, thoáng nhìn về phía cửa Vân Môn, lẩm bẩm, mấy con tôm tép nhãi nhép mà thôi, chỉ mong các người có thể giữ được chút hơi tàn. Trong giọng nói của anh tràn đầy sát khí. Linh thức mạnh mẽ có thể đi xa vạn dặm, bao trùm kiểm tra phạm vi Vân Môn chỉ là chuyện nhỏ, anh đã sớm quan sát mấy võ cổ giả tìm tới cửa rồi, còn có một vài tôm tép nhãi nhép trong mắt anh, không cần vội vã gặp làm gì. Anh chỉ muốn xem thử cuối cùng những người này sẽ làm gì. Đám võ cổ giả này tới đây, trên danh nghĩa nói là bị người ta đe dọa uy hiếp, tới đây nhờ Vân Môn làm chủ, nhưng thực chất lại có cùng một mục đích. Dương Bách Xuyên cười lạnh trong lòng. Ba này qua đã xảy ra chuyện gì, sao anh có thể không biết được? Bây giờ tu vi của anh đã khôi phục, chuyện trên trái đất cũng không có gì phải lo lắng nữa, đã đến lúc trở về Sơn Hải giới rồi. Tìm đại tôn ma đầu báo thù cho Liễu Linh Linh, tiến vào Sơn Hải giới tìm những người thân bạn bè kia, theo đuổi thực lực tu vi cao hơn đều cần phải trở về Sơn Hải giới lần nữa. Có điều trước khi đi anh muốn làm chút chuyện cho quê hương, cũng là hứa hẹn với Lữ Xuân Thu. Chỉ cần là người có tu vi đạt tới cấp bậc kim đan thì anh đều đưa đi, bất kể là kẻ nào, bao gồm toàn bộ hư cảnh trong giới võ cổ. Mà người có thực lực dưới kim đan, Dương Bách Xuyên sẽ không tự dưng đưa tới Sơn Hải giới. Những người như vậy tới Sơn Hải giới sẽ chỉ nộp mạng, bọn họ phải ở lại trái đất lưu lại hương khói truyền thừa. Có điều trong số hương khói truyền thừa này phải cần giải quyết một vài kẻ có lòng riêng khác thì anh mới có thể yên tâm rời khỏi. Người có ý đồ riêng trong mắt Dương Bách Xuyên tất nhiên không phải đệ tử Vân Môn ở lại, mà là những võ cổ giả kia, thậm chí là dị năng giả phương Tây vân vân. Trong những tông môn cổ võ tới đây hôm nay có một vài người có ý đồ riêng như vậy, vừa khéo để anh lấy ra lập uy. Dương Bách Xuyên không vội đi gặp những người này, anh muốn xem thử những người này có thể duy trì sự bình thản hay không, có phải thật sự biết ơn Vân Môn mấy năm nay hay không. Dù sao trong mấy năm nay tất cả tông môn võ cổ giả đều được hời từ Vân Môn, cả đám tu luyện trong động thiên Vân Môn, hưởng thụ công pháp tu chân do Vân Môn cung cấp công khai, trong 6, 7 năm khiến thời đại võ cổ ở trái đất thăng cấp, tiến vào thời đại tu chân. Nói từ mặt đại nghĩa thì bất kỳ một tông môn nào trong giới võ cổ cũng đều nhận ân huệ to lớn của Vân Môn và Dương Bách Xuyên. Mà quả thật Dương Bách Xuyên cũng đã làm vậy, anh nghĩ mọi người cùng chung nguồn gốc. Theo đuổi đại đạo, có thể giúp một phen thì giúp một phen, so với toàn bộ tầm mắt của tu chân giới thì chút này chẳng đáng là gì. Trong đầu anh có rất nhiều truyền thừa do sư phụ Vân Thiên Tà truyền lại, cũng có tích lũy 3 vạn năm của Điện La Phù. Truyền thừa sư phụ để lại thì thôi, nhưng những bí điển của Điện La Phù có thể cho thì đều cho võ cổ giả. Thế nhưng, Dương Bách Xuyên có thể làm chuyện tốt, nhưng không cho phép có người phản bội. Vì vậy hôm nay thứ anh cần là một cơ hội dọn dẹp giới võ cổ ở trái đất trước khi đi. Đại sảnh khu nhà cũ của Vân Môn, tất cả thế lực võ cổ giả lớn nhỏ tổng cộng 20-30 người, sau khi đợi một tiếng cuối cùng có người lên tiếng nói, Dương Môn chủ kiêu ngạo thật, để cho đám người bọn tôi chờ như vậy, thật sự coi mình là nhân vật lớn sao. Người nói chuyện là tông chủ của Mật Tông Tự, cũng là lão Lạt Ma năm đó có thủ oán với Dương Bách Xuyên. Đúng đấy, mấy năm qua mọi người làm trâu làm ngựa cho Vân Môn, không nói có bao nhiêu công lao thì cũng có khổ lao chứ. Dương Bách Xuyên cũng kiêu ngạo quá rồi, cứ để chúng ta chờ như vậy hay sao? Đại trưởng lão của Miêu Trại nói. Ngay sau đó một bà lão của Thiên Cương Sơn cũng phàn nàn theo, 7-8 thế lực phía sau không có ai không tỏ vẻ phẫn nộ. Lúc này Viên Tiểu Lôi đã là trưởng giáo trẻ tuổi trẻ tài cao của võ đang đứng dậy, giận dữ nói, láo xược. Thái tổ sư của tôi là nhân vật cỡ nào, các người há có thể bàn tán đánh giá. Các người tự hỏi trong lòng đi, mấy năm nay nếu không có Vân Môn, không có Thái sư tổ Dương Bách Xuyên của ta thì các người có thể có tu vi kim đan hôm nay sao? Tông môn của các người có thể từ thời đại võ cổ thay đổi, thăng cấp thành thời đại tu chân hay sao?
các người có tư cách gì nói sau lưng Thái sư tổ của tôi? Đừng nói chờ một tiếng, cho dù chờ cả ngày thì sao? Chẳng lẽ Thái sư tổ của bọn tôi không đáng để các người chờ hả? Viên Tiểu Lôi tính ra là một nửa đệ tử của Dương Bách Xuyên, cộng thêm võ đang vốn thân thiết với Vân Môn, không thể nào nhìn thấy Dương Bách Xuyên bị người ta nói này nói nọ. Xem như lên cơn điên, hôm nay Viên Tiểu Lôi và mấy lão già ở đây đều đã vượt qua thiên kiếp kim đan, nhưng hiển nhiên thực lực của Viên Tiểu Lôi hơn xa bọn họ. Vì được Dương Bách Xuyên chiếu cố nên bí điển vân vân mà Viên Tiểu Lôi nắm giữ nhiều hơn bất kỳ kẻ nào ở đây. Nói tới nói lui tất nhiên cũng phải lẽ, có sức mạnh cũng có thực lực. Nguyên Tuyệt Sư Thái của Nga Mi cũng lên tiếng ủng hộ Viên Tiểu Lôi, không sai, viên trưởng giáo nói không sai chút nào, giới võ cổ chúng ta nên biết ơn Vân Môn và Dương Môn Chủ, không có Vân Môn và Dương Môn Chủ thì các vị ngồi đây có thể đạt được thành tựu như hôm nay sao? Làm người thì phải biết cảm ơn mới đúng. Năm đó từ khi Nguyên Tuyệt bị Dương Bách Xuyên răn dậy thì trong lòng nảy sinh sợ hãi với anh, sau này Dương Bách Xuyên thấy ngộ tính của Nguyên Tuyệt không tệ, cộng thêm Nguyên Tuyệt xuất thân Nga Mi, nể mặt Mai Thi Dĩnh nên anh đặc biệt khai ân với Nguyên Tuyệt, để bà ta tiến vào động thiên của Vân Môn tu luyện, giúp Nguyên Tuyệt đột phá tu vi, vượt qua thiên kiếp kim đan. Về chuyện này trong lòng Nguyên Tuyệt rất biết ơn. Mà mấy người thanh hư tử của Côn Luân và phương trưởng của Thiếu Lâm thì ngồi tại chỗ bất động như núi. Nhắm mắt dưỡng thần, không lên tiếng một câu. Lão Lạt Ma của Mật Tông lập tức cười lạnh nói, đừng nói dễ nghe như vậy, thời thế hiện nay, cho dù không có Dương Bách Xuyên cậu ta thì cuối cùng thời đại tu chân cũng sẽ tới. Lão Tăng không tin các người không biết Sơn Hải giới đã có sứ giả tới. Đại trưởng Lão Miêu Trại cũng vừa cười vừa nói, đúng vậy, đừng tưởng rằng Lão Phu không biết, nghe nói năm đó Dương Bách Xuyên từ Sơn Hải giới trở về đã mất hết tu vi. Chỉ được xem là một tên phế nhân. Năm đó có thể thi triển thần tích gì gì đó, làm ra một cái động thiên của Vân Môn hoàn toàn là do hưởng cái ánh sáng của pháp bảo, chỉ là khi đó mọi người không biết mà thôi. Bây giờ, ha ha, thông đạo Sơn Hải giới đã mở, có rất nhiều đại năng của Sơn Hải giới đã tới trái đất, nhưng vị thượng sử này mới thật sự là đại thần thông, có đám người bọn họ tới, chẳng lẽ trái đất muốn mở ra thời đại tu chân khó lắm hay sao? Dương Bách Xuyên có tài đức gì khiến toàn bộ giới võ cổ chúng ta nghe lời? Buồn cười. Những lời này khiến Viên Tiểu Lôi giận tím mặt, cậu ta lập tức muốn ra tay với đám vô ơn này, có điều lúc này một giọng nói vô cùng bình tĩnh vang lên trong đại sảnh, Tiểu Lôi, đừng tức giận. Đây chính là giọng nói của Dương Bách Xuyên, anh lập tức lại lạnh giọng nói, chư vị trưởng giáo đại môn chủ đến quảng trường Vân Môn cả đi, để một phế nhân không hề có tu vi là ta mời các người xem trò vui, ha ha. Chưa thấy người mà giọng nói đã truyền vào tai mọi người, chẳng phải là giọng của Dương Bách Xuyên hay sao? Đại trưởng lão Miêu Trại vừa rồi mới nói sau lưng Dương Bách Xuyên hơi hồi hộp trong lòng. Ông ta nghe đồn từ trong miệng của đệ tử Vân Môn là Dương Bách Xuyên đã mất hết tu vi, bây giờ không thấy người nhưng giọng nói đã truyền khắp cả đại sảnh, đây là chuyện một người không có tu vi có thể làm được ư. Không riêng gì đại trưởng lão của Miêu Trại. Sắc mặt mấy người Mật Tông và Thiên Cương Sơn oán trách Dương Bách Xuyên lúc nãy thoáng cái trắng bệch. Giọng nói của tên họ Dương nào đó quả thực lạnh như hầm băng. Ngẫm lại sự hùng mạnh của Vân Môn trong mấy năm nay, không nói Dương Bách Xuyên có tu vi trong người hay không, chỉ riêng số lượng đệ tử vượt qua thiên kiếp kim đan của Vân Môn trong 6, 7 năm nay cũng không phải bất kỳ một thế lực tông môn nào có thể đối phó được. Thậm chí không chút khoa trương khi nói rằng toàn bộ giới võ cổ cộng lại cũng không phải đối thủ của một mình Vân Môn. Có điều có vài người lại không nghĩ như vậy, thí dụ như mấy người Miêu Trại và Mật Tông, bởi vì bọn họ nghĩ tới nhân vật sau lưng, cho rằng sứ giả sau lưng bọn họ mới thật sự là người tu vi thông huyền, Dương Bách Xuyên chẳng là cái thá gì. Sau khi trong đại sảnh nghe thấy giọng nói của Dương Bách Xuyên, mấy lão già Côn Luân và Thiếu Lâm cuối cùng cũng mở mắt, cả đám nhìn nhau. Ánh mắt khác nhau, trong lòng đều có tính toán nhỏ nhặt của mình. Khưu Vân Chiêu đãi những người này khóe môi nhếch lên cười khinh, âm thầm nói, nhất định hôm nay đám vô ơn này tới đây không xem hoàng lịch rồi, quả thật trước kia tu vi của tiên sinh nhà mình chưa khôi phục, nhưng mấy ngày trước đã khôi phục xong, hơn nữa là thông huyền chân chính. Khưu Vân dõi theo những người này rời khỏi đại sảnh, trong lòng tính toán, chuyện tiên sinh mất hết tu vi là cấm kỵ trong Vân Môn. Bây giờ xem ra đám võ cổ giả này biết được nhất định là do có vài đệ tử trong Vân Môn xảy ra vấn đề,
phải tìm đại tổng quản Trần Thất Tiên và viện chủ đã tiếp quản viện hình phạt Lý Đại Nghị để tâm sự mới được. Ở Vân Môn, ngoại trừ người thân và phụ nữ của Dương Bách Xuyên, chị em Lục Tuyết Hy là đại hộ pháp được Vân Môn công nhận, Trần Thất Tiên là đại tổng quản bên ngoài, Lý Đại Nghị quản lý viện hình phạt của Vân Môn, Ngô Mặc Thu là cái bóng của Dương Bách Xuyên. Mà Khưu Vân coi như tổng quản bên trong, còn có Quỷ Thu Kiều Phúc trong bóng tối rất ít khi ra mặt là tổng quản gia tộc nhà họ Dương và Ngô Mặc Hạ bảo vệ người thân nhà họ Dương, trước kia âm thầm bảo vệ bà nội và em gái của Dương Bách Xuyên, bây giờ đối tượng thần phục đã trở thành một đôi trai gái của Dương Bách Xuyên, đương nhiên còn có cháu ngoại trai Mạn Mạn của anh. Sắc mặt của Khưu Vân vô cùng u ám, chạy thẳng tới động thiên của Vân Môn tìm Lý Đại Nghị, khiến bên trong Vân Môn xảy ra một trận động đất. Tạm thời không bàn tới chuyện đó, lại nói tới sau khi đám võ cổ giả nghe thấy giọng nói của Dương Bách Xuyên, đừng thấy lúc trước giãy giụa dữ dội nhưng không ai dám thờ ơ, cả đám đi về phía quảng trường Vân Môn. Lúc mọi người tới quảng trường Vân Môn, Dương Bách Xuyên một đầu tóc bạc trắng phiêu giật đã chắp tay đứng đó. Mấy lão già vừa rồi còn giãy giụa rất hăng sau khi thấy Dương Bách Xuyên thì chẳng hiểu sao cảm thấy áp lực, cả đám muốn đàng hoàng bao nhiêu thì đàng hoàng bấy nhiêu. Thanh hư tử của Côn Luân lập tức dẫn dắt mọi người ôm quyền hành lễ với Dương Bách Xuyên, bái kiến Dương môn chủ. Dương Bách Xuyên nghe vậy cuối cùng cũng quay đầu, mang theo ý cười hứng thú, đây là lần đầu tiên anh cười trong khoảng thời gian này. Nhưng ánh mắt nhìn đám võ cổ giả lại khiến bọn họ khó chịu khắp người. Viên Tiểu Lôi hiểu Dương Bách Xuyên khá rõ biết nhất định hiện tại trong lòng vị thái sư tổ này rất tức giận, cậu ta suy nghĩ một chút rồi dứt khoát lùi về phía sau. Để mấy tên vô ơn lúc nãy nói năng lỗ mãng với thái sư tổ tự đưa mình vào họng súng đi. Giết một tên vô ơn mới tốt. Viên Tiểu Lôi nghĩ vậy. Dương Bách Xuyên cười nhìn mọi người hỏi, chư vị cùng nhau tới đây là có chuyện gì? Là đệ tử Vân Môn ta có người bắt nạt bạn bè cùng giới võ cổ? Hay là chê Vân Môn cho chư vị ít công pháp đan dược? Hay là chư vị các suy nghĩ khác? Tên họ Dương nào đó vừa mở miệng đã liên tục đặt câu hỏi. Ý gửi gắm trong lời nói lập tức khiến mọi người đang có mặt mắt mày đỏ bừng. Bọn họ ai cũng nghe ra mỗi vấn đề của Dương Bách Xuyên đều chiếm lý, hay nói cách khác là đang vả vào mặt của một số người. Những lời này lọt vào tai Thanh Hư Tử là thủ lĩnh của giới võ cổ ngày xưa cũng khiến gương mặt của ông ta nóng rực một trận. Vừa rồi khi mấy người Miêu Trại nói năng bất kính với Vân Môn và Dương Bách Xuyên, ông ta không nói một chữ nào, nói từ mức độ nào đó thì là không tỏ rõ lập trường. Sao lại không phải một kiểu vong ân phụ nghĩa với Vân Môn? Có một câu châm ngôn, ăn cơm của ma quỷ thì đi theo ma quỷ. Mấy năm nay bọn họ nhận ân huệ của Vân Môn và Dương Bách Xuyên, vào lúc có người nói này nói nọ với Vân Môn và Dương Bách Xuyên, đáng lý ra bọn họ nên đứng ra nói một câu công bằng. Nhưng vừa rồi Thanh Hư Tử ông ta và mấy người Thiếu Lâm lại giả bộ bị điếc. Trên thực tế trong lòng mấy người Thanh Hư Tử cũng có tính toán nhỏ nhặt. Về chuyện Dương Bách Xuyên mất hết tu vi, tu luyện trong động thiên của Vân Môn 6, 7 năm, bọn họ cũng đã nghe phong thanh, quả thật là do chính miệng đệ tử Vân Môn truyền ra. Vì vậy mấy lão già bọn họ thầm tính toán trong lòng một chút, thử thăm dò Dương Bách Xuyên một lần, bởi vì 3 ngày trước thật sự có người từ Sơn Hải giới đến, hơn nữa trong mắt bọn họ thì tu vi không tệ. Thậm chí những thủ đoạn và kế hoạch miêu tả tất cả các môn phái mà những người đó bày ra vô cùng cám dỗ. Trong lòng đám người ở giới võ cổ luôn có cảm giác ấn tượng đầu tiên sẽ mạnh hơn, cùng với phỏng đoán về Sơn Hải giới, luôn cho rằng người bản địa chân chính từ Sơn Hải giới bước ra sẽ mạnh hơn Dương Bách Xuyên. Người ta ở Sơn Hải giới là tông môn tu chân siêu cấp truyền thừa mấy ngàn vạn năm lịch sử, nghĩ thế nào cũng phải mạnh hơn Vân Môn của Dương Bách Xuyên. Tuy rằng bị những người từ Sơn Hải giới tới làm chấn động nhưng mấy người Thanh Hư Tử ở Côn Luân và Thiếu Lâm vẫn nhớ ân huệ của Vân Môn. Có điều suy cho cùng bọn họ vẫn có tính toán, mấy người ở Sơn Hải giới đã đồng ý sẽ dẫn theo đệ tử của tông môn bọn họ tới Sơn Hải giới tu hành, muốn công pháp có công pháp, muốn đan dược cho đan dược vân vân. Những gì phải làm chính là thần phục những người đó, tìm thứ gì đó ở trái đất cho những người đó, ngoài ra phải tìm hiểu Vân Môn có thật sự có động thiên gì hay không. Thậm chí những người đó còn kêu bọn họ đi xung phong, hôm nay phải tiêu diệt Vân Môn. Nói đến cùng bọn họ cũng bất đắc dĩ, hôm nay tới Vân Môn cũng có tâm tư rất phức tạp, trong lòng Thanh Hư Tử và đa phần mọi người vẫn nhớ kỹ chỗ tốt của Vân Môn.
Đối với việc mấy người Miêu trại nói năng lỗ mãng với Vân Môn và Dương Bách Xuyên, sở dĩ bọn họ không lên tiếng là vì muốn thăm dò thử có phải Dương Bách Xuyên thật sự đã mất hết tu vi hay không. Nếu thật sự là vậy thì bọn họ phải đưa ra một lựa chọn mới với Dương Bách Xuyên và Vân Môn. Mế không phải, chuyện Dương Bách Xuyên mất hết tu vi là giả thì bọn họ vẫn sẽ đứng cùng phía với Dương Bách Xuyên và Vân Môn. Trong suy nghĩ của mấy người Thanh Hư Tử thì dù sao Dương Bách Xuyên cũng là người một nhà, mà mấy tu chân giả đến từ Sơn Hải giới kia với bọn họ chính là người ngoài. Cho dù người bên phía Sơn Hải giới hứa hẹn lợi ích nhưng chung quy bọn họ không thể nào an tâm được. Trong lịch sử giới võ cổ, mấy lần người Sơn Hải giới tới trái đất quả thật đã tàn sát rất nhiều người vô tội của trái đất. Điều này đã được chứng minh vào 3 ngày trước, 3 ngày nay lúc mấy người đến từ Sơn Hải giới đối đãi với môn nhân của bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường và lạnh lùng, thậm chí còn chà đạp rất nhiều cô gái. Ngay cả với người vô tội bình thường cũng ra tay được. Những chuyện này đều là băn khoăn của mấy người Thanh Hư Tử. Chỉ có mấy nhà Miêu trại và Mật Tông tự, Thiên Cương Sơn vân vân bây giờ xem ra không hề cố kỵ, đã ngã ngược về phía mấy kẻ được gọi là sứ giả của Sơn Hải giới. Chấm chấm chấm. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, mặt mo của mấy người Thanh Hư Tử nóng bừng bừng, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời thế nào. Một lát sau Thanh Hư Tử hít sâu một hơi nói, Dương Môn Chủ nặng lời rồi, nếu thế lực giới võ cổ chúng ta không có Dương Môn Chủ và Vân Môn thì sẽ không có thành tựu hôm nay. Đại ân như thế, bọn tôi ghi tạc trong lòng. Trong nháy mắt Thanh Hư Tử đã đưa ra quyết định, vẫn cùng tiến cùng lùi với Dương Bách Xuyên. Tốt xấu gì thì giữa Lôi Đình và hai người đệ tử Chiêm Khánh Nhân với Dương Bách Xuyên cũng có tình cảm, ông ta cũng phát hiện trong đôi mắt của Dương Bách Xuyên sâu không lường được, cộng thêm truyền âm vang dội lúc trước, làm sao có thể là người không có tu vi được. Tất cả thế lực lớn nhỏ Thiếu Lâm, Nga Mi vân vân cũng lập tức tỏ thái độ, lựa chọn đứng bên phía Vân Môn. Có điều lần này 7, 8 thế lực lấy Miêu trại và Thiên Cương Sơn, Mật Tông tự dẫn đầu thật sự đã hạ quyết tâm sắt đá, đứng tại chỗ không ai lên tiếng, cả đám nhìn Dương Bách Xuyên, ánh mắt lập lòe liên tục. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại nở nụ cười, nhìn về phía mấy nhà Miêu trại chậm rãi mở miệng nói, có phải mấy vị vẫn cho rằng sau lưng có người thì bay lên được hay không? Rõ ràng Dương Bách Xuyên đang nở nụ cười. Giọng điệu nói chuyện cũng không lớn nhưng lọt vào tai những người ở Miêu trại lại khiến người ta lạnh như rơi vào hầm băng. Tất cả mọi người bắt đầu run lên, nghe Dương Bách Xuyên vừa nói thì giống như ý là anh đã biết sau lưng mọi người có cao thủ chống lưng rồi. Cái này, cũng không biết Dương Bách Xuyên có thật sự đã mất hết tu vi chưa nữa. Dù sao cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không cảm nhận được chút tu vi nào của Dương Bách Xuyên. Nghĩ đến việc này mấy lão gia hỏa của Miêu trại và Mật Tông tự liếc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều rất quyết tâm, bọn họ vẫn tin rằng người chống lưng cho họ mạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì người này cũng là một dân bản địa ở Sơn Hải giới, là hậu duệ của tông môn đại tu chân được truyền lại qua hàng nghìn năm, thế nhưng theo lịch sử của Dương Bách Xuyên và Vân Môn thì bọn họ cũng hiểu rõ anh là một thiên tài trẻ tuổi. Cho dù là thế hệ thiên tài như Dương Bách Xuyên thì cũng sao có thể so sánh được với những đại tông môn ở Sơn Hải giới được. Nếu như Dương Bách Xuyên nói rằng anh đã biết điều gì đó rồi, vậy cứ lật bài ngửa đi, nhờ vả những người ở Sơn Hải giới bọn họ sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn so với Dương Bách Xuyên ở đây. Nghĩ tới đây trưởng lão Miêu trại trầm giọng nói, Dương Bách Xuyên, xin hỏi cậu vì sao những năm này ở động thiên của Vân Môn, so với các tông môn võ cổ, tài nguyên tu luyện cậu phân cho võ đang. Côn Luân, Thiếu Lâm, Nga Mi nhiều và quý hiếm hơn các tông môn của chúng ta rất nhiều. Giọng điệu trưởng lão Miêu trại rất khó chịu. Dừng một chút rồi ông ta tiếp tục nói, võ đăng thì thôi đi, chúng ta biết rõ đương kim trưởng giáo của võ đăng Viên Tiểu Lôi cũng xem như là một nửa đệ tử của Dương Bách Xuyên cậu, thiên vị thêm một chút tài nguyên tu luyện cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng tại sao tất cả đều là những tông môn cổ xưa mà dựa vào cái gì hết lần này tới lần khác Côn Luân, Thiếu Lâm? Nga Mi lại luôn được nhiều hơn mấy tông môn chúng ta. Ngay cả một hồ gia ở Đông Bắc, tài nguyên cho thế gia này cũng nhiều hơn mấy tông môn của chúng ta, có hợp lý không? Đây là lý do khiến Miêu trại, Mật Tông tự và các tông môn khác bất mãn, nhờ cậy người ở Sơn Hải giới phản bội Vân Môn. Nhưng tông môn bọn họ không biết rằng trước đây lúc ở bí địa Trường Bạch, Dương Bách Xuyên có thủ với tông môn của bọn họ, anh đã giết chết thánh thủ Miêu trại, thầy trò lão Lạt Ma của Mật Tông tự. Chuyện bị Trần Trầm Hương của Thiên Cương Sơn phản bội ở Tế Đàn và nhiều chuyện khác nữa,
trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn còn nhớ rõ. Nhưng lại không có ai biết chuyện đã xảy ra ở núi Trường Bạch năm đó mà thôi, Dương Bách Xuyên có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước mở cửa động Vân Mông cho các tông môn mật tông tự, miêu trại, Thiên Cương Sơn ban cho một ít công pháp, Dương Bách Xuyên làm như vậy là đã quá rộng lượng rồi. Sau khi nghe trưởng lão miêu trại nói xong, Dương Bách Xuyên phá lên cười ha ha ha. Nhìn những người này, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ một đạo lý một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù. Lúc trước anh vô tư cho những tông môn võ cổ này công pháp và tài nguyên tu luyện ở động thiên của Vân Môn, đúng là dệt hoa trên gấm cho những người này không thấy biết ơn, về sau khi anh tặng ít công pháp điển tịch hơn trước một chút lại khiến bọn họ ghi thù. Bây giờ nghĩ lại, nếu những tông môn này đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong, thì chỉ cần anh lấy ra dù chỉ một chút tài nguyên tu luyện thì có lẽ bọn họ sẽ nhớ kỹ ân tình này. Xem ra từ nay về sau mình không được vô duyên vô cớ làm việc tốt nữa nếu không sẽ chuốc lấy oán hận. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Anh lập tức liếc ánh mắt sắc bén quét qua đám trưởng lão miêu trại và mật tông tự, Thiên Cương Sơn rồi nói, được, đó là một câu hỏi hay đấy, vậy bây giờ tôi sẽ nói cho mấy người biết lý do. Dương Bách Xuyên dừng lại một chút rồi tiếp tục vui vẻ cười nói, năm đó khi ở núi Trường Bạch, tôi nhớ có mấy lão già chết tiệt thuộc tông môn mấy người có ý định giết chết tôi, nhưng sau đó, ha ha. Nhưng cuối cùng bị tôi giết sạch. Mọi người nói thử xem, tại sao tôi lại phải cho người của tông môn từng là kẻ thù nhiều tài nguyên tu luyện hơn chứ? Nói thật, tôi có thể trở về từ Sơn Hải giới mà vẫn chưa nhổ bỏ tận gốc tông môn của các người là ông đây đã rộng lượng lắm rồi đấy. Dương Bách Xuyên nói to câu cuối, ánh mắt anh đằng đằng sát khí. Rồi sau đó híp mắt nói, một chén gạo dưỡng ơn, một đấu gạo nuôi thù, mấy người đúng là một lũ sói mắt trắng. Ông đây đã cho không các người sách tu luyện và cả tài nguyên tu luyện, cho các đám đệ tử của các người vào trong động thiên của Vân Môn tu luyện tăng tu vi. Bây giờ thì hay rồi, không chỉ không có cảm ơn mà còn ghi hận nữa chứ. Ha ha ha, được lắm, cũng may ông đây còn chưa cho các người quá nhiều, nếu không thì không biết sẽ thêm bao nhiêu hận thù nữa. So sánh Côn Luân với tông môn của mấy người, sao so sánh được, nói thật cho các người biết, Chiêm Khánh Nhân của Côn Luân, Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm của Thiếu Lâm, Mai Thi Dĩnh từ Nga Mi, Hồ Tiên Nhi con của Hồ Gia ở Đông Bắc đều là bạn bè của tôi, năm đó họ đã kề vai sát cánh chiến đấu trong những trận chiến đẫm máu, cho tông môn của bọn họ nhiều tài nguyên tu luyện hơn vì đó là tình cảm với những người bạn cũ. Còn, đám tông môn khốn kiếp các người dựa vào cái gì? Hừ... Dương Bách Xuyên gầm lên giận dữ. Bây giờ Thiếu Lâm, Côn Luân và những tông môn khác mới hiểu được nguyên nhân vì sao Dương Bách Xuyên lại quan tâm đến bọn họ như vậy trong suốt những năm qua, lập tức mặt mọi người đều có vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng họ lại rất kiên định, hôm nay nếu những người ngoài kia muốn đánh Vân Môn của Dương Bách Xuyên, bọn họ thề rằng dù phải chết cũng sẽ sát cánh chiến đấu với Vân Môn. 7-8 tông môn bao gồm Miêu Trại và Mật Tông tự đều tối sầm mặt lại. Sau khi nghe những lời Dương Bách Xuyên nói, bọn họ đã trở thành kẻ địch của mọi người rồi. Trong lòng ai cũng thầm oán hận Dương Bách Xuyên, nhưng lại tự bỏ qua sự giúp đỡ mà Dương Bách Xuyên đã dành cho họ suốt những năm qua bất chấp hiềm khích trong quá khứ, dù sao cũng là con đường tối tăm không thể quay đầu. Sắc mặt trưởng lão miêu trại hoàn toàn u ám, cất tiếng cười ha ha lạnh lùng nói, Dương Bách Xuyên đừng nghĩ là bọn ta không biết gì. Sau khi cậu trở về từ Sơn Hải giới đã trở thành một phế nhân mất sạch tu vi, bây giờ còn dám giả vờ ra oai trước mặt bọn ta sao? Nói thật cho biết, đã có sứ giả từ Sơn Hải giới đến đây, hôm nay đã có người rất mạnh để trừng phạt cậu, thức thời thì mau đưa tay chịu trói bọn ta sẽ xin sứ giả của Sơn Hải giới tha cho cậu, có lẽ sẽ còn giữ được mặt mũi cho cậu, nếu không, hừ hừ. Đúng vậy, một tiểu bối như cậu thì tu luyện được bao lâu chứ? Sứ giả của Sơn Hải giới dù thuộc về bất kỳ tông môn nào đi nữa cũng là một tông môn lớn mạnh sẽ được truyền qua ngàn vạn năm, có thế lực siêu cấp, tôi khuyên cậu vẫn nên giơ tay chịu trói đi. Lão Lạt Ma của Mật Tông tự phấn khích nói. Thiên Cương Sơn tiến lên một bước nói thêm một câu còn vô liêm sỉ hơn, nhìn các võ cổ giả xung quanh nói, mọi người, vận số của Dương Bách Xuyên và Vân Môn hôm nay đã tàn rồi, sứ giả từ Sơn Hải giới đã bao vây Vân Môn rồi. Chúng ta có thể bắt Dương Bách Xuyên để lập công, đến lúc đó đương nhiên có thể được sứ giả Sơn Hải giới ưu ái, sau này tất cả mọi người có thể vào thánh địa Sơn Hải giới để tu luyện. Đúng vậy, Dương Bách Xuyên và Vân Môn hôm nay nhất định chết. Các thủ lĩnh của 7-8 tông môn càng nói càng hưng phấn,
giống như đã có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng. Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm đứng yên không nhúc nhích, nhìn những người này xúi dục mọi người phấn khích như hút máu gà, lập tức cũng cười ha ha nhìn về phía Côn Luân và các tông môn thế lực khác nói, mọi người bây giờ có thể bắt đầu xếp hàng. Nhưng mà Thanh Hư Tử, Thiếu Lâm, Nga Mi và những thế lực lớn khác không làm gì cả, cả những thế lực còn lại cũng không hề di chuyển. Sau đó chia làm hai phe, Côn Luân dẫn đầu các tông môn có thế lực chửi mắng 7-8 tông môn bên phe Miêu Trại. Dương Bách Xuyên nghe như vậy trong lòng cảm thấy rất thoải mái đấy, nếu nhóm Côn Luân thật sự đứng về phía nhóm Miêu Trại thì lòng anh sẽ cảm thấy rất mất mát. Bây giờ ở đỉnh núi phía sau Vân Môn, đám người Vương Tông Nhân, chị em Lục Gia, Triệu Nam, Độc Cô Vô Tình đang quan sát tình hình ở quảng trường Vân Môn. Vương Tông Nhân cười ha ha phun ra mấy chữ, một đám ngu ngục. Cũng không có gì to tát, ha ha, lát nữa xem nhóc Xuyên biểu diễn. Lý Đại Nghị cười nói. Chỉ có những nhân vật thật sự quan trọng của Vân Môn mới biết được hôm nay Dương Bách Xuyên có kế hoạch gì. Giờ phút này Dương Bách Xuyên nhìn võ cổ giả chia làm hai phe chửi rủa qua lại, cuối cùng cũng ngừng cười ho khan một tiếng. Anh đứng ở giữa hai bên, sau tiếng ho này cả hai bên đều dừng lại. Rồi sau đó Dương Bách Xuyên nheo mắt lại cười lạnh nhìn đám phe phái Miêu Trại, nói tôi quên mất là kêu mấy người tới quảng trường là để xem diễn, hiện tại trò hay mở màn rồi, chừng lớn cặp mắt chó của mấy người để coi đi, ông đây cho mấy người xem thử, sứ giả trong mắt mấy người chỉ là con sâu cái kiến trong mắt ông đây mà thôi. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên lập tức bay vút lên trời, trong nháy mắt thân thể đã ở trên độ cao mấy chục mét, rồi sau đó anh nhẹ giọng phun ra bốn chữ. Nguyên thần xuất khiếu, mau lăn ra cho ông đây. Một đám võ cổ giả trên quảng trường tức khắc trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy trên không trung, kim quang trên người Dương Bách Xuyên càng lúc càng lớn, ngay sau đó sau lưng anh đột nhiên xuất hiện hai bóng ma một đen một trắng, cao khoảng 9 trượng. Tiếp theo lại thấy Dương Bách Xuyên giơ tay về phía khoảng không trước mặt, rồi hai bóng ma sau lưng anh lập tức bay vụt ra ngoài. Ngay sau đó bên trong Vân Môn vang lên từng tiếng la hét kinh hoàng thảm thiết. A a a. Giây phút tiếp theo mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy sau lưng Dương Bách Xuyên xuất hiện hai bóng ma, bay vèo trở về sau đó lại bay đi, trong tay túm chặt vài người, bỗng nhiên ném xuống từ trên không trung. Mà sau khi mấy lão già trưởng lão Miêu Trại, Thiên Cương Sơn và Mật Tông tự chết tiệt nhìn thấy mấy người bị ném xuống mặt đất, sắc mặt của bọn họ trắng bệch như tờ giấy, cả người đều run rẩy. Ở trong mắt mấy lão già của Miêu Trại và Thiên Cương Sơn, mấy người bị Dương Bách Xuyên bắt được từ chân trời bằng bản lĩnh cao cường đó hoàn toàn không phải ai khác mà chính là sứ giả của Sơn Hải Giới ở trong lòng bọn họ, là hạng người có bản lĩnh cao cường, là chỗ dựa của bọn họ. Nhưng mà, còn bây giờ thì sao? Đường đường là sứ giả của Sơn Hải Giới mà lại bị Dương Bách Xuyên thi triển bản lĩnh, ném xuống mặt đất giống như một con chó chết. Điều này sao lại không khiến người ta khiếp sợ cho được? Thanh Hư Tử phái Côn Luân và những người khác liếc nhìn nhau, cả đám đều quay mặt nhìn nhau, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình chưa làm ra chuyện gì hồ đồ. Dương Bách Xuyên thật là đáng sợ mà. Có được bản lĩnh cao cường như thế, có thể là một người mất hết tu vi được sao? Giờ khắc này tất cả mọi người đều bắt đầu hoài nghi, trước kia họ từng nghe nói Dương Bách Xuyên đã mất hết tu vi, liệu có phải là do Dương Bách Xuyên đã cố ý sắp đặt đệ tử Vân Môn tản ra lời đồn hay không? Chính là vì một ngày hôm nay được hung hăng tát thẳng vào mặt mọi người. Sau khi một mình Dương Bách Xuyên vọt lên giữa không trung thì trong không khí chợt xuất hiện hai bóng ma, điều này đối với đám võ cổ giả nhà quê mà nói thì không khác gì bản lĩnh cao cường cả, nhưng bọn họ lại biết rõ, lúc này Dương Bách Xuyên quả thật chính là một vị thần đối với họ. Không riêng gì đám võ cổ giả này, ngay cả một số đệ tử Vân Môn nghe thấy tiếng gió chạy ra từ Vân Môn động thiên hóng hớt nhìn thấy cảnh này. Biểu cảm trên mặt bọn họ cũng cực kỳ nhiệt tình, cuồng nhiệt môn chủ nhà mình đến tận xương tủy. Trên đỉnh núi phía sau Vân Môn, những người phụ nữ của Dương Bách Xuyên cũng đang lấp lánh ánh sáng trong đôi mắt đẹp, lòng thầm tự hào, đây là người đàn ông của bọn họ. Trong mắt bất cứ ai lúc này cũng là hình ảnh Dương Bách Xuyên oai phong lẫm liệt với mái tóc trắng phiêu giật đứng giữa không trung, cùng với thần uy có 102. Chấm chấm chấm. Chỉ trong nháy mắt. Nguyên thần của Dương Bách Xuyên xuất khiếu, M Dương Nhị Thần ra tay bắt tất cả những người đang trốn ở bên ngoài Vân Thôn lại và ném xuống quảng trường Vân Môn từ giữa không trung,
cả một đám phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từ lúc bắt đầu linh thức của Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra những người này rồi. Chẳng qua anh ôm tâm thế xem diễn, cũng muốn xem thử những người này rốt cuộc muốn làm gì. Hiện giờ có vẻ như phần lớn bọn họ đều có âm mưu đối với Vân Môn Động Thiên, điều khiến anh thấy tức giận hơn cả chính là, kẻ đứng đằng sau lại xúi giục đám võ cổ giả này đến gây chuyện. Nhưng anh cũng đã nhìn rõ được bộ mặt của mấy con sói mắt trắng đó, nếu mấy người muốn thay đổi chỗ dựa, vậy tôi đây sẽ đánh cho chỗ dựa của mấy người trở thành một lũ chó chết. Đúng là đối với đám võ cổ giả nhà quê đó mà nói, những kẻ ở Sơn Hải giới đều là hạng người có bản lĩnh cao cường, nhưng ở trong mắt Dương Bách Xuyên anh đây, hiện tại 6 gã tu sĩ có cảnh giới nguyên anh đó thật ra chỉ như con sâu cái kiến, chẳng là cái thá gì cả. M Dương thần hồn xuất khiếu, chỉ bằng một cái lật tay đã bắt được 6 gã nguyên anh từ bên ngoài Vân Môn, ném xuống quảng trường Vân Môn. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên phi xuống từ giữa không trung, lại bước đến bên cạnh mấy lão già của Miêu Trại, Mật Tông Tự và Thiên Cương Sơn, cười tủm tỉm hỏi, mấy vị à? Đây là sứ giả Sơn Hải trong mắt mấy người ư? Ha ha, chẳng phải tôi đã nói cái thứ gọi là sứ giả ở trong mắt mấy người chỉ là con kiến đối với ông đây sao? Hiện giờ đã tin chưa? Dương Bách Xuyên nói ra một câu, sắc mặt của đám người trưởng lão Miêu Trại cũng tái nhợt đi một phần, toàn thân bọn họ khẽ run rẩy. Nhìn trong đó có 3 người chính là chỗ dựa lớn, người có bản lĩnh cao cường ở trong mắt bọn họ, ai có thể ngờ những người này lại không chịu nổi một kích ở trước mặt Dương Bách Xuyên chứ. Lúc Dương Bách Xuyên đang nói chuyện, anh phóng thích toàn bộ hơi thở trên người, điều này khiến mấy người bên phe Miêu Trại cảm thấy giống như đang bị núi đè trên đỉnh đầu vậy. Bùm bùm. Cả một đám không có một chút năng lực chống cự nào cả, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Dương môn chủ tha mạng. Bọn tôi biết sai rồi, rốt cuộc có người không trụ nổi nữa mà xin tha. Không xin tha cũng không được, chỗ dựa ở trong lòng bọn họ khi rơi vào tay Dương Bách Xuyên bị hành hạ không khác gì một con chó chết, không hề có năng lực phản kháng chứ đừng nói tới đám người như bọn họ, sợ là còn chẳng bằng con sâu cái kiến, lúc này dường như xin tha chính là lối thoát duy nhất. Nhưng mà ánh mắt của Dương Bách Xuyên lại trở nên lạnh lùng. Anh lạnh giọng nói, bây giờ mới xin tha không phải đã quá muộn rồi sao? Thứ tôi ghét nhất trần đời chính là mấy kẻ hai mặt giống như các người. Tặng cho mấy người một câu, làm người cần phải giữ vững nguyên tắc mới là con đường đúng đắn, kiếp sau có làm gì thì cũng đừng hồ đồ, phải biết ơn thì mới có thể sống lâu. Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, tiện tay vung về phía đầu của mấy kẻ đứng đầu 8 tông môn gồm Miêu Trại, Thiên Cương Sơn và Mật Tông Tự. Tiếng động ầm 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 trầm đục vang lên liên tiếp, thân thể của mấy người đó lần lượt nổ tung, chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào, tất cả đều hóa thành xương máu. Tổng cộng có khoảng hơn 30 người, tu vi thấp nhất cũng đã là cảnh giới tiên thiên, bây giờ thì toàn thể tông môn đó coi như đã hoàn toàn bị xóa sổ. Không có cường giả cảnh giới tiên thiên và cấp bậc kim đan, mấy tông môn đó coi như đã hoàn toàn bị diệt. Dương Bách Xuyên không hề có chút lòng thương hại nào. Trực tiếp xóa sổ đám người đó. Không phải do anh tàn nhẫn mà là trên con đường trưởng thành cho tới tận bây giờ, anh đã phải nếm trải rất nhiều khó khăn, hiểu rằng nếu mềm lòng nhân từ, đến cuối cùng người bị thương vẫn sẽ là mình, đặc biệt là sau khi Liễu Linh Linh ngã xuống, đạo tâm của anh càng trở nên vững vàng như đá, sẽ không bao giờ mềm lòng nương tay. Suy cho cùng, con đường tu chân cũng giống như lời sư phụ đã nói, là một con đường cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh là vua. Anh không chớp mắt giết chết những người này, thứ nhất là vì cảm thấy cực kỳ thất vọng và tức giận với đám sói mắt trắng đó, thứ hai là muốn răn đe và cảnh cáo đối với nhiều thế lực do Côn Luân dẫn đầu. Mặc dù Côn Luân Thiếu Lâm chỉ đứng ở bên cạnh những người này thôi, nhưng Dương Bách Xuyên lại thừa biết là trong lòng bọn họ cũng từng dao động rồi. Cũng may mấy người đứng đầu Côn Luân vẫn biết ơn, chỉ đứng ở bên cạnh, lòng Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng mà vẫn cần phải có cảnh cáo, đợi đến khi anh rời đi, anh sẽ dẫn theo tất cả những người này. Nếu đã đến Sơn Hải giới rồi, anh cũng không thể mặc kệ những người này được, nên anh cần bọn họ biết nghe lời, như vậy thì sẽ giảm bớt một chút rắc rối. Mặt khác, nếu sau này rời khỏi trái đất, người của mấy tông môn này không thể tiến vào Sơn Hải giới hết được, sẽ có một số lượng lớn đệ tử phải ở lại trong môn, nếu hôm nay không cảnh cáo răn đe những người này. Mai này chưa biết chừng bọn họ sẽ lại ra tay với đệ tử Vân Môn cũng nên. Hôm nay giết gà dọa khỉ như vậy,
chính là một sự bảo đảm cho Vân Môn sau khi anh rời đi. Chấm chấm chấm. Quả thật, cảnh tượng Dương Bách Xuyên dùng một chiêu giết chết 30 con người thuộc các thế lực lớn nhỏ gồm Miêu Trại, Thiên Cương Sơn, Mật Tông Tự, rơi vào trong mắt Thanh Hư Tử Phái Côn Luân và những người khác. Bất kể là thị giác hay là tinh thần thì đều chấn động giống như viên đá rơi xuống hồ nước sâu, không chỉ khơi lên gợn sóng lan tăn mà còn là nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong linh hồn. Một đám im như ve sầu mùa đông, trên trán toát ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bọn họ đều là những lão già đã tu luyện hàng chục đến hàng trăm năm, sao có thể không hiểu Dương Bách Xuyên làm như vậy là để cho bọn họ xem chứ? Trong lòng đều thầm cảm thấy may mắn vì trước đó đã lựa chọn đúng. Giữa sân ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết từ 6 người đã bị Dương Bách Xuyên bắt tới ra, hiện tại đám người Thanh Hư Tử đều không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Dương Bách Xuyên quét mắt liếc qua đám người Thanh Hư Tử, tất cả bọn họ đều cúi đầu, không có một ai dám đối mắt với anh. Giờ phút này, mục đích đã đạt được, Dương Bách Xuyên không thèm nhiều lời với đám người Thanh Hư Tử. Anh quay đầu nhìn về phía 6 kẻ đang kêu gào thảm thiết trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng nói, từng người một khai báo gia tộc ra đây, đừng cho tôi có cơ hội giết mấy người, những gì mà tôi muốn biết thì đều khai hết ra mau. 6 gã tu sĩ Nguyên Anh bị chấn động đến sợ vỡ mật trước nguyên thần xuất khiếu của Dương Bách Xuyên, nghe thấy Dương Bách Xuyên nói vậy, một đám vội vàng xin tha, tiền bối tha mạng, chúng tôi không cố ý mạo phạm ngài đâu. Người đầu tiên lên tiếng chính là một người đàn ông trung niên có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Dương Bách Xuyên nheo mắt trực tiếp vung một chưởng đập cho tên đó thành một bãi thịt nát, Nguyên Anh cũng tiêu tán. Hừ, không cố ý mạo phạm. Dương Bách Xuyên hừ lạnh nhìn về phía 5 người khác, nói, hy vọng mấy người đừng có lừa gạt tôi. Giờ thì ai dám lừa gạt nữa? Đối mặt với Dương Bách Xuyên một lời không hợp là sẽ ra tay giết người. Sắc mặt của 5 người còn lại đều cực kỳ khó coi, biết được thủ đoạn của Dương Bách Xuyên, quả thực chính là ma đầu. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên có tu vi Nguyên Anh trung kỳ đột nhiên nói, Dương thành chủ tha mạng, tôi không giống bọn họ, bởi vì gần đây nghe có người bảo thông đạo giữa trái đất và sơn hải giới đã mở ra, nói bên này có bí bảo, cho nên tôi mới đến xem. Hôm nay đến đây cũng là vì nghe võ cổ giả giới này nói có Vân Môn động thiên gì gì đó, nên mới. Đến đây với ý định thu thập bảo vật, không hề có ý định mạo phạm ngài, xin Dương Thành Chủ hãy tha mạng. Nếu vãn bối mà biết nơi đây chính là địa bàn của Dương Thành Chủ, có nói gì thì tôi cũng không dám mỏ đến đâu. Người này nói xong lại khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy hứng thú, lâu rồi anh không được nghe thấy cách gọi Dương Thành Chủ này. Cách gọi này là do năm đó có người ở thành Tán Tu của Lê Nặc đã gọi anh như vậy, anh cũng được Lê Nặc bổ nhiệm làm phó thành chủ của thành Tán Tu. Hình như anh quen tôi à? Dương Bách Xuyên nhìn người đàn ông trung niên, hỏi. Người đàn ông trung niên nghe thấy giọng điệu của Dương Bách Xuyên đã dịu đi rất nhiều, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Dương Thành Chủ, năm đó tôi từng gặp được Thành Chủ ở trong thành Tán Tu, tôi chính là Tán Tu đến từ thành Tán Tu ạ. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì cực kỳ kinh ngạc, người của thành Tán Tu, vậy cũng coi như là người quen cũ. Vừa khéo có thể hỏi thăm tình hình của tiểu hòa thượng và huynh đệ nhà Gia Cát. Anh lập tức phất tay ý bảo người đàn ông trung niên đứng dậy. Đứng lên đi, anh đứng qua một bên trước đã. Dương Bách Xuyên phất tay nói với người đàn ông trung niên. Đa tạ Dương Thành Chủ, đa tạ Dương Thành Chủ. Người đàn ông trung niên liên tục nói lời cảm tạ nhưng xem như thở phào một hơi, tránh thoát một kiếp. Quả đúng là nhọc nhằn chịu khổ, nhẹ nhõm hẳn. Giờ phút này. Đối với một đám võ cổ giả lại là chấn động đến tận sâu trong tâm hồn. Ai ai trong số họ cũng nghe thấy rõ, đường đường là sứ giả phía trên đến từ Sơn Hải giới lại tự xưng vãn bối trước mặt Dương Bách Xuyên. Hơn nữa theo cách người đàn ông trung niên nói thì ở Sơn Hải giới, Dương Bách Xuyên còn là thành chủ gì đó nữa. Điều này, rốt cuộc Dương Bách Xuyên có năng lực mạnh mẽ đến đâu cơ chứ? Có uy thế đến mức nào mà đến cả Sơn Hải giới anh cũng có ảnh hưởng? Trong lòng tất cả võ cổ giả đều là sóng cuộn biển gầm. Càng như thế lại càng may mắn, trước đó may mà không chọn sai phe, nếu không bây giờ họ đã biến thành một bãi máu thịt rồi. Mà 4 tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại thì trước đó có cách giới thiệu vắn tắt của người đàn ông trung niên nên ngoan ngoãn hẳn. Lần này không chờ Dương Bách Xuyên đặt câu hỏi, người sau tiếp bước người trước mà lên tiếng. Vãn bối đến từ M Dương Tông. Vãn bối đến từ Linh Sơn Cốc.
Vãn bối đến từ Kình Thiên Môn. Vãn bối đến từ. Nghe bốn người thay nhau lên tiếng, Dương Bách Xuyên ngây ra một lúc sau đó nheo mắt lại. Anh nhìn ba người nói chuyện đầu tiên và hỏi, Linh Sơn Cốc, Kình Thiên Môn, M. Dương Tông Ư. Đúng đúng đúng, đúng vậy, ba người liên tục gật đầu. Dương Bách Xuyên đột nhiên nở nụ cười, anh ha 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 cười to. Sau khi cười xong, anh nheo lại mắt hỏi ba người, các người có biết Thành Yêu Quang không? Anh vừa nói ra những lời này, sắc mặt ba người đồng thời thay đổi. Họ liếc nhau, một người trong đó lắc đầu đáp, Thành Yêu Quang thuộc quản hạt dưới trướng ba tông môn lớn của chúng tôi, đương nhiên là biết. Dương Bách Xuyên nghe vậy gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, vậy các người có biết là ai đại náo Thành Yêu Quang không? Dứt lời, mắt ba người lập tức lóe sáng, họ không dám đối mặt với Dương Bách Xuyên. Đối với câu hỏi của Dương Bách Xuyên, sao mà người của ba tông môn bọn họ có thể không biết chuyện là ai đã đại náo Thành Yêu Quang cơ chứ? Hơn 6 năm trước, Thành Yêu Quang bị người ta diệt đến cùng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, chuyện năm đó đã khiến toàn bộ Sơn Hải giới chấn động. Tất cả những người phụ trách trong tối ngoài sáng ở Thành Yêu Quang của ba tông đã bị diệt sạch không còn ai. Ba vị đại lão Nguyên Anh đại viên mãn bị giết, ba Nguyên Anh hậu kỳ tọa trấn bên ngoài Thành Yêu Quang cũng như vậy. Nhưng người khác thì lại càng không cần bàn tới, quả thực là máu chảy thành sông. Cả tòa Thành Yêu Quang, yêu thú chạy được thì chạy, chết thì chết, dân của Thành Yêu Quang cũng như vậy. Hiện tại Thành Yêu Quang chính là một tòa thành ma, qua 6-7 năm đã mọc đầy cỏ hoang. Người hủy diệt Thành Yêu Quang tên là Dương Bách Xuyên. Sau khi đến địa cầu và nghe được qua lời của những võ cổ giả về Vân Môn, nghe nói môn chủ của Vân Môn có tên là Dương Bách Xuyên. Nhưng họ lại không liên tưởng người đại náo Thành Yêu Quang năm đó với Dương Bách Xuyên. Bởi vì nghe nói năm đó Dương Bách Xuyên biến mất vào không trung không thấy đâu sau khi đại náo Thành Yêu Quang. Hơn nữa, cấp cao của ba tông Linh Sơn Cốc, M. Dương Tông, Kình Thiên Môn đã hạ lệnh cho các đệ tử dưới trướng nói năng thận trọng sau khi chuyện xảy ra, bất cứ ai cũng không được đề cập đến việc ở Thành Yêu Quang. Chuyện này năm đó trong lời đồn đại của đệ tử ba tông khiến cho rất nhiều người khó hiểu. Sản nghiệp đem lại lợi ích rất lớn cho ba tông ở Thành Yêu Quang bị người ta hủy diệt, nhưng tại sao lại không cho nói gì về chuyện này? Sau lại có lời đồn rằng, nghe nói năm đó có một người gọi là giới diệu sứ giả gì đó, tự xưng là Hóa Thê Lương tự mình đi đến ba tông để cảnh cáo không được truy cứu chuyện Thành Yêu Quang nữa. Nói cách khác, không được để người của ba tông đi tìm kiếm Dương Bách Xuyên. Mà cấp cao của ba tông lại đồng ý hết với yêu cầu đó. Điều này khiến cho đệ tử của ba tông bùng nổ và sôi nổi suy đoán Hóa Thê Lương là ai. Dương Bách Xuyên và Hóa Thê Lương có quan hệ ra sao? Về phần lời đồn về người tên Hóa Thê Lương này cũng có vô số phiên bản, có lời đồn Hóa Thê Lương chính là nhân vật như thần tiên lục địa. Cũng có lời đồn rằng Hóa Thê Lương là sứ giả đến từ Thiên Trảm, là đến thăm từ trên trời, cũng là người cầm lái thần bí nhất đến từ hiểm địa nguy hiểm nhất của Sơn Hải giới. Dù sao trong lời đồn ở Sơn Hải giới, Hóa Thê Lương chính là người không thể trêu vào. Ngay cả thánh địa Bổ Thiên Cung thần bí của Sơn Hải giới cũng không thể trêu vào người tên Hóa Thê Lương này. Tóm gọn trong một câu thì Hóa Thê Lương chính là một người vô cùng trâu bò. Mà đồng thời quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và Hóa Thê Lương cũng thần bí hơn hẳn. Mọi người đều nghĩ rằng sự biến mất thần bí của Dương Bách Xuyên sau khi đại náo Thành Yêu Quang Dương Bách Xuyên năm đó có liên quan đến Hóa Thê Lương. Cái tên Dương Bách Xuyên cũng trở thành nhân vật truyền kỳ theo sự xuất hiện của Hóa Thê Lương, cũng ảnh hưởng đến toàn bộ Sơn Hải giới. Nhưng hiện tại, ba người lại liên tưởng từ Dương Bách Xuyên trước mặt với Dương Bách Xuyên thần bí ở Sơn Hải giới kia. Vốn dĩ khi ba người nghe được rằng môn chủ Vân Môn là Dương Bách Xuyên cũng không ngờ đó chính là người đại náo Thành Yêu Quang ở Sơn Hải giới. Bởi vì trong mắt bọn họ địa cầu gần như là một thế giới cao vũ. Trong mắt mấy tu sĩ Nguyên Anh như họ thì tất cả đều là con kiến. Sao mà Dương Bách Xuyên của Vân Môn ở địa cầu lại là nhân vật truyền kỳ Dương Bách Xuyên ở Sơn Hải giới kia được? Họ chỉ tưởng là trùng tên trùng họ mà thôi. Hiện tại, nghe Dương Bách Xuyên nhắc tới Thành Yêu Quang của Sơn Hải giới, ba người dù có là heo cũng hiểu ra. Sát thần trước mắt họ chính là Dương Bách Xuyên đã biến mất sau khi đại náo Thành Yêu Quang năm đó. Năm đó người của ba tông suýt nữa đã giết chết Dương Bách Xuyên nhưng sau lại bị Dương Bách Xuyên giết sạch. Nếu nói đúng thì quả lực chính là mối thù sống chết. Giờ phút này Dương Bách Xuyên nheo mắt lại hỏi chuyện, lòng ba người đã căng thẳng nhảy dựng lên, đến lúc này còn dám thừa nhận cái gì sao?
Đáp án đương nhiên là không. Mắt một người trong đó lóe lên, không dám đối diện với Dương Bách Xuyên và ấp úng đáp, chúng tôi không biết. Lúc này đánh chết cũng không thể thừa nhận, cũng không dám thừa nhận, bởi vì nếu nói ra một câu biết chẳng phải là đi tìm chết hay sao. Ai bảo bọn họ lệ thuộc vào Linh Sơn Cốc, Kình Thiên Môn và M. Dương Tông chứ? Đây đều là những kẻ địch không chết không thôi mà năm đó Dương Bách Xuyên chọc phải. Dương Bách Xuyên có thể buông tha bọn họ mới là lạ ấy. Ha ha, Dương Bách Xuyên nở nụ cười. Tiếng cười vào tai ba người thì khiến họ nổi cả da gà. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm nói, tôi ghét nhất là người nói dối, nếu các người không nói thì tôi có thể nói thay cho các người. Năm đó người đại náo thành Yêu Quang là tôi. Chính là Dương Bách Xuyên năm đó suýt chút nữa đã bị ba tông các người giết chết 100 lần. Nhưng dù sao các người có nói thật thì hôm nay tôi cũng không định tha cho các người, bởi vì anh đây đã từng thề sẽ như nước với lửa với Linh Sơn Cốc, Kình Thiên Môn, M. Dương Tông các người. Cho nên, ha ha, ba vị có thể đi chết được rồi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên lao về phía ba người. Mà ba người của ba tông khi nghe Dương Bách Xuyên nói vậy đã biết là không phù hợp. Khi Dương Bách Xuyên đang giống giận thiêu đốt tinh nguyên, họ lập tức chạy trốn. Bùm, a, ba người đều là tu sĩ Nguyên Anh nên phản ứng không hề chậm chút nào. Họ chạy trốn ngay nhưng sao có thể nhanh hơn được Dương Bách Xuyên người mà giờ phút này đã đạt đến cảnh giới xuất khiếu được cơ chứ. Dương Bách Xuyên đấm một đấm ra là giết được một người ở giữa chết tươi. Mà hai người còn lại đã bay về phía chân trời theo hai hướng trái phải trong khoảng thời gian trì hoãn nháy mắt như vậy. Nháy mắt họ đã bay lên trời cao mấy chục mét. Dù sao cũng là thiêu đốt tinh nguyên sinh mệnh, khi liều mạng chạy trốn thì tốc độ lại càng đáng ngạc nhiên. Dương Bách Xuyên nhìn hai người đang bay về phía trời cao mấy chục mét, khóe miệng anh hơi cong lên, trong ánh mắt sắc bén lập lòe ánh sáng. Anh mở miệng nói M. Dương thần xuất kích, đi. Dứt lời, trên người Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng lập lòe hai màu đen trắng. Tia chớp xẹt qua trời cao chính là nguyên thần xuất khiếu của anh, M. Dương nhị thần xuất kích. A, à, bùm. Hai người đã bay được mấy chục mét lập tức kêu lên thảm thiết, cơ thể họ nổ tung và hóa thành cho bụi ngay tức thì. Cảnh giới xuất khiếu của anh có sự độc đáo độc nhất vô nhị. Người khác không thể thi triển cho M. Dương nhị thần đồng thời xuất hiện xuất kích, với năng lực của bộ phận ban ngày đêm tối, hơn nữa linh thức ngàn dặm, đừng nói hai người này đi được mấy chục mét. Cho dù có đi ngàn dặm đi nữa, chỉ cần M. Dương nhị thần của Dương Bách Xuyên xuất khiếu, cũng có thể ở trong phút chốc đuổi theo giết chết bọn họ. Biết rõ trốn không thoát mà sao lại cứ phải vậy làm gì? Người họ Dương nào đó bình thản nói vậy. Rồi sau đó, anh quay đầu nhìn về phía người thứ tư đã nhũn ra dưới đất do bị dọa sợ. Đó cũng là người cuối cùng, người này không thuộc về Linh Sơn Cốc, Kình Thiên Môn hay M. Dương Tông. Ông ta đến từ một tông môn mà anh chưa nghe bao giờ. Nếu không có thù hận, đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không phải người thích giết chóc nên cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Về phần người của ba tông là do thù địch sống chết, năm đó tại thành Yêu Quang, anh bị người của ba tông đánh như chó nhà có tang. Bây giờ đã có năng lực và thực lực rồi, khi nhìn thấy người trong môn phái của kẻ thù, chưa kể còn đến vân môn anh gây chuyện nữa thì làm gì có chuyện buông tha cơ chứ. Đương nhiên anh sẽ giết gọn bọn chúng. Anh mở miệng nói với người cuối cùng đang bị dọa sụi lơ ra đó, yên tâm, con người tôi ân oán phân minh. Ông và kẻ họ Dương là tôi không có thù hận, tôi sẽ không giết ông. Ông lão đang sụi lơ dưới đất vốn đã tuyệt vọng rồi. Khi thấy người của ba tông bị Dương Bách Xuyên phất tay một cái là diệt sạch, ông ta đã chuẩn bị sẵn tư tưởng sẽ chết rồi, ai ngờ Dương Bách Xuyên lại nói như thế này chứ. Ông ta lập tức run bắn lên, bò lên và dập đầu nói, đa tạ ơn không giết của tiền bối. Đa tạ tiền bối, có thể giữ được cái mạng già thì dập đầu mấy cái đã là gì, đối phương đã là kẻ mạnh cấp độ xuất khiếu, trước mặt đám người ở đây, ông lão biết tu vi Nguyên Anh của mình chính là con kiến. Dương Bách Xuyên nhìn ông lão đang dập đầu rồi chợt hỏi bằng giọng điệu lạnh lùng, nói cho tôi biết các người đến địa cầu bằng cách nào. Đến từ chỗ nào, trừ các người ra còn có tổng cộng bao nhiêu tu sĩ của Sơn Hải giới nữa. Liên tiếp ba câu hỏi đều là những vấn đề anh quan tâm nhất. Thưa tiền bối, chúng tôi biết được thông tin địa cầu có bảo bối bí mật qua miệng một người xưng là Đại Tôn nên mới đi đến địa cầu. Cũng chính là người đó cung cấp cho chúng tôi thông tin về thông đạo nằm ở rừng cây dương trong sa mạc Tây Vực. Trong 3 ngày, trừ 6 người chúng tôi còn có đệ tử môn phái mà mỗi người chúng tôi dẫn theo,
còn có một số người của các thế lực nhỏ khác. Sơ qua có 100 người đến địa cầu, tu vi cao nhất là 6 người chúng tôi với tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, còn có rất nhiều tu sĩ Kim Đan Đại Viên Mãn và Nguyên Anh Sơ Kỳ. Ông lão trả lời trong sự lo sợ nơm nớp. Dương Bách Xuyên nghe vậy, trong lòng thở dài, quả nhiên là ma đầu Đại Tôn. Anh đoán chính là ma đầu Đại Tôn, bởi vì cũng chỉ có ma đầu Đại Tôn là ở lại trái đất lâu nhất, chưa kể lại là thần hồn Đại Thừa Kỳ. Tản linh thức ra một cái là có thể phát hiện ra thông đạo trong rừng cây dương nơi sa mạc Tây Vực kia. Ma đầu Đại Tôn đứng đầu châu U đã bị mình phá hủy cái thân đoạt xá, thần hồn cũng bị tổn thương nặng. Lão ta có năng lực xé rách không gian trở lại Sơn Hải Giới, rồi sau đó tản tin tức khiến tu sĩ Sơn Hải Giới đến đây khiến mình buồn nôn, đúng là kế hoạch hoàn hảo. Nhưng nay đã khác xưa, lần này Dương Bách Xuyên định làm Bồ Tát mà muốn làm Dương Điên. Anh nhìn ông lão và nói, cho các người thời gian một ngày để trở về Sơn Hải Giới, buổi trưa canh ca ngày mai mà còn ở lại địa cầu thì sẽ giết không tha, xéo. Vâng vâng vâng, vãn bối xéo ngay đây. Ông lão như được đại xá mà phi thân chạy, dù Dương Bách Xuyên có không nói gì thì ông ta cũng sẽ lập tức rời khỏi trái đất. Có kẻ mạnh xuất khiếu kỳ như Dương Bách Xuyên ở địa cầu thì ở lại chính là tìm đường chết. Đợi ông lão rời đi xong, Dương Bách Xuyên nhìn về phía đám võ cổ giả trong sân mà trầm giọng nói, mọi người nghe đây, lập tức trở về giám thị các khu vực mà tông môn mình tiếp quản. Phàm là người đến từ Sơn Hải Giới thì đều phán chết cho tôi, những kẻ giết hại dân thường vô tội sẽ bị theo dõi chặt chẽ. Trưa mai còn chưa rời khỏi địa cầu thì đưa đến Vân Môn. Ngoài ra, 10 ngày sau, những người đạt tới tu vi Kim Đan đều sẽ đi theo tôi đến Sơn Hải Giới, nhớ kỹ là tất cả. Lần này Dương Bách Xuyên không còn vẻ tươi cười trên mặt nữa mà khôi phục vẻ lạnh nhạt vô tình trước đó của mình. Anh nói chuyện như vậy với đám võ cổ giả này cũng là đang cảnh cáo không cho phản đối mệnh lệnh. Giọng anh lạnh lùng vô cùng, với tư thế này nếu có ai dám nói không, rất có khả năng anh giã đập một nhát chết tươi. Một đám võ cổ giả lúc này mới hiểu rõ được thực lực và thủ đoạn tàn nhẫn của Dương Bách Xuyên nên nào dám không phục. Tất cả đều lên tiếng đáp được. Sau đó người đầy mồ hôi lạnh mà rời khỏi Vân Môn, việc mà Dương Bách Xuyên đã giao, lúc này cả đám võ cổ giả không ai dám không nghe. Chờ cho những võ cổ giả rời đi hết, người đàn ông trung niên đến từ thành tán tu nơm nớp lo sợ nhỏ giọng nói, Dương thành chủ, vãn bối có thể rời đi hay không? Dương Bách Xuyên quay người mới nhìn thấy hai chân run rẩy của người đàn ông trung niên. Anh thấy thú vị bèn cố ý nghiêm mặt trầm giọng xuống, anh, vấn đề của anh rất nghiêm trọng. Anh nói rất chậm rãi, còn người đàn ông trung niên thì quỳ thụp xuống đất. Dương thành chủ tha mạng, dưới ánh nhìn chăm chú của người họ Dương nào đó, người đàn ông trung niên bị dọa đến nỗi sợ mất mật, còn tưởng rằng Dương Bách Xuyên muốn cho ông ta ra đi thật nên lập tức quỳ xuống. Dương Bách Xuyên lập tức cạn lời, anh chỉ đùa chút thôi nhưng không ngờ người đàn ông trung niên lại phản ứng lớn đến như vậy. Ngay sau đó, anh dừng tay và nói, thôi được rồi, không đùa anh nữa. Nói không giết anh thì sẽ không giết anh, về phần còn lại thì sao? Đứng lên nói cho tôi nghe một chút về tình hình của thành tán tu mấy năm nay xem nào. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, lúc này ông ta mới từ từ đứng dậy rồi cẩn thận từng ly từng tí mà nói cho người họ Dương nào đó nghe về tình hình mấy năm vừa rồi của thành tán tu. Dương Bách Xuyên không nói gì, cũng không ngắt lời người đàn ông trung niên mà chỉ nghe. Sau khoảng chừng nửa giờ thì người đàn ông trung niên mới nói xong. Kỳ thật cũng không có chuyện to tát gì xảy ra cả, thành tán tu có lê nạc ở đây nên cũng không thể đảo lộn trời đất được. Thành tán tu vẫn là chỗ lánh nạn cho những người cùng đường hoặc không biết trời cao đất rộng là gì. Về phần tình hình của tiểu hòa thượng và hai anh em nhà Gia Cát, thật ra người đàn ông trung niên không nghe ngóng được tình hình của ba người họ. Tuy nhiên, ngẫm lại thì cũng đúng, ở thành tán tu thì tiểu hòa thượng và anh em nhà Gia Cát cũng chỉ là người tu chân nhỏ yếu. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn đột nhiên biến mất không quay trở về, ba người bọn họ tránh ở thành tán tu sẽ không dễ dàng đi ra ngoài, chỉ có vùi đầu tu luyện mới là đường ra. Hoặc có thể ba người bọn họ đang đợi Dương Bách Xuyên trở về. Sau khi nghĩ lại, Dương Bách Xuyên cũng cảm thấy rất nhớ ba người, tuy người đàn ông trung niên không có tin tức về ba người. Nhưng dưới góc nhìn của Dương Bách Xuyên thì không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Anh cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Dù sao cũng không cần gấp, sau 10 ngày nữa anh sẽ chuẩn bị đi đến Sơn Hải Giới. Sau đó, anh nói với người đàn ông trung niên, anh đi đi, nhớ kỹ nói cho đồng bạn của anh là vào trước canh 3 trưa mai,
tất cả đều phải về Sơn Hải giới. Nếu quá hạn mà không rời đi thì tự gánh lấy hậu quả. Vâng vâng vâng, tiền bối yên tâm, tôi sẽ về chuyển lời. Sau khi đáp ứng yêu cầu của anh xong, người đàn ông trung niên chạy trốn như thể hận cha mẹ sinh ít đi hai cái đùi vậy. Ông ta xem như là người duy nhất có thể bình yên rời khỏi Vân Môn. Đợi đến khi tất cả mọi người rời khỏi, Dương Bách Xuyên nhìn về phía sau núi Vân Thôn. Bước một bước ra, anh xuất hiện ngay trước mặt đám người Triệu Nam rồi nhìn mọi người và nói, mọi người đều chuẩn bị một chút, 10 ngày lúc sau chúng ta sẽ rời khỏi trái đất và đi đến Sơn Hải giới, mọi người có vấn đề gì không? Đối với việc đi đến Sơn Hải giới, từ nhiều năm trước Dương Xuyên đã từng nói với mọi người rồi. Thật ra mọi người luôn mong ngóng đối với Sơn Hải giới tràn ngập thần bí, bây giờ nghe chính miệng Dương Bách Xuyên nói ra như vậy, lòng họ cũng không khỏi kích động, một đám tỏ vẻ không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề gì với việc rời đi, điều duy nhất khiến mọi người không yên lòng thật ra chính là người nhà của họ. Nhưng bản thân họ cũng biết đây là chuyện không có cách nào, lớn tuổi mà có thể tu chân. Tuổi nhỏ có chút thiên phú đều đã được Dương Bách Xuyên kết nạp vào Vân Môn hết, cung cấp cho họ đầy đủ tài nguyên tu luyện, không thiếu chút nào. Những người có người nhà ở nhà cũng đã đều thấy được, mỗi người đều có cách sống và duyên phận khác nhau, chưa chắc tu chân đã là chuyện tốt, chưa chắc làm người bình thường đã là không hạnh phúc. Cho nên mấy người phụ nữ và bạn bè của Dương Bách Xuyên đều nghĩ rằng, cũng không hẳn là vướng bận, tốt xấu gì hiện tại bọn họ đều xem như đã là người tu chân từng bước một. Vẫn phải hiểu được điểm này. Nhưng, về phần này thì tự Dương Bách Xuyên cũng đã có sắp xếp của mình. Trước khi đi anh sẽ tự mình luyện chế đan dược để lại cho đệ tử Vân Môn cùng với người nhà của bạn bè thân thích. Dù có không tu chân cũng sẽ khiến bọn họ có một cơ thể khỏe mạnh trường thọ, bình an mạnh khỏe vượt qua cả đời. Sau khi sắp xếp xong, mấy người phụ nữ đều lần lượt rời đi, trước khi đi thì từ biệt người nhà là điều tất yếu. Những trong sân có hai người không rời đi. Một người là Vương Tông Nhân, một người là Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên nhìn hai người là biết bọn họ có chuyện muốn nói, hiếm khi anh mới cười hỏi, có cái gì thì nói đi xem nào. Lưu Tích Kỳ nhìn Vương Tông Nhân và cười nói, A Nhân nói trước đi, chuyện của tôi không quan trọng. Vương Tông Nhân nhìn Dương Bách Xuyên, có chút xấu hổ. Đàn ông có chuyện thì nói, có dám thì thả, ở trước mặt vi sư còn che giấu cái gì. Cũng không có người ngoài ở đây. Có phải có suy nghĩ gì đối với việc đi đến Sơn Hải giới không? Dương Bách Xuyên nhìn đồ đệ là Vương Tông Nhân, trong lòng vẫn rất vui mừng. Trong ba đồ đệ thì Vương Tông Nhân là người chín chắn nhất, cũng là người khiến anh yên tâm nhất. Về phần đại đệ tử Tử Độc Cô Hối và tam đệ tử Võ Kiếm, lúc này còn không biết đang ở chỗ nào của Sơn Hải giới. Hai tên nhóc kia một đứa thì giống con khỉ, một người thì là hũ nút, nhưng cũng là người có thể gây chuyện nhất. So sánh ra thì Vương Tông Nhân là người Dương Bách Xuyên yên tâm nhất. Vương Tông Nhân nghe sư phụ Dương Bách Xuyên nói như thế thì cắn răng một cái và nói, sư phụ, con muốn tạm thời ở lại trái đất. Dương Bách Xuyên nghe nói vậy thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng có chút hiểu ra. Vương Tông Nhân đã từng đến Sơn Hải giới, biết người tu chân ở Sơn Hải giới tàn khốc đến mức nào. Có lẽ là do đã từng trải qua nên không muốn đi nhỉ. Cậu sợ đó hả? Dương Bách Xuyên trầm giọng nhìn nhị đồ đệ và hỏi. Vương Tông Nhân run rẩy cả người, nhưng ngay lập tức đáp, sư phụ, đệ tử có hơi sợ thật, mấy năm trôi qua, con hiểu rõ tâm cảnh và tu vi của mình vẫn chưa đến nơi đến chốn, đến Sơn Hải giới vẫn chẳng thể giúp sư phụ được gì như cũ. Đặc biệt là lần này Liễu sư nương ngã xuống, lòng đệ tử khó chịu. Nếu lúc ấy con có thể bứt phá tu vi thì có lẽ sẽ không bị đại tôn ma đầu bắt. Càng sẽ không để cho Vân Môn mất đi mười mấy đệ tử tinh anh, càng không để Liễu sư nương ngã xuống. Nói đến cùng chung quy vẫn là do con vẫn chưa tu luyện đủ về mặt tâm cảnh nên không thể tiến bộ. Thế nên con muốn ở lại, một mặt là vì muốn tìm hiểu tu vi tâm cảnh cho kỹ càng, hơn nữa khi sư phụ và các sư nương rời đi, Vân Môn tại trái đất cũng cần một người tọa chấn. Đệ tử bất tài, muốn san sẻ với sư phụ. So sánh với sự tàn khốc của giới tu chân ở Sơn Hải giới. Đệ tử cảm thấy hoàn cảnh của trái đất càng thích hợp với việc tìm hiểu tính tu của con, thế nên xin sư phụ chấp thuận. Dương Bách Xuyên nghe nhị đồ đệ nói như thế, trong lòng rất vui mừng. Anh không nhiều lời mà vỗ bả vai của Vương Tông Nhân và nói, A Nhân, cậu có lòng quá, được, một khi đã như vậy thì sư phụ đồng ý. Về sau Vân Môn ở địa cầu sẽ giao cho cậu, vi sư lại càng an tâm hơn. Sau khi nói xong,
Dương Bách Xuyên đưa ra quyết định truyền vị trí môn chủ Vân Môn cho nhị đồ đệ Vương Tông Nhân. Trên phương diện quản lý tông môn, Vương Tông Nhân là người thích hợp nhất trong ba đồ đệ của anh. Nếu đồ đệ quyết định ở lại để san sẻ bớt gánh nặng thay mình, người làm sư phụ như Dương Bách Xuyên cũng sẽ không keo kiệt. Anh nói, lấy pháp khí của cậu ra, vi sư để lại niệm tưởng trước khi đi cho cậu. Vương Tông Nhân nghe vậy trong lòng vui vẻ, trở tay lấy pháp khí của mình ra cung kính dâng cho sư phụ Dương Bách Xuyên. Pháp khích của hắn ta là một thanh linh kiếm thượng phẩm, cũng coi như là một pháp khí không tồi. Nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ rằng nếu đồ đệ tiếp quản Vân Môn ở địa cầu và trở thành môn chủ của môn phái đứng đầu, pháp khí có trong tay cũng không thể quá keo kiệt được. Anh cầm pháp khí của Vương Tông Nhân ở trong tay, lòng vừa động một cái, long lân ở trong đan điền đã được triệu hoán ra, Dương Bách Xuyên nói, thanh long lân này cũng coi như đã đi theo vi sư qua các trận chém giết chiến đấu, có công rất lớn. Đáng tiếc sau trận đánh thành Yêu Quang năm đó, long lân đã bị hao tổn, phía hiển có vết rạn và mất đi sức chiến đấu. Mấy năm nay tu vi vi sư bị phong ấn nên cũng không chăm sóc nuôi dưỡng long lân được. Hiện tại tôi sẽ dung hợp long lân vào linh kiếm của cậu, hẳn là có thể khiến linh kiếm của cậu tăng lên cấp nhất phẩm. Đây xem như là sự thúc giục của vi sư đối với cậu, sau này không có vi sư bên cạnh, cậu cũng đừng có chậm chế việc tu luyện, con đường tu chân không tiến tất sẽ lùi, cậu phải ghi nhớ thật kỹ mới được. Đệ tử ghi khắc lời dạy bảo của sư phụ, hoàn toàn không dám thả lỏng lười biếng. Vương Tông Nhân nghe sư phụ nói vậy bèn vội vàng trả lời. Sau khi gật đầu, Dương Bách Xuyên cầm linh kiếm và long lân ở mỗi một bên tay. Lòng vừa động, linh kiếm và huyền phù long lân ở trong lòng bàn tay anh phun ra năm chữ, ngọn lửa thần hồn, lên. Tức khắc, phía phải trái của lòng bàn tay Dương Bách Xuyên xuất hiện hai ngọn lửa màu xanh. Đây chính là cảm ngộ anh lĩnh hội được khi tính tọa bên cạnh ngôi mộ chôn di vật của Liễu Linh Linh. Mấy năm nay, trong mắt mọi người thì Dương Bách Xuyên không làm gì hết, nhưng thực tế thì anh đang tu luyện kinh nguyên thần đến đỉnh, sau thì đạt được thần thông thần hồn. Ngọn lửa màu xanh này chính là thần thông cao nhất của kinh nguyên thần. Sau khi anh cảm ngộ được về kết hạch chân hỏa dung hợp, nó biến thành ngọn lửa màu lam có uy lực vô cùng lớn này. Ngay sau đó, khi ngọn lửa thần hồn màu xanh xuất hiện, linh kiếm và long lân nháy mắt hòa tan. Hợp! Dương Bách Xuyên khẽ quát một tiếng, linh kiếm trắng bạc và long lân màu xanh lơ hóa thành trạng thái dịch lỏng dung hợp vào nhau. Những năm gần đây, Dương Bách Xuyên cũng không phải không hề làm gì. Thật ra anh tìm hiểu một lượt những truyền thừa sư phụ để lại, có thể hiểu cả về luyện khí luyện đan. Đặc biệt anh học được rất nhiều kiến thức luyện khí, trước kia đã có kinh nghiệm luyện đan rồi. Sau đó hiểu được luyện đan và luyện khí cũng như nhau. Lúc này xem như anh tự tay luyện chế một thanh pháp khí cho Vương Tông Nhân. Hoặc có thể nói là dung hợp. Dưới ngọn lửa thần hồn hùng mạnh, việc luyện khí vô cùng dễ dàng, không khác với luyện đan là mấy. Khác ở chỗ. Luyện khí cần có trận pháp và các phương pháp khác. Có thần hồn mạnh mẽ chống đỡ nên linh kiếm và long lân dung hợp rất nhanh chóng và thành công. Dưới sự khống chế của ý niệm của Dương Bách Xuyên, một thanh kiếm pháp khí hoàn toàn mới thành hình. Vương Tông Nhân và Lưu Tích Kỳ ở một bên nhìn thấy thủ đoạn như vậy của Dương Bách Xuyên thì lại khiếp sợ mà hả to miệng. Nhưng ngay sau đó bọn họ mới phát hiện đây mới chỉ là bắt đầu. Trong mắt Vương Tông Nhân và Lưu Tích Kỳ, sau khi hai dòng chất lỏng trước mặt Dương Bách Xuyên dung hợp lại với nhau thì dần dần biến thành một thanh kiếm hoàn toàn mới. Trên kiếm phong ba thước hiện đầy vảy rồng xanh đen, chuôi kiếm là dáng vẻ một con thanh long thét dài. Nó tỏa sáng lấp lánh dưới ngọn lửa thần hồn của Dương Bách Xuyên. Trông rất đẹp mắt, có điều bây giờ nó vẫn chưa phải thành phẩm mà là phôi kiếm. Kiếm phôi lập tức thành hình, hai tay Dương Bách Xuyên múa may. Đánh ra mấy trăm cái thủ ấn với kiếm phôi, khắc họa trận pháp bên trên, như thế uy lực sẽ càng mạnh hơn. A Nhân, đưa tôi tinh huyết, vi sư giúp cậu luyện hóa. Sau khi hoàn thành thủ ấn, Dương Bách Xuyên nói. Một giọt tinh huyết của Vương Tông Nhân lập tức bay vào trong đó. Ầm. Một tiếng ầm qua đi, Dương Bách Xuyên thu hồi ngọn lửa thần hồn. Gào. Ngay sau đó là một tiếng rồng ngâm từ trong thân kiếm truyền ra. Bóng mở của một con thanh long chợt hiện lên. Sắc mặt Dương Bách Xuyên vui vẻ, anh cười ha ha nói, xong rồi, vận may của thằng nhóc cậu không tệ đâu, trực tiếp thăng cấp thành pháp khí linh bảo hạ phẩm, đã có kiếm linh long hồn, cho dù dựa vào tu vi hiện tại của cậu, thúc dục chân khí là có thể ngăn chặn một kích của nguyên anh đại viên mãn,
sau này kiếm này gọi là kiếm Long Lân đi. Vương Tông Nhân kích động cảm ơn, cậu ta từng lăn lộn ở Sơn Hải giới, tất nhiên biết khác biệt giữa pháp khí linh bảo và linh khí như ngày với đêm. Pháp khí linh bảo có thuộc tính, bóng mờ thanh long trong kiếm vừa rồi chính là thuộc tính. Với Dương Bách Xuyên thì cái vảy rồng này hữu công chi thần, cũng coi như đã có một kết cục tốt đẹp, dung hợp với linh kiếm của Vương Tông Nhân, thành tựu của kiếm Long Lân sau này chính là tỏa sáng trên võ đài ở tu chân giới. Có bài học kinh nghiệm từ thất bại, cuối cùng giành được thắng lợi. Vương Tông Nhân nhận được linh bảo kiếm Long Lân thì hấp tấp rời khỏi, đi làm quen với pháp khí. Lúc này Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Lưu Tích Kỳ hỏi, là vì chuyện của Vân Kỳ à? Lưu Tích Kỳ sững sờ, lập tức nhìn anh như nhìn quái vật nói, được, bây giờ cậu được tính là bán tiên, thật đúng là chuyện của Vân Kỳ, cậu có tính toán gì không? Dương Bách Xuyên biết cuối cùng Lưu Tích Kỳ cũng không nỡ rời khỏi đất nước, hôm nay quả thật Vân Kỳ cũng đã trở thành tập đoàn tài phiệt cấp bậc quốc tế, mặc dù với tu chân giả thì tiền đã không còn tác dụng gì, nhưng nếu thật sự buông tay mặc kệ, cho dù là ai cũng không nỡ. Anh trợn mắt nói, cậu hỏi tôi hỏi ai? Người thừa kế Vân Kỳ International đúng là một vấn đề, theo lý thuyết thì người thừa kế nên là con của Dương Bách Xuyên hoặc con của Lưu Tích Kỳ, nhưng một đôi trai gái của Dương Bách Xuyên còn quá nhỏ, Lưu Tích Kỳ thì chỉ có một đứa con gái cưng là Tiểu Mạn Mạn, nhưng cũng chỉ mới 6 tuổi. Con cái của hai nhà đều đi trên con đường tu chân, hơn nữa cũng không thể bỏ lại trái đất, đều phải dẫn tới Sơn Hải giới theo. Nếu tất cả người thân bạn bè đều đi hết, chiếc tàu sân bay thương mại Vân Kỳ International này không có người cầm lái, cũng không thể giao cho nhân viên quản lý đúng không? Chỉ những doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực. Như vậy quá không thực tế, ai biết lần này bọn họ tới Sơn Hải giới có còn trở về hay không? Coi như có thể trở về thì phải bao lâu mới trở về? Thế nên phải tìm cho chiếc tàu sân bay thương mại này một người cầm lái mới được. Hai anh em ngồi xuống cùng nhau suy nghĩ cũng không có lựa chọn nào thích hợp, cuối cùng Lưu Tích Kỳ thở dài rời khỏi, Dương Bách Xuyên nói anh ta tạm thời đừng sốt ruột, từ từ tìm kiếm là được, chắc chắn sẽ có cách. Chiếc tàu sân bay thương mại khổng lồ Vân Kỳ này không phải ai cũng có thể cầm lái, đầu tiên người đó phải hiểu một chút kiến thức kinh doanh mới được. Sau đó Dương Bách Xuyên ném mấy chuyện tầm thường này ra sau đầu, bây giờ anh chỉ quan tâm một vấn đề. Những tu chân giả thông qua thông đạo trong rừng Hồ Dương ở sa mạc tới Sơn Hải giới mấy ngày nay, cho bọn họ một ngày, nếu ngày mai không thức thời thì Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra đòn kết liễu. Dù sao anh cũng sẽ đóng cửa thông đạo bên kia, hoàn toàn phá hủy. Trước khi đi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị đưa hết toàn bộ cao thủ ở trái đất đi theo, sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Trong lòng Dương Bách Xuyên suy nghĩ, chuẩn bị tiến vào bình càn khôn bắt đầu luyện đan. Trước khi đi anh vẫn sẽ để lại ít đồ cho Vân Môn. Nhưng anh lại nhìn thấy U Dương Ngọc Thanh đi tới, thấy sắc mặt của cô ấy có vẻ buồn rầu, Dương Bách Xuyên bèn đi tới hỏi. Sao thế, có phải không nỡ đi không? Anh vừa nói vừa kéo U Dương Ngọc Thanh vào lòng. U Dương Ngọc Thanh bước lên con đường tu chân thì dáng người càng lúc càng đầy đặn, làn da óng ánh, dựa vào ngực tên họ Dương nào đó khiến anh lập tức khô nóng. Không đợi U Dương Ngọc Thanh đáp lời, tên họ Dương nào đó trực tiếp ôm cô ấy trong lòng tiến vào bình càn khôn. Sau khi mây mưa một phen, trên mặt U Dương Ngọc Thanh ửng hồng, nằm trên người tên họ Dương nào đó vẽ vòng tròn trên ngực, bất chợt nói, Dương tử, em muốn ở lại. Dương Bách Xuyên lập tức bật dậy, sao thế? Là anh làm sai chuyện gì ư? Anh cho rằng U Dương Ngọc Thanh có ý kiến với mình, hay nói cách khác là trong lòng có khúc mắc chưa tháo gỡ nên mới nói muốn ở lại. Dương Bách Xuyên biết cô ấy nói ở lại là ở lại trái đất không đi theo anh tới Sơn Hải giới. Mà khúc mắc trong lòng U Dương Ngọc Thanh từ trước tới nay cũng không khác với viên kim phượng lúc trước lắm. Dương Bách Xuyên biết U Dương Ngọc Thanh cho rằng cô ấy là người duy nhất đã kết hôn, hơn nữa còn có một đứa con trong mấy người phụ nữ. Mấy người phụ nữ khác của Dương Bách Xuyên đều còn con gái, ngay cả viên kim phượng tuy rằng từng trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng vẫn giữ thân trong sạch. Còn có cái tên quả phụ đen, nhưng với tu chân giả tu vi cao thâm như Dương Bách Xuyên thì vốn dĩ không coi chuyện này ra gì. Chỉ có U Dương Ngọc Thanh cô ấy là khác với mấy người phụ nữ khác của Dương Bách Xuyên, tuy rằng cô ấy biết Dương Bách Xuyên không quan tâm những chuyện này nhưng chính cô ấy lại quan tâm. Vì vậy trong lòng U Dương Ngọc Thanh luôn có chút tự ti,
nói trắng ra chính là tâm lý quấy phá của mình. Những người khác bao gồm mấy người phụ nữ của Dương Bách Xuyên, thậm chí là bà nội khi còn sống cũng không vì vậy mà xem thường U Dương Ngọc Thanh. Dương Bách Xuyên cho rằng U Dương Ngọc Thanh vẫn không buông bỏ được khúc mắc trong lòng, bèn ôm cô ấy vào ngực, dịu dàng nói, nếu như anh làm sai chỗ nào thì em cứ nói, trong lòng anh em vẫn là cô U Dương mà anh yêu nhất, về phần chuyện từ trước tới nay vẫn khó tiêu tan trong lòng em, anh đã từng nói với em vô số lần rồi. Anh chưa từng chê bai bất kỳ điều nào của em, anh cũng không phải hạng bảo thủ thời phong kiến, anh còn xem Nhạc Nhạc là con gái ruột của mình đấy, từ nhỏ đã yêu thương Nhạc Nhạc, tuyệt đối không hề có chút khúc mắc nào trong lòng. Nếu em vẫn không tin thì anh có thể lập lời thề thiên đạo, anh thề. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong đã bị U Dương Ngọc Thanh dùng bàn tay trắng như ngọc che miệng, đừng, không phải vì chuyện này mà em muốn ở lại, là vì Nhạc Nhạc. U Dương Ngọc Thanh nghe thấy Dương Bách Xuyên nói thì trong lòng vẫn không nhịn được cảm động, nhưng cô ấy biết Dương Bách Xuyên đã hiểu lầm. Ở lại vì Nhạc Nhạc, đầu tiên Dương Bách Xuyên sững sờ, sau đó cười khổ. Đối với đứa con gái Nhạc Nhạc của U Dương Ngọc Thanh với chồng trước, nói tới thì Dương Bách Xuyên cũng đầy bất đắc dĩ, thế mới biết tại sao U Dương Ngọc Thanh muốn ở lại, không đi với anh. Lúc trước khi anh và U Dương Ngọc Thanh quen biết ở chung với nhau thì Nhạc Nhạc mới 3 tuổi. Lúc nhỏ rất quấn lấy anh, tính ra nhoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, hôm nay Nhạc Nhạc cũng đã 18 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học rồi. Nhưng mấy năm qua Dương Bách Xuyên tới Sơn Hải giới 5, 6 năm, rất ít khi gặp tiểu Nhạc Nhạc, sau khi trở về ngược lại đã từng gặp, có lẽ vì tiểu Nhạc Nhạc năm đó đã trưởng thành nên ở trước mặt Dương Bách Xuyên rất câu nệ. Cho đến hôn lễ của Dương Bách Xuyên, con bé lại càng giữ vững khoảng cách với Dương Bách Xuyên. Nhạc Nhạc chưa từng phản đối chuyện mẹ mình gả cho Dương Bách Xuyên, cũng biết hết sự tồn tại của tu chân giả và mọi chuyện của Dương Bách Xuyên, có điều bản thân Nhạc Nhạc không có hứng thú với tu chân, ngược lại thi đậu Đại học Trung Quốc, vẫn luôn đi học ở đó, rất ít khi trở về cũng không trò chuyện nhiều với Dương Bách Xuyên. Phải, Nhạc Nhạc không có hứng thú với tu chân, một lòng đi học, còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp, vì vậy em quyết định ở lại với nó đợi nó tốt nghiệp đại học. Đến khi nó có thể độc lập thì em lại tới Sơn Hải giới tìm mọi người. Tha thứ cho em được không? Trong đôi mắt đẹp của U Dương Ngọc Thanh nhoáng lên ánh sáng bạc, cô ấy nói. Dương Bách Xuyên ôm cô ấy vào lòng, thật xin lỗi, là sơ suất của anh, nếu em đã quyết định như vậy thì anh tôn trọng em, nói tới thì là do anh và Nhạc Nhạc không trao đổi rõ ràng, ngược lại làm khó em. Nếu con bé có thể chấp nhận chuyện tu chân thì đã không làm khó em như hiện tại rồi. Có điều nếu con bé không thích tu chân, không thích đi theo chúng ta thì hãy để con bé ở trái đất học cho giỏi, trải qua cuộc sống của người bình thường cũng tốt. Em ở bên con bé thì anh cũng yên tâm, bên này A Nhân sẽ ở lại, sau khi bọn anh đi thì em và A Nhân quan tâm Vân Môn cũng là chuyện tốt. Về phần chuyện sau này tới Sơn Hải giới, thật sự cũng không khó. Lữ Xuân Thu nói cho anh biết một thông đạo vĩnh viễn tới Sơn Hải giới, đến lúc đó anh sẽ nói phương pháp tiến vào cho em và A Nhân biết. Đợi thêm vài năm nữa em và A Nhân cùng tới Sơn Hải giới, anh ở Sơn Hải giới chờ em. Ừ, như vậy cũng tốt, em cũng sẽ khuyên nhủ Nhạc Nhạc chấp nhận anh. U Dương Ngọc Thanh biết trong lòng con gái có mâu thuẫn với việc Dương Bách Xuyên thoáng cái trở thành bố dượng của mình. Không cần, chuyện như thế thuận theo tự nhiên là được rồi, anh không muốn làm khó Nhạc Nhạc. Có điều, bây giờ đột nhiên anh có một ý tưởng muốn thương lượng với em. Dương Bách Xuyên nói. Cái gì? U Dương Ngọc Thanh hỏi. Dương Bách Xuyên cười hì hì nói, tất cả chúng ta đều đi hết, chiếc tàu sân bay thương mại khổng lồ Vân Kỳ này không có người nhà của mình cầm lái là không được. Nếu Nhạc Nhạc đã không có hứng thú với tu chân thì hãy để Nhạc Nhạc khống chế chiếc tàu sân bay thương mại Vân Kỳ International này đi, anh còn đang lo không có ứng cử viên, bây giờ nghĩ lại thì Nhạc Nhạc rất thích hợp. U Dương Ngọc Thanh nghe vậy thì cả người đều chấn động. Cô ấy vô cùng rõ Vân Kỳ International này đại biểu cho điều gì, một câu người nhà mình của Dương Bách Xuyên càng khiến trong lòng U Dương Ngọc Thanh ấm áp, cô ấy lập tức chủ động hôn tới. Không gian trong bình càn khôn giạt rào ý xuân. Ngày hôm sau U Dương Ngọc Thanh làn da hồng hào từ trong bình càn khôn đi ra, trực tiếp đi tìm con gái Nhạc Nhạc. Dương Bách Xuyên thì ở lại bình càn khôn bắt đầu luyện đan, đây là lần đầu tiên anh luyện đan sau khi tu vi thu phục cho tới nay. Đan dược chuẩn bị luyện chế, một phần cho đệ tử Vân Môn ở lại trái đất sử dụng, một phần cho người nhà của mấy người phụ nữ sử dụng,
còn dư lại thì luyện một ít để phòng thân. Vốn dĩ một ít đan dược cấp thấp thì giao cho Lão Phương đi luyện chế cũng được, nhưng nếu phải rời khỏi thì Dương Bách Xuyên muốn tự tay luyện chế đan dược cho đệ tử của Vân Môn một lần, làm hết chức trách của một người môn chủ. Đan dược luyện chế cho đệ tử Vân Môn là đan độ kiếp cấp bậc kim đan, loại đan dược này được Dương Bách Xuyên tìm thấy trong truyền thừa của Điện La Phù trong đầu lúc ngồi canh giữ bên cạnh mộ Liễu Linh Linh tĩnh tọa. Trước kia anh chưa từng xem qua, lần này lúc tĩnh tọa mới biết nếu sớm tìm được thì lúc mấy người phụ nữ độ kiếp đã không gian nan như vậy, nhất là lúc Độc Cô vô tình vượt thiên kiếp kim đan, quả thật là tình trạng cửu tử nhất sinh. Bây giờ phải đi thì dứt khoát luyện chế ra, xem như đã làm hết trách nhiệm. Mặt khác chính là luyện một chút đan ích thọ cho người thân bạn bè, dù sao cũng là để người bình thường sử dụng, không cần linh khí mạnh quá mức, chỉ cần đảm bảo cơ thể khỏe mạnh là được. Chấm chấm chấm. Loại đan dược thứ ba, Dương Bách Xuyên muốn thử luyện đan sinh sôi tạo hóa có đan phương trong Điện La Phù, lúc trước loại đan dược này đã được Hắc Hoa bà tâng bốc không thôi, muốn có được đan dược. Chỉ có điều trong Điện La Phù không còn lại một viên nào, chỉ còn lại đan phương. Bây giờ tu vi của anh cũng đã đến cảnh giới xuất khiếu, nguyên vật liệu cũng đã thu gom đủ, vừa khéo Dương Bách Xuyên luyện chế để xem thử tác dụng thế nào. Dựa theo cảnh giới hiện tại của anh thì những đan dược kia đều không có tác dụng gì, chỉ có đan dược trấn phái của Điện La Phù, đan sinh sôi tạo hóa mới có thể có tác dụng với tu vi cảnh giới xuất khiếu. Sau khi ngọn lửa thần hồn dung hợp với ngọn lửa chân nguyên, bây giờ Dương Bách Xuyên luyện đan là làm chơi ăn thật. Sau khi nhóm lò luyện đan thái thượng bằng thần hỏa, việc luyện chế đan độ kiếp cấp bậc kim đan, tinh luyện hơn 30 loại linh dược, chẳng mấy chốc là xong. Dưới sự thao túng của thần hồn mạnh mẽ, việc ngưng kết thành đan cũng hoàn thành liền một mạch, chỉ một giờ tiếng một lò đan độ kiếp đã cho ra 72 viên đan dược. Dương Bách Xuyên luyện 3 lò, sau đó trong vòng 2 giờ lại luyện ra 2 lò đan ích thọ, tổng cộng được 108 viên. Đủ cho người bình thường trong gia tộc của mấy người phụ nữ sử dụng. Đan sinh sôi tạo hóa cuối cùng đã tốn của Dương Bách Xuyên 6 tiếng, ra được 9 viên. Đan dược càng cao cấp thì số lượng càng ít, chuyện này rất bình thường. Đáng nhắc tới chính là lúc Dương Bách Xuyên luyện chế đan sinh sôi tạo hóa, đan kiếp mà anh đón là tam cửu đan kiếp, 27 tia lôi kiếp bổ thẳng vào lò luyện đan. Chỉ có điều lôi kiếp cấp bậc thế này chẳng hề có chút uy hiếp nào với Dương Bách Xuyên. Anh còn không cần mở phòng ngự, trực tiếp dùng cơ thể mình để chống đỡ hết. Khác với thiên kiếp của tu chân giả là đan kiếp không có tâm ma kiếp, chỉ là một uy lực của tia lôi kiếp này mạnh hơn tia lôi kiếp kia mà thôi. Mà bây giờ từ khi Dương Bách Xuyên đạt tới cảnh giới xuất khiếu thì chính anh cũng không biết kim cương nhục thể của mình được tính là cấp bậc gì. Nhưng dù sao anh đã dùng cơ thể của mình chịu đựng cả thảy 27 tia lôi kiếp của đan dược cũng không hề tổn thương một chút da lông nào. Sau khi anh vượt qua đan kiếp cũng đánh giá cơ thể mình bằng hai chữ biến thái. Dương Bách Xuyên luyện đan xong thì tính toán thời gian, cũng gần đến buổi trưa rồi, thời hạn anh đưa ra cho những người tới từ Sơn Hải giới kia đã đến. Trong lòng anh hơi động, trực tiếp ra khỏi không gian bình càn khôn. Anh đi tìm Triệu Nam và Vương Tông Nhân, đưa đan ích thọ cho Triệu Nam, bảo cô phân phát cho người thân của mấy người bọn họ. Chỉ cần là người nhà của thành viên nòng cốt của Vân Môn thì ai cũng có phần. Thành viên nòng cốt của Vân Môn tất nhiên là những người ban đầu lúc Vân Môn được thành lập, ngoại trừ mấy người phụ nữ còn có Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, Trần Thất Tiên, Lão Phương vân vân. Đan độ kiếp thì giao cho Vương Tông Nhân, nếu Vương Tông Nhân muốn ở lại canh giữ trái đất thì số đan độ kiếp này chính là đảm bảo cho mấy đệ tử chưa lên kim đan của Vân Môn. Dương Bách Xuyên thuận tiện triệu tập tất cả mọi người. Anh tuyên bố Vương Tông Nhân trở thành môn chủ Vân Môn ở trái đất, nghi thức kế thừa chính thức quyết định vào 7 ngày sau. Không ai có ý kiến về chuyện này, ngược lại cảm thấy Vương Tông Nhân ở lại thì tất cả mọi người mới yên tâm. Một tin tức khác là U Dương Ngọc Thanh cũng ở lại, về chuyện này mọi người không nói gì thêm, bọn họ đều biết nguyên nhân U Dương Ngọc Thanh ở lại rất có thể là vì con gái của cô ấy Nhạc Nhạc. Mà chuyện để con gái của U Dương Ngọc Thanh Nhạc Nhạc cầm lái Vân Kỳ International, Dương Bách Xuyên tìm Lưu Tích Kỳ bàn bạc, bất kể nói thế nào thì Vân Kỳ cũng là Lưu Tích Kỳ lập ra, phải tôn trọng ý kiến của anh ta. Về việc này Lưu Tích Kỳ chỉ vừa cười vừa nói, khoan hẵng nói tới chuyện con nhóc Nhạc Nhạc kia rất thích hợp, tính ra thì nó cũng là con gái trên danh nghĩa của cậu, tôi không có ý kiến gì.
Đến lúc này việc nhà của Vân Môn cơ bản đã giải quyết xong. Chỉ còn lại việc Dương Bách Xuyên chuẩn bị đi thanh lý môn hộ. Môn hộ này chỉ tất cả mọi người trong phạm vi trái đất, đầu tiên anh phải thanh lý người từ bên ngoài đến, những tu chân giả tới từ Sơn Hải giới kia. Lão Trần, liên hệ với mấy thế lực võ cổ giả kia, hỏi bọn họ về tình huống mấy người ở Sơn Hải giới kia bỏ chạy. Dương Bách Xuyên nói với Trần Thất Thiên của Vân Môn, hôm qua anh đã ra lệnh cho tất cả thế lực võ cổ theo dõi tình huống của võ cổ giả trên địa bàn của mình, tin rằng những thế lực võ cổ này sẽ không dám lấy lệ với anh. Vâng tiên sinh, tôi lập tức đi hỏi ngay. Trần Thất Tiên nhận lệnh mà đi. Chừng 10 phút sau, Trần Thất Tiên trở về đại sảnh, trong tay cầm một cái máy tính bảng nói với Dương Bách Xuyên, tiên sinh, tin tức tất cả thế lực võ cổ phản hồi lại nói mấy ngày nay tu sĩ tiến vào trái đất có một nửa sau khi nghe được tin tức thì lập tức bỏ chạy, quay về Sơn Hải giới, còn có một nửa chừng hơn 50 người không để ý tới, giải rác các nơi ở Trung Quốc ta, trong đó có một đám người làm ra chuyện người người oán trách. Rất nhiều người bên phía chính phủ bị thương, bên Ngô Nam cũng mới gửi tin tới xin Vân Môn giúp đỡ, mà tất cả thế lực võ cổ đều giám sát những người này, gửi tin tức định vị tới. Trần Thất Tiên vừa nói vừa đưa máy tính bảng trong tay cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn một cái, quả nhiên trên máy tính bảng là bản đồ Trung Quốc, bên trên có 53 chấm nhỏ màu đỏ đang nhấp nháy, trên cơ bản tản ra khắp nơi trên cả nước. Trong lòng anh lập tức lạnh băng. Lúc này Trần Thất Thiên nói, tiên sinh, chúng ta có cần cử đệ tử đi giúp đỡ không? Không cần, những người này có cảnh giới nguyên anh, các người đi không chiếm được lợi lộc gì, đã có người muốn tìm đường chết thì tôi sẽ tiện bọn họ một đoạn đường. Mọi người chuẩn bị chuyện rời khỏi đi, tôi đi xem thử có phải mấy tên khốn kiếp này thật sự không sợ chết hay không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.